Chương 214 Đột phá thiên cảnh, kiếp nạn thiên địa hai, Bất luận là thì quang huyễn ảnh hay thần hồn ký đạo pháp, sở huyền đều đã luyện tới cảnh giới gần đại đạo. Thời điểm hắn đột phá đế cảnh chính là dựa vào pháp tắc đại đạo để đột phá. Khi còn là đế cảnh, hắn chỉ có cảm ngộ lờ mờ đối với pháp tắc đại đạo. Từ lúc tu luyện thì quang huyện ảnh, thần hồn ký đạo pháp, cộng với những bí thuật mà hắn tự sáng tạo ra, khiến cho hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn về đại đạo. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà khi hắn còn là Tôn cảnh mới có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả thiên cảnh. Cho nên khi đột phá thiên cảnh, hắn càng có cảm ngộ thấu triệt với đại đạo hơn, vực chi lực càng trở nên hoàn thiện, giống như một thế giới nhỏ. Nhưng mà ngay lúc này, thần hồn Sở Huyền cảm ứng được có một luồng khí tức hủy diệt đang vọt tới từ pháp tắc đại đạo. Kiếp nạn thiên địa ở bên ngoài vẫn gió êm sóng lặng một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Mà sở huyền ở bên trong, đang phải đối mặt với kiếp nạn thiên địa. Hắn hơi nhíu mày, chuyện này đã vượt ngoài dự đoán, hắn tưởng rằng mình có hệ thống, cho nên sẽ không gặp phải kiếp nạn thiên địa. Không ngờ rằng nó lại tới, hơn nữa khi thế rất mãnh liệt, hơn nữa là trực tiếp vọt tới theo khí tức đại đạo. Đây cũng không thể xem là kiếp nạn thiên địa, mà là loại cao cấp hơn, gọi là kiếp nạn đại đạo. Sở huyền cũng không sợ, tích lũy của hắn không dám nói là mạnh nhất từ trước tới nay nhưng cũng tuyệt không phải hạng soang dù cho chính là kiếp nạn đại đạo sở huyền vẫn dũng cảm đối mặt hắn lập tức vận chuyển thần hồn chi lực trong nháy mắt tạo ra một vực hơn nữa thi triển thì quang lược đoạt áp chế tốc độ kiếp nạn hàng lâm liên tục thi triển đủ loại thủ đoạn thuận lợi vượt qua đợt kiếp nạn đầu tiên sau khi vượt qua đợt kiếp nạn đầu tiên sở huyền cảm ứng được thực lực của mình tăng vọt tốc độ lột xác của thần hồn được đẩy nhanh một cơn gió quỷ dị men theo khí tức đại đạo tiến vào tiếp theo là hỏa thủy lôi liên tục xuất hiện rốt cuộc sở huyền cũng cảm nhận được áp lực thần hồn của hắn bắt đầu rung động hắn vận chuyển bất động như sơn công một cách điên cuồng dùng để phòng thủ sau đó thôi động bách đoán luyện thần thuật gia tăng phòng ngự thần hồn cùng lúc thi triển đủ loại bí thuật giữ mạng đến giờ phút này hắn không còn dám giữ lại thứ gì ở bên trong thì sở huyền đang cố trèo chống vượt qua kiếp nạn nhưng ở bên ngoài thì hắn vẫn giữ bộ dáng lười biếng nằm trên ghế không thấy được gì dị thương cũng không có khí thế đột phá thiên cảnh qua một thời gian dài chống đỡ sở huyền cảm giác bản thân không ngừng lột xác thực lực cũng liên tục đề thăng có lẽ là do hắn tích lũy đủ nhiều cảm ngộ càng sâu đối với đại đạo cho nên lúc đột phá thiên cảnh thực lực tăng lên rất nhiều. Rốt cục, hắn đã chống đỡ được đợt kiếp nạn sau cùng, Sở Huyền đã thành công đột phá, bất luận là thần hồn hay là nhục thể, đều đã trải qua quá trình lột xác. Vực chi lực rất giống với một thế giới thu nhỏ. Thời gian hắn đột phá thiên cảnh còn dài hơn so với lúc trước đột phá đế cảnh. Dù vậy, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, có thể khiến cho vô số thiên cảnh phải ao ước ghen tị. Nói ra thì không thể nào tin được Siêu nhanh, so với người khác đột phá thiên cảnh thì chẳng khác nào một trời một vực. Quả thực là bất thường, Sở Huyền thở dài một hơi, rốt cuộc đã đột phá thiên cảnh. Quả nhiên, trạch một chỗ cũng có lợi ích, mình vẫn trạch chưa tới 10 năm đã đột phá tới thiên cảnh, tốc độ này so với ngồi tên lửa còn nhanh hơn nhiều lắm. Ký chủ đột phá thiên cảnh, trở thành võ giả thiên cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, cũng như là người có tốc độ đột phá nhanh nhất ban thưởng tiểu thế giới bản nâng cấp và nguyên sơ đạo tinh. Đúng là niềm vui ngoài dự đoán, sở huyền không ngờ tới, sau khi hắn đột phá thiên cảnh, vậy mà kích hoạt hệ thống ban thường. Hơn nữa, hắn còn là võ giả thiên cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Cũng là người đột phá thiên cảnh nhanh nhất, đối với chuyện nhanh đột phá thiên cảnh, vẫn nằm trong dự tính của sở huyền, dù sao vẫn chưa tới kỳ hạn 10 năm. Hắn đã đột phá thiên cảnh, từ xưa đến nay, ngay cả Thiên Kiêu có Thiên Phú yêu nghiệt cũng làm không được. Đúng là cuộc sống mỗi người mỗi khác, trong lòng Sở Huyền rất vui, càng kiên định với ý định trạch một chỗ của mình. Hắn nhận lấy phần thưởng, đầu tiên là tiểu thế giới thăng cấp, từ lúc nhận lấy phần thưởng, tiểu thế giới bắt đầu chấn động. Nam vô Phật Đà, Tô Tiên Nhi cùng Đinh Việt, Vương Lạc gấp gáp chuẩn bị rời khỏi tiểu thế giới. Không nên sợ hãi, chỉ nâng cấp thế giới bên trong mà thôi giọng nói sở huyền truyền vào tiểu thế giới nâng cấp tiểu thế giới đừng nói là ba người tô tiên nhi ngay cả nam vô phật đà cũng trợn mắt như sắp rớt ra ngoài trong lòng rất khiếp sợ chuyện có được tiểu thế giới đã làm cho mọi người rung động hiện tại vẫn có thể nâng cấp đức phật phật pháp vô biên nam vô phật đà chắp hai tay trước ngực nói nâng cấp tiểu thế giới bất quá chỉ cần mấy phút cũng đã xong sau khi tiểu thế giới được nâng cấp đã có diện tích tương đương với bắc vực. Hơn nữa linh khí bên trong cũng tinh thuần hơn, trong tiểu thế giới, sinh linh mạnh nhất, đã có cấp bậc tôn cảnh. Thiên tài địa bảo thì càng không đếm hết, hơn nữa số tuổi cũng rất cao. Bình phàm thụ cũng được thăng cấp, lại cao thêm gấp đôi, cảnh lá trở nên rậm rạp. chương 215, Nguyên Sơ Đạo Tinh, Sở Huyền cũng nhận lấy phần thưởng còn lại, Nguyên Sơ Đạo Tinh. Đây là một viên tinh thể hình thoi, lớn hơn so với nắm tay, tỏa ra khí tức huyền ảo, lượn lờ đạo vận. Mang lại cho người ta cảm giác đại đạo nguyên sinh, nguyên sơ đạo tinh là đại đạo chi tinh, có thể thu nạp đạo vận, diễn hóa pháp tắc đại đạo, có hiệu quả tăng cấp thế giới, có thể diễn hóa thành đại đạo giới. Đọc hết giới thiệu về nguyên sơ đạo tinh, sở huyền liền hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính thức là bảo vật cao cấp, quý giá nhất trong tay của hắn. Đại đạo chi tinh, tinh thể có hình dạng pha lê, ẩn chứa đại đạo có thể đặt trong tiểu thế giới thu nạp đạo vận diễn hóa pháp tắc đại đạo khiến cho thế giới có khả năng diễn hóa đại đạo giới cũng có thể kết nối đại đạo có đủ loại năng lực thần kỳ đương nhiên nếu muốn nguyên sơ đạo tinh diễn hóa thế giới thành đại đạo giới cần phải cho nó hấp thu số rất nhiều đạo vận đạo vận cùng đạo tắc không phải là thứ mà võ giả thiên cảnh có thể cung cấp cho dù là thần cảnh cũng không làm được chỉ có cường giả đạo cảnh mới có năng lực quẫn dưỡng nguyên sơ đạo tinh. Thiên cảnh thần cảnh đạo cảnh, nguyên sơ đạo tinh còn có hiệu quả liên thông đại đạo, nếu như đặt nó trong tiểu thế giới, thì cho dù bản thân ở bên trong vẫn có thể cảm nhận được đại đạo. Hơn nữa, nguyên sơ đạo tinh còn có năng lực ghi nhớ khí tức cường giả đạo cảnh trở lên, chỉ cần ghi nhớ khí tức của đối phương là có thể dùng đại đạo làm vật dẫn. Tiến hành trao đổi lẫn nhau, trí bảo đây mới đúng là trí bảo. Cho dù trên người sở huyền không thiếu bảo vật, nhưng khi nhìn thấy giới thiệu về nguyên sơ đạo tinh, cũng không kiềm chế được tâm tình. Ngắm nhìn nguyên sơ đạo tinh một chút, liền đặt nó vào trong tiểu thế giới. Kể từ đó, cho dù ở bên trong tiểu thế giới cũng có thể kết nối với đại đạo. Đáng tiếc, trong tay mình không có đạo vận để uấn dưỡng, nếu không có thể mượn nguyên sơ đạo tinh. Diễn hóa ra đạo tắc, tranh thủ mau chóng đột phá đạo cảnh sở huyền lại đặt ra một mục tiêu mới cũng không xem trọng thần cảnh mục tiêu của hắn chính là đột phá đạo cảnh chỉ khi nào hắn đột phá đạo cảnh mới có năng lực quẫn giữa nguyên sơ đạo tinh mới có cơ hội diễn hóa tiểu thế giới thành đại đạo giới từ lúc đặt nguyên sơ đạo tinh vào trong tiểu thế giới đám người nam vô phật đà đều cảm giác được tựa hồ bên trong tiểu thế giới đã có sự thay đổi cụ thể như thế nào thì bọn họ không biết bọn hắn cũng không nhìn thấy nguyên sơ đạo tinh không biết cử vực có cường giả đạo cảnh hay không. Thần cảnh trong cử vực đều là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ thấy xuất hiện từ thời thượng cổ. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm, không có cường giả thần cảnh xuất hiện tại cử vực, dường như cũng rất lâu, chưa có người đột phá thần cảnh. Đạo cảnh, ngay cả trong truyền thuyết cũng không thấy nhắc tới. Chỉ sợ phần lớn võ giả thiên cảnh, cũng không biết có tồn tại cảnh giới như đạo cảnh. Chỉ sợ trong hiểu biết của bọn hắn, Thần cảnh chính là điểm cuối cùng. Chỉ có thần cảnh mới có cơ hội biết được sự tồn tại của đạo cảnh. Ví dụ như lúc trước vị thần cảnh nhân tộc dẫn ma tộc xâm lấn, ý đồ muốn trở thành nhân vương Bắc vực, đạt được khí vận nhân tộc Bắc vực, có đúng là muốn đột phá đạo cảnh hay không? Trong cử vực, hoang cổ vực là nơi thần bí nhất. Nếu như cử vực tồn tại đạo cảnh, chỉ có thể ở trong hoang cổ vực. Còn rất lâu Sở Huyền mới đạt tới đạo cảnh, nếu không có phần thưởng đặc thù thì đột phá thần cảnh chỉ sợ phải hao tốn thời gian trên chục năm. Nguyên sơ đạo tinh trong tiểu thế giới, tản mát ra khí tức huyền ảo, lượn lờ đạo vận, dường như đang diễn hóa pháp tắc, nó có thể tự động thu nạp đạo vận, chẳng qua so với việc chủ động dùng đạo vận vẫn dưỡng thì chậm hơn rất nhiều. Sau khi hắn đột phá thiên cảnh, tốc độ thăng cấp và tu luyện lại chậm hơn rất nhiều. Sở huyền dự đoán, cho dù phần thưởng trăm năm tu vi, chỉ sợ cũng không đủ khiến hắn tăng lên một cảnh giới nhỏ nếu muốn đột phá thần cảnh, phải bỏ ra thời gian không ít. Trừ khi khiến hệ thống ban thưởng lớn cho hắn, nhưng mà hệ thống thưởng lớn cũng không có dễ dàng gì. Cho tới bây giờ, có thể xác định một chuyện, chính là trợ giúp đệ tử tu luyện, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Hiện tại, ba người Tô Tiên Nhi đã là đế cảnh. Nếu muốn hệ thống thưởng tiếp, thì phải chờ ba người này đột phá tới tôn cảnh. Còn có sở binh pham, cũng rất đáng mong đợi. Nếu là bồi dưỡng ra được một đệ tử đế cảnh trẻ tuổi nhất, có lẽ hệ thống sẽ thưởng lớn. Bây giờ mình đã là thiên cảnh, vạn thiên kính có thể truyền tống vật sống, cũng không biết có thể truyền ma loạn thiên tới đây không. Kéo hắn vào trong tiểu thế giới, trợ giúp hắn nhanh đột phá đế cảnh. Nếu như vậy, có thể được hệ thống ban thưởng, hay là mình nên thu thêm vài tên đệ tử? Sở Huyền đành thở dài ngao ngán, nhìn thoáng qua bí cảnh cơ duyên trong sân, không biết đến khi nào mới có người tới đây, hay là dùng vạn thiên kính chủ động tìm kiếm người có thiên phú yêu nghiệt. Khoảng cách kỳ hạn 10 năm đã rất gần, Sở Huyền rất mong đợi về phần thưởng tròn 10 năm. Phần thưởng này phải rất phong phú, có lẽ sẽ ban thưởng đồ vật trợ giúp mình tu luyện nhanh hơn. Rất đáng giá mong chờ. Chương 216. Chờ đợi, sau khi Sở Bình Phàm ra ngoài chơi vài ngày, cũng trở về tiếp tục tu luyện. Có lẽ là do Sở Bình Phàm còn nhỏ lại ở chung với sở huyền, nên cũng thích trạch một chỗ. Chắc là có liên quan đến tính cách chất phát của nó. Trong những ngày tiếp theo, sở huyền thường xuyên dùng vạn thiên kính liên thông khắp nơi, ý định tìm thêm nhiều yêu nghiệt có thể bồi dưỡng. Nhưng mà, vẫn không có thu hoạch. Chuyện đáng chú ý, chính là sau khi sở huyền đột phá đến thiên cảnh, ấn ký của vạn thiên kính lại gia tăng đến 9. Bây giờ, vẫn dư ra 6 ấn ký. Sở Huyền đã thử nghiệm truyền tống vật sống, kết quả lại phát hiện chỉ có thể truyền tống sinh linh có tu vi hợp cảnh trở xuống, hơn nữa còn rất tiêu hao linh lực. Hiện tại, dùng tu vi thiên cảnh tầng 1 của hắn, vậy mà không truyền tống nổi sinh linh hợp cảnh. Điều này cũng có ý nghĩa, không thể dịch chuyển ma loạn thiên tới đây. Để cho hắn vào tiểu thế giới tu luyện, lại nghĩ đến ma loạn thiên là khí vận chi tử, có lẽ sẽ gặp không ít kỳ ngộ, nên tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm. Thời hạn 10 năm càng gần, Sở Huyền cũng tạo thêm vài hạng mục để hắn giải trí. Ví dụ như bắt Tô Tiên Nhi nhảy múa khiêu vũ. Tô Tiên Nhi rất vui vẻ, rốt cuộc tiên sinh cũng coi trọng nàng, hơn nữa còn kể thêm cho Sở Huyền, nàng thông hiểu âm luật, có thể đánh đàn. Thế là Sở Huyền luyện chế ra một cây cầm, lại truyền cho Tô Tiên Nhi một bộ âm ba công để nàng đánh đàn giải trí. Ngày tháng lại trôi qua rất thoải mái, hai huynh đệ Đinh Việt cùng Vương Lạc phần lớn thời gian đều thí luyện ở bên trong tiểu thế giới để gia tăng thực lực. Chỉ cần hai người có thể nâng cao tu vi tới đế cảnh tầng 9 trước khi chiến ma cổ địa mở ra là được. Áp chế thực lực dưới tôn cảnh, không cần đột phá. Tranh đoạt khí vận trí bảo mới là mục tiêu chính, có thể kích hoạt hệ thống ban thưởng càng lớn. Hai người đều là khí vận chi tử, cho nên có ưu thế đối với khí vận trí bảo. Thời gian cũng đã lâu, cũng không biết tần doanh đang làm gì. Sở Huyệt quyết định sẽ dành chút thời gian đi xem vị đệ tử ký danh này. Cũng đã lâu không có hỏi thăm vị đệ tử nhậm trường hà, đoán chừng hắn chuẩn bị đột phá thân cảnh rồi. Sở Huyệt khôi phục lại cuộc sống thường ngày, chờ đợi kỳ hạn 10 năm. Mỗi ngày đều tu luyện, dành chút thời gian nghe một vài khúc nhạc. Thưởng thức trà, chỉ điểm đệ tử tu luyện, thời gian còn lại đều dùng vạn thiên kính liên thông khắp nơi. Theo tu vi tăng đến thiên cảnh, Số lần sử dụng Vạn Thiên Kính cũng tăng lên, mỗi ngày dùng được 5 lần. Đều muốn không giới hạn số lần sử dụng Vạn Thiên Kính, có lẽ phải đạt tới đạo cảnh mới có thể. Sở Binh Phàm vẫn chăm chỉ tu luyện, dưỡng đao thành công, chính thức nhập môn Thiên Cực Đao Kinh, thực lực của nó đang tăng lên từng ngày. Đối với Sở Binh Phàm, cuộc sống hàng ngày của nó rất đơn giản, tu luyện, chiêu chọc mèo, cưỡi chim, lấy đan dược làm đồ ăn vặt. Những đan dược ăn vào một mực bồi dưỡng nhục thân cùng với dùng trên cực đạo. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không chịu nổi dược lực như vậy. Nhưng thân thể sở bình phàm rất đặc biệt, nó có thể dùng đan dược để bồi bổ cực đạo, dùng nguồn dưỡng đao gỗ hoặc bồi dưỡng nhục thân. Tuy nó mới có 9 tuổi, tu vi chỉ là chân cảnh. Nhưng mà cường độ nhục thể của nó cũng không yếu hơn võ giả đế cảnh tầng 1. Người tu cực đạo, nhục thân cũng không kém, nếu không thì sao có thể chống đỡ nổi uy lực của cực đạo. Sở huyên truyền cực quang thuật cho sở bình phàm, cũng truyền cả liễm tức thuật, đây cũng không thể thiếu. Người tu cực đạo tương đối đặc thù, những võ giả bình thường không thể nhận ra. Cho dù sở bình phàm không tận lực che giấu, võ giả bình thường cũng không thể dò xét được cảnh giới của nó. Ngược lại, khiến cho người ta cảm thấy nó rất giống người bình thường. Đinh Việt và Vương Lạc đều tu luyện cực quang thuật, có vẻ tương đối khó khăn phải tốn rất nhiều thời gian mới nhập môn được. Sở binh phàm thì nhập môn rất nhanh, có một hôm, hắn lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới ấn ký trên người Tần Doanh, phát hiện Tần Doanh đang tu luyện trên vách núi. Long chiến bá thể đã có chút thành tựu, bên dưới thân hình mảnh mai, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng bá đạo. Nếu nhìn gần cánh tay, mơ hồ nhận thấy một chút cơ bắp. Đương nhiên, chỉ có thế thôi, khoảng cách đạt tới mỹ nữ cơ bắp vẫn còn kém xa ngược lại nhiều hơn một phần xinh đẹp. Tu vi tần doanh đã đạt đế cảnh tầng 5, hắn tu luyện long chiến bá thể, cộng thêm với kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, cùng với đủ loại bí thuật của nhân vương lạc gia. Vượt cấp chiến đấu với võ giả đế cảnh tầng 9 cũng không thành vấn đề. Sở huyền không muốn hiện thân, lỡ như hắn đòi mình phương pháp chuyển thành nam nhân thì phải trả lời ra sao? Lừa gạt hắn sao? Sở huyền sợ mình không kiềm chế nổi, lừa gạt tần doanh đến mức tâm tính lệch lạc khép lại vạn thiên kính, tiếp tục kết nối tới nhậm trường hà, phát hiện trên người hắn lượn lờ sinh tử, đan sen lẫn nhau, mơ hồ sinh ra đạo vận. Cũng sắp đột phá thần cảnh, chính xác mà nói, hiện tại nhậm trường hà đã có thể bế quan đột phá thần cảnh. Chẳng qua là quá trình đột phá, cần thời gian rất dài, trong vòng 3 năm rưỡi, chỉ sợ là không thể hoàn thành đột phá. chương 217, ma loạn thiên sáng tạo bí thuật, sở huyền cũng không có quấy giày, mà Liếc nhìn sang Nam Vô Phật Đà. Từ khi đặt Nguyên Sơ Đạo Tinh vào tiểu thế giới, khiến cho tiểu thế giới kết nối với đại đạo, Nam Vô Phật Đà có thể trực tiếp cảm ngộ đại đạo bên trong tiểu thế giới. Hiện tại, Nam Vô Phật Đà đã đạt thiên cảnh tầng 9. Sở Huyền gọi hắn ra ngoài, lại giảng giải Phật pháp giúp hắn, giúp cho Nam Vô Phật Đà cảm ngộ với Phật pháp càng thêm sâu sắc. Thời gian lại trôi qua nửa tháng, khoảng cách kỳ hạn 10 năm, ngày một gần với sự nỗ lực tu luyện của sở huyền, khoảng cách thiên cảnh tầng 2 đã đi được một nửa đoạn đường. Xem chừng, nếu nhận được trăm năm tu vi, có thể giúp hắn đột phá thiên cảnh tầng 2. Tiếp tục cố gắng tu luyện, nuốt xuống một viên đan dược, sở huyền lười biếng nằm ở trên ghế. Đột nhiên, đệ tử ma loạn thiên của ký chủ, giác ngộ Phật Pháp, tu vị tăng mạnh, đột phá đế cảnh, ban thưởng tầm đạo kính. Sở huyền, chuyện gì đã xảy ra? Hắn không ngờ, Ma Loạn Thiên lại giác ngộ Phật pháp, trực tiếp đột phá tới đế cảnh. Hơn nữa, hệ thống cũng không ban thưởng tu vi, không có trực tiếp nhận lấy phần thưởng, trước tiên Sở Huyền lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới chỗ mà Loạn Thiên. Đây là hang động bên trong một ngọn núi hoang, Ma Loạn Thiên vẫn mặc bạch y không nhuốm bụi trần, ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Trên người lượn lờ Phật quang, phía sau ót xuất hiện một vòng ánh sáng Phật đạo lúc này hắn giống như bồ tát hạ phàm chắp hai tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm tụng niệm kinh phật sở huyền trợn tròn mắt chỉ mới qua một thời gian ngắn mà ma loạn thiên đã thay đổi quá lớn đúng là đã thành phật mở thiên nhãn ma loạn thiên khẽ quát một tiếng trên trán liền phát ra ánh sáng xuất hiện một con mắt giống như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian thấy một màn như vậy sở huyền không nhịn được mà khen thầm quả nhiên là ma loạn thiên có duyên với Phật, hiện tại đã lĩnh ngộ ra thông thiên nhán. Quá trâu bò, trên người tỏa ra Phật quang, áo trắng như tuyết, không dính bụi trần, cộng với dung mạo tuấn tú của hắn, đúng là không giống người phàm. Nhưng mà, chuyện tiếp theo, khiến cho sở huyền sắp cắn đứt đầu lưỡi. Chỉ thấy sau khi ma loạn thiên mở thiên nhãn, bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng, đại uy thiên long. Giống, một đạo long ảnh, bay ra từ sau lưng hắn. Sở huyền, Sở Huyền sợ tới đứng người, Đại Uy Thiên Long nhìn thấy long ảnh Phật quang phía sau Ma Loạn Thiên bay lên cao, hóa thành một con cự long, bay lượn xung quanh người Ma Loạn Thiên, tiếng long ngâm oai hùng, uy thế lẫm liệt. Hang động liền sụp đổ, núi đá hóa thành bột mịn. Một chiêu thần thông Đại Uy Thiên Long này, có uy lực rất bất phàm. Tên đệ tử này có gì đó sai sai, Sở Huyền chìm sâu vào suy nghĩ, hắn nhớ lúc trước lừa gạt Ma Loạn Thiên tựa hồ có ngứa miệng nói một câu, chính là Đại Uy Thiên Long. Còn nói thêm một câu, Phật Quang Hóa Thiên Long, thần thông vô hạn, Phật Pháp vô lượng, đây là Đại Thần Thông. Cho nên, Ma Loạn Thiên vẫn nhớ một câu này, dốc lòng cảm ngộ trong kinh Phật, vậy mà thật sự sáng tạo ra một số thần thông. Châu Bò, Sở Huyên chỉ biết thở dài, bản thân hắn đã thu được một gã đệ tử Châu Chó. Chẳng qua mình chỉ lừa gạt vài câu, hắn cũng có thể đốn ngộ Phật Pháp, sáng tạo ra thần thông. Hắn lại nhớ tới hai vị đệ tử Đinh Việt cùng Vương Lạc, mình cũng từng lừa gạt. Cũng xuất hiện tư tưởng lệch lạc, nhưng lại không sáng tạo ra bí thuật gì lợi hại. Nguyên nhân là do thiên phú hay là phương pháp lừa gạt không thích hợp? Phật quang trên người Ma Loạn Thiên đã được thu về, long ảnh cũng chui vào trong cơ thể, chắp hai tay trước ngực, niệm một câu: "A Di Đà Phật." Sau đó Ma Loạn Thiên rời khỏi núi hoang, dùng hai chân trần bước đi bên hông treo một thanh giới đao sắc mặt hiền từ ánh mắt trong suốt từ khi đột phá đế cảnh ma loạn thiên đã có một niềm tin hắn muốn truyền bá phật pháp độ hóa ác ma trên thế gian sở huyền rất thưởng thức vị đệ tử này mong đợi hắn tiếp tục phát huy giúp mình sớm được hệ thống ban thường cất vạn thiên kính vào sở huyền liền nhận lấy phần thưởng tầm đạo kính có thể phát hiện đại đạo có thể tìm ra đắc đạo giả ngoài ra còn có thể ghi nhớ khí tức của đắc đạo gia. Sở huyền quan sát gương nhỏ trong tay, phía trên có một cây kim mở ảo, giống như dùng đại đạo ngưng luyện ra. Dĩ nhiên là một phía, có thể tìm kiếm đại đạo, cùng với tìm kiếm đắc đạo giả. Đắc đạo giả là gì? Hẳn là cường giả đạo cảnh. Sở huyền đã không thể chờ đợi nữa, hắn muốn lập tức nhìn xem, cử vực có tồn tại võ giả đạo cảnh hay không? Đang trốn ở nơi nào? Hắn rót linh lực vào tầm đạo kính, cây kim bên trên mặt kính liền chuyển động sở huyền đột nhiên cảm thấy linh lực của mình bị hút điên cuồng vào trong tầm đạo kính lực lượng thần hồn cũng bị hút chảy vào tầm đạo kính bất quá chỉ mới vài phút sở huyền đã cảm giác ăn không tiêu hắn liền đình chỉ truyền linh lực sau đó cây kim trên mặt kính mới chịu dừng lại chỉ có mấy phút cũng không tìm thấy võ giả đạo cảnh hoặc vật và địa phương nào có liên quan tới đại đạo nuốt một viên đan dược khôi phục linh lực không vội, mỗi ngày mình sẽ thử một chút, để xem có thể tìm được cường giả đạo cảnh hay không. Chương 218. Tâm đạo kính, tâm đạo kính, sau khi tìm thấy cường giả đạo cảnh, còn có thể ghi nhớ khí tức, một khi xuất hiện cường giả đạo cảnh bị ghi nhớ khí tức, Sở Huyền có thể nhờ tầm đạo kính phát hiện đối phương. Hơn nữa, sau khi ghi nhớ được khí tức cường giả đạo cảnh, Sở Huyền có thể thu đám khí tức này vào trong Nguyên sơ đạo tinh có thể dựa vào nguyên sơ đạo tinh tiến hành trao đổi với đối phương, cũng có thể âm thầm lợi dụng khiến đối phương giúp mình huấn dưỡng nguyên sơ đạo tinh. Dùng năng lực của hai món trí bảo này, có lẽ đối phương sẽ không phát hiện ra. Nếu như có thể ghi nhớ vài chục vị cường giả đạo cảnh giúp mình huấn dưỡng nguyên sơ đạo tinh, chẳng phải là có thể rất nhanh khiến cho tiểu thế giới thăng cấp thêm lần nữa, diễn hóa ra đạo tắc hoàn chỉnh, chỉ tưởng tượng ra thôi. Sở Huyền không nhịn được mà kích động. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải tìm ra sự tồn tại của cường giả đạo cảnh. Những ngày tiếp theo, Sở Huyền đều dùng tầm đạo kính để tìm kiếm tung tích cường giả đạo cảnh. Nhưng mà, đã trôi qua hơn 10 ngày, rốt cuộc vãn không tìm thấy gì. Chẳng lẽ, sự thật là cửu vực không tồn tại đạo cảnh? Nếu như có tồn tại đạo cảnh đi nữa, thì cũng không nên là người ở giới này, hẳn là đã đi ra khỏi cửu vực. Nhưng nếu không ở cửu vực, thì đi tới chỗ nào? hẳn là có một thượng giới, Sở Huyền rất nghi ngờ, nếu như có thượng giới, tại sao thế gian lại không lưu lại truyền thuyết về nó? Hoặc là, bởi vì mỗi lần sử dụng tầm đạo kính đều rất gần, bởi vậy không thể tìm thấy cường giả đạo cảnh. Đây cũng là một khả năng, thực lực hiện tại của Sở Huyền chỉ có thể dò tìm được vài phút, nếu sử dụng thời gian dài, hắn gánh không nổi tiêu hao. Vì tìm kiếm cường giả đạo cảnh mà trả cái giá quá đắt, không phù hợp với tính cách của hắn. Cho nên, thư có thể làm như vậy, mỗi ngày dành vài phút tìm kiếm, xem có khả năng mèo ngủ vớ phải cá rán hay không, tìm ra cường giả đạo cảnh. Sở huyền cũng hết cách, muốn bắt lấy cường giả đạo cảnh mà không được, ngẫm lại mà buồn thúi ruột. Mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không còn hứng thú nghe Tô Tiên Nhi đánh đàn. Tô Tiên Nhi thì cảm thấy phiền muộn, lúc này mới bao lâu. Tiên sinh đã không còn thích nghe mình đánh đàn nữa. Tiên sinh, nô tỳ nhảy cho ngài xem có được hay không không có hứng thú, sở huyền trợn trắng mắt, nói, tô tiên nhi dậm chân, quay đầu ngồi trồm hổm trước mặt sở bình phàm, nói, tiểu bình phàm, cô cô nhảy cho con xem có được không? Sở bình phàm cầm đao gỗ trong tay, bộ dáng ngây ngốc, lắc đầu nói, tô cô cô, con không muốn xem, con chỉ muốn luyện đao. Ta, tô tiên nhi cảm thấy rất buồn bực, chỉ có thể tiến vào tiểu thế giới, bắt đinh Việt thí luyện, đánh hắn để xả giận, thời gian thấm thoát thoi đưa. Khoảng cách Sở Huyền Trạch tại tiểu viện đã sắp tròn 10 năm. Có lẽ nguyên nhân là do Sở gia liên tục phát triển, cũng có lẽ nguyên nhân là do Sở Thiên Minh nhớ tới nhi tử bảo bối Sở Thu Lạc. Vậy mà lại nhớ ra, mình còn có một đứa cháu trai bị ném vào trong tiểu viện. Kết quả, lại phái đại quản gia đến đón Sở Huyền về tổ trạch. Quay về tổ trạch, ta không thích, Sở Huyền lắc đầu cự tuyệt. Hắn rất ngạc nhiên, không ngờ ra ra Sở Thiên Minh đột nhiên lại nhớ tới hắn. Đây là ý tứ của gia chủ, chẳng lẽ thập tam thiếu gia, muốn cãi lời gia chủ. Đại quản gia rất kinh ngạc trước thái độ của sở huyền. Ta ở chỗ này cũng rất tốt, không cần quay về, người trở về nói cho gia gia biết, bảo ông ấy đừng có quấy giày ta. Sở huyền phất tay đuổi người, nghiêng qua một bên, đưa lưng quay về phía đại quản gia. Ngươi, cái này, đại quản gia có chút tức giận, ngươi đi nói cho gia gia biết, không nên quấy giày ta, nếu không ta sẽ mang Sở Vân cùng rời khỏi sở ra, cũng đừng trách ta không có báo trước. Trong lòng Đại Quản gia hơi phập phồng lo sợ, nếu như Sở Huyền làm như vậy, tựa hồ Sở Vân sẽ nghe theo hắn. Lại nhớ tới Sở Vân từng dặn dò không được quấy giày Sở Huyền, chỉ có thể buồn bực quay trở về, khốn nạn, cứ để cho nó chết già ở chỗ đó. Nghe thấy tiếng gầm rú của Sở Thiên Minh từ tổ trạch, Sở Huyền chả thèm quan tâm. Dạo gần đây hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng gầm thét của vị gia gia này. Thỉnh thoảng gào thét một chút, cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể giúp tâm lý giải tỏa. Ngày mai, đúng là ngày tròn 10 năm, trong lòng Sở Huyền đầy chờ mong, 10 năm đầu tiên sẽ ban thưởng gì đây? Phần thưởng 5 năm chính là tiểu thế giới tùy thân. Đương nhiên là phần thưởng 10 năm không thể kém hơn tiểu thế giới chứ. Nhân dịp ăn mừng kỳ hạn 10 năm, hắn gọi Tô Tiên Nhi ra ngoài bảo nàng thay một bộ y phục mới vệ linh hoa cũng bị gọi tới toàn bộ bông hoa xòe ra lộng lẫy phi phàm rất mê người đến nhảy một điệu giúp vui nào tô tiên nhi tại sao lại đột nhiên bắt mình khiêu vũ còn bảy vẽ nhiều thứ như vậy hẳn là chuyện kế tiếp sẽ bắt mình bồi tiên sinh ngủ trong đầu tưởng tượng như thế gương mặt tô tiên nhi đỏ lựng trái tim cũng đập nhanh hơn nhưng cũng hồi hộp và mong đợi lúc khiêu vũ thân hình uốn éo ngày càng khoa trương, càng ngày càng dụ người. Sở huyên, nhà đồn này có điểm quái lạ. chương 219, phần thưởng 10 năm, tạch, sở huyên vung tay, gõ một cái trên đầu Tô Tiên Nhi. Ối, Tô Tiên Nhi bèn lấy tay xoa đầu, vòng eo cũng không còn uốn éo nữa, quỷ khuất nhìn về phía sở huyên. Khiêu vũ là tốt rồi, đừng có làm thêm vài động tác dư thừa như vậy. Sở huyền quát khẽ, tô tiên nhi cong môi chu mỏ tùy ý nhảy vài cái. Trong lòng đã mất hứng, vệ linh hoa thì ngược lại, dễ cây mọc tua tủa, thân cây uốn éo, chuyển động liên tục, phối hợp với những bông hoa diễm lệ kia. Rất đáng để thưởng thức, sở huyền lấy ra một bình trà diệp lai, bắt tô tiên nhi đi pha trà. Đây cũng là phần thưởng ngày hôm qua, đạo vận trà, bên trong trà có ẩn chứa đạo vận, mỗi lần uống một ngụm, thân thể và thần hồn sẽ được đạo vận gột dừa. Có thể nói là trí bảo, các loại trà ngộ đạo trước kia, Sở Huyền đã sớm vứt xó, hiện tại hắn chỉ uống đạo vận trà, mỗi lần đưa miệng uống cạn, tốc độ tu luyện đều tăng lên một ít. Trà này, mỗi tháng ngươi chỉ cần uống một chén, uống nhiều hơn cũng chỉ lãng phí mà thôi. Nhìn thấy Tô Tiên Nhi theo thường lệ, tự rót cho mình một chén trà, Sở Huyền mở miệng nói: "Tuy là đạo vận trà này rất tốt, nhưng mà nếu người uống có tu vi quá thấp, chỉ cần uống một chén" thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tiêu hóa hết. Nếu như uống nhiều hơn, ngược lại thì lợi bất cập hại. Cho dù đồ vật có tốt, cũng phải sử dụng theo liều lượng. Đã biết, thưa tiết sinh, Tô Tiên Nhi vừa nhấp một ngụm, đã cảm thấy thần hồn như được tưới giỏi, thần trí minh mẫn, phảng phất như đánh tan chướng ngại, có chút cảm ngộ chưa thông suốt, giờ khắc này đều hiểu rõ. Hai mắt sáng rực, trà của tiên sinh uống, quả nhiên bất phàm. Sở Huyền cũng gọi hai người Đinh Việt cùng Vương Lạc ra ngoài. Cho mỗi người một chén trà, sau đó trở về tu luyện tiếp. Về phần Nam Vô Phật Đà, Sở Huyền lại rót cho hắn ba chén trà. Sau khi Tô Tiên Nhi uống xong trà, đã quay về tiểu thế giới cảng ngộ. Sở Bình Phàm cũng đã chạy tới uống một chung trà, rồi tiến vào trong không gian càn khôn, trên người vẫn lượn lờ khí tức huyền ảo. Thiên Linh Miêu cùng hám Thiên Kim Bằng và Phệ Linh Hoa cũng được thưởng một chén trà. Sau khi Sở Huyền uống trà xong thì lười biếng nằm trên ghế. Chờ đợi phần thưởng 10 năm, 10 năm tri kỳ đã đến, ký chủ trạch đủ 10 năm, cứ tiếp tục phát huy, ban thưởng Hỗn Độn Bất Diệt Thể và Hỗn Độn Chung. Phần thưởng 10 năm lại là thể chất có thiên phú đặc thu. Trước tiên Sở Huyền đọc qua tin tức giới thiệu về Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Hỗn Độn Bất Diệt Thể, sinh ra từ hỗn độn, từ xưa đến nay là bất diệt, bất hủ, có thể dung nạp vạn đạo thành một thể có thể độ đạo kiếp. Rất châu bò nha, từ xưa đến nay bất diệt, bất hủ, có thể dung nạp vạn đạo thành một thể, ý nghĩa là có thể tu tất cả đại đạo. Cũng không bởi vì sự tương khắc của hai loại đại đạo mà xuất hiện hiện tượng xung đột. Không hổ danh là phần thưởng 10 năm, sở huyền lại xem qua phần thưởng thứ hai, hỗn độn chung. Sinh ra tại hỗn độn, mãi mãi không tổn hại, có thể cắn nuốt đại đạo, tiếng chung có thể truyền vạn cổ, phòng ngự tối cường có thể độ đạo kiếp, trấn áp đạo kiếp, trí bảo này cũng trâu bò không kém. Đây là trí bảo có sức phòng ngự bá đạo nhất trên thế gian, tiếng Trung còn truyền vạn cổ, vượt qua thời gian, không gian. Sở huyền có lưu ý một điểm, bất luận là hỗn độn bất diệt thể hay là hỗn độn chung, đều có nói về khả năng độ đạo kiếp. Đạo kiếp, đó là gì thế? Sở huyền cũng không biết, chẳng lẽ là vô lượng đại kiếp trong truyền thuyết, bất kể là thứ gì, nếu như có thể độ đạo kiếp, thì cũng mang ý nghĩa, chỉ cần có một trong hai món hỗn độn bất diệt thể và hỗn độn chung thì sẽ có thể vượt qua được kiếp nạn này. Nếu như có cả hai, dĩ nhiên là không cần sợ đạo kiếp. Sở Huyền liền nhận lấy hỗn độn bất diệt thể, oanh, dường như ý thức của hắn bị kéo vào trong một mảnh hỗn độn, mông lung, không có thời gian, không có ánh sáng, không có bất cứ gì. Đây là hỗn độn chân chính, bỗng nhiên, có tử khí lan tràn, xuất hiện một tia sáng giống như vừa được sinh ra tại thời khắc này. Sở huyền cảm giác được, cơ thể của mình, giây phút này cũng được sinh ra. Khí tức hỗn độn vô cùng vô tận, bắt đầu kéo đến bao phủ hắn, thân thể từ từ lớn lên, bắt đầu thành hình. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, mỗi một khắc, thân thể đều đang phát triển. Từ khí bắt đầu truyền đến, thời gian cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thân thể này. Âm âm, hỗn độn liền tan biến, ý thức quay trở về thực tại ngay một khắc ý thức trở về sở huyền cảm thấy thân thể của mình đã có biến hóa rất lớn dường như đã trải qua một lần thay ra đổi thịt không thể nào nói rõ chỉ biết là có sự biến hóa kinh khủng hơn nhiều so với lúc đột phá đế cảnh đột phá thiên canh sở huyền cảm giác được nhục thân của mình rất mạnh mẽ thần binh không thể tổn thương hắn cho dù là đạo binh dường như cũng không thể lưu lại vết chảy xước tựa hồ thời gian cũng không thể ăn mòn nhục thể của hắn. Hơn nữa, mỗi giờ mỗi khắc, đều hấp thu linh khí trong đất trời. chương 220, vô địch trong thiên cảnh, sở huyền có một loại trực giác, giờ phút này, hắn có thể hấp thu tất cả lực lượng trong trời đất. Bất luận là linh khí, ma khí, yêu khí, hoặc là các loại âm khí, độc khí, cũng có thể hấp thu để tu luyện. Đương nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề, đây là đặc điểm bá đạo của hỗn độn bất diệt thể. Chuyện khiến cho sở huyền càng kinh ngạc, chính là hắn đã đột phá thiên cảnh tầng 2. Hơn nữa, hắn có cảm giác rất rõ ràng, tốc độ tu luyện của bản thân đã tăng lên gấp trăm lần. Tuy nhiên, tốc độ tiêu hao tài nguyên cũng tăng theo, nhưng mà sở huyền đâu cần quan tâm. Thứ mà hắn không thiếu nhất, chính là tài nguyên. Hắn chỉ ngại tốc độ tu luyện quá chậm thôi, chỉ cần tốc độ nhanh, tài nguyên không cần đếm xỉa tốc độ luyện hóa dược lực nhanh đến mức sở huyền chát lưỡi hít hà. Dựa theo tốc độ hiện tại, dưới tình huống đầy đủ tài nguyên, sở huyền dự đoán chỉ khoảng 3 năm là hắn có thể đột phá thần cảnh. Tốc độ tu luyện bực này nếu như truyền ra ngoài sẽ khiến một đám người sợ vỡ mật. Chỉ sợ, vô số gõ giả thiên cảnh, đau khổ vì không đột phá được thần cảnh, sẽ trực tiếp sụp đổ, không chịu nổi đả kích, mắng to ông trời bất nhân. Hai tay nắm chặt, Sở huyền cảm giác thực lực của mình đã tăng mạnh, võ giả thiên cảnh tầng 2. Sẽ không chịu nổi một quyền của hắn, phần thưởng này quá mức trâu chó. Cho dù ban thưởng vật ngoài thân có lợi hại tới đâu, cũng không bằng trực tiếp giúp bản thân mạnh hơn. Bản thân mạnh hơn mới là thực lực chân chính, chẳng qua ngoại vật chỉ là thứ yếu. Kế tiếp sở huyền nhận lấy hỗn độn chung, trong tay xuất hiện một vật nhỏ nhắn, cổ xưa giản dị, cũng không có phát ra khí tức cường đại, bá đạo trấn áp thế gian nhìn sơ qua chỉ là một cái chuông nhỏ mang theo khí tức tang thương là một vật có phong cách cổ xưa nhưng mà chính là cái chuông nhỏ này chính là trí Chí bảo sinh ra từ thời kỳ hỗn độn trên thân chuông chỉ có vài hoa văn đưa mắt nhìn kỹ tựa hồ bên trong ẩn chứa điều huyền diệu lại tựa hồ rất giống một vật bình thường cũng không nói khoa trương nếu như gặp người không đủ thiên phú không đủ khí vận cho dù có đặt hỗn độn chung ở trước mặt hắn cũng không nhận ra đây là trí bảo, sẽ cho rằng là một đồ vật tầm thường. Rồi ném đi, hỗn độn trí bảo, nếu không phải là người có đại thiên phú, đại cơ duyên thì không thể bắt được. Tiếng trung truyền vạn cổ, sở huyền không nhịn nổi, đang muốn gõ thử hỗn độn trung, để nghe thử tiếng trung của nó ra sao, tại sao lại nói là truyền vạn cổ. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, dùng thực lực hiện tại của hắn, thế mà không thể gõ hỗn độn trung. Nghĩ lại cũng có lý do, nếu như ai cũng có thể tùy tiện gõ thì đâu thể xem là hỗn độn trí bảo hắn liền thu hỗn độn chung vào bên trong thần hồn sau khi nhục thân được lột xác sở huyền phát hiện ra một chuyện thần hồn của hắn cũng được lột xác còn mang theo đặc tính bất diệt hỗn độn bất diệt thể cộng thêm hỗn độn chung sở huyền cảm thấy mình rất mạnh cho dù là thần cảnh cũng không hủy diệt mình được tâm trạng sở huyền rất kích động tiến vào bí cảnh thí luyện thử xem thực lực của mình ra sao Đầu tiên hắn lựa chọn Nam Vô Phật Đà làm đối tượng thí luyện. Nam Vô Phật Đà đã đột phá thiên cảnh tầng 9, thực lực rất mạnh, trong cùng cảnh giới hắn đã là mạnh nhất. Trong thí luyện, Sở Huyền đại chiến cùng Nam Vô Phật Đà hơn nửa giờ, cuối cùng dựa vào nhục thân bất diệt, đánh bại Nam Vô Phật Đà. Người mang hỗn độn bất diệt thể đã thể hiện được sự vượt trội trong chiến đấu. Dùng tu vi thiên cảnh tầng 2, vượt cấp chiến thắng cường giả thiên cảnh tầng 9. Giờ khắc này Sở Huyền đã xác định, mình chính là tồn tại vô địch trong thiên cảnh, nên biết rằng, công pháp mà Nam Vô Vật Đà tu luyện là Phật pháp, đây là một trong những thần thông Phật đạo rất mạnh mẽ. Kim thân của hắn cũng rất bá đạo, trong cùng cấp bậc thiên cảnh tầng 9, Nam Vô Vật Đà tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cao. Dù vậy, vẫn bị Sở Huyền đánh chết, mà Sở Huyền còn chưa vận dụng Hỗn Độn Chung, vẫn chưa thi triển vài thủ đoạn lợi hại. Ví dụ như thì Quang Huyễn Ảnh thì quang lược đoạt, xác định là vô địch trong thiên cảnh, Sở Huyền rất hứng khởi, dựa theo thực lực hiện tại, đợi đến lúc bản thân đột phá thiên cảnh tầng 9, thậm chí cũng không cần thiên cảnh tầng 9, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến thần cảnh. Chấm dứt thí luyện, Sở Huyền thử thi triển thì quang huyền ảnh, phát hiện bản thân có thể thi triển một chút, cũng không xuất hiện tình trạng suy kiệt. Có thể duy trì thì quang huyền ảnh 3 phút, đây đã là một tiến bộ rất lớn. 3 phút đã đủ giành thắng lợi trong chiến đấu. Hơn nữa, hắn cũng không cảm nhận được gánh nặng mãnh liệt, chẳng qua là tiêu hao quá lớn, chỉ có thể duy trì 3 phút. Tất cả những thứ này đều do sự mạnh mẽ của hỗn độn bất diệt thể mang lại. chương 221, Cường giả siêu cấp châu bò, kỳ hạn 10 năm đã qua, kế tiếp, chính là 10 năm tiếp theo. Sở huyền đã đề ra mục tiêu cho bản thân, đó chính là bình yên trạch đủ trăm năm. Trạch 10 năm, đã có phần thưởng bá đạo như thế hơn nữa mình còn từ phàm cảnh đột phá thiên cảnh nếu như trạch đủ trăm năm vậy thì phần thưởng sẽ phong phú đến mức nào đến lúc đó thực lực của mình sẽ mạnh tới trình độ nào trực tiếp vô địch sở huyền rất mong chờ ý định trạch một chỗ càng kiên định chỉ có tiếp tục trạch mới có thể càng ngày càng mạnh ai cũng đừng hỏng phá dối mình lấy ra một bình đan dược sở huyền trực tiếp đổ hết vào mồm đây chính là chỗ lợi hại trước kia chỉ có thể ăn từng viên tốc độ tu luyện quá bèo một chút điểm bá đạo cũng không có hiện tại đã có hỗn độn bất diệt thể từ nay về sau cũng không cần rắc rối như vậy nuốt một lần một bình quá sảng khoái nếu không đủ hệ thống sẽ ban thưởng không cần lo lắng sau khi nuốt một bình đan dược hỗn độn bất diệt thể liền vận chuyển rất nhanh đã luyện hóa xong dược lực nâng cao tu vi cũng không xuất hiện tình trạng ăn không tiêu. Nửa ngày sau, sở huyền lại là đổ một bình đan dược vào mồm, ký chủ trạch tủ 10 năm lẻ một ngày, ban thưởng đại thiên đạo khí thư. Sở huyền bèn nhận lấy phần thưởng, đại thiên đạo khí thư là một điển tịch luyện khí, ghi chép đủ loại phương pháp luyện khí, cùng loại với vạn thiên đan kinh. Cho dù thiên phú có xuất sắc tới đâu, cũng không thể nắm giữ toàn bộ. Ví dụ như vương lạc là đan mạch thiên sinh, cũng không thể nắm giữ trọn vẹn vạn thiên đan kinh chẳng qua chỉ học được một phần trong đó mà thôi dù vậy thì hiện tại trong cửu vực chỉ sợ không có người vượt trội hơn hắn về phương diện luyện đan nên biết rằng vạn thiên đan kinh ngoại trừ các loại thủ pháp luyện đan điểm quan trọng nhất trong đó chính là luyện đan chi đạo luyện đan chi đạo được ghi chép trong đó cực kỳ đa dạng có thể nắm giữ một phần đã là cường giả đan đạo đỉnh phong nếu như có thể lĩnh ngộ đan đạo thuộc về mình thì có thể xếp ngang hàng với cường giả đan đạo mạnh nhất sở huyền cũng từng nghi ngờ vạn thiên đan kinh chính là bí điển ghi chép tất cả cảm ngộ cùng đan đạo của vô số cường giả đan đạo trên thế gian mà bây giờ hệ thống lại ban thưởng đại thiên đạo khí thư chắc có lẽ cũng là cùng loại điểm khác nhau duy nhất chính là về phương diện luyện khí bất luận là đế binh thiên binh thần binh đạo khí tất cả đều không đáng kể. Sở Huyền tự hỏi về phương diện luyện khí, trên thế gian này chắc là không có người vượt qua hắn, nếu không hắn cũng không thể dễ dàng luyện ra Thiên binh. Nhưng mà, sau khi nắm giữ Đại Thiên Đạo Khí thư, Sở Huyền mới nhận ra một chuyện, trình độ luyện khí của mình trước đó, quả thật chẳng khác gì cặn bã. Phía trên Đại Thiên Đạo Khí thư, ngoại trừ phương pháp luyện chế các loại vũ khí, còn có khôi lỗi, cơ quan, phù khí. Sở Huyền tìm một ít vật liệu dựa theo trí tưởng tượng của mình hao tốn thời gian hơn nửa ngày luyện chế ra được hai bộ khôi lỗi khôi lỗi cũng không giống người trên thân mặc một bộ áo giáp trong tay cầm một thanh thần binh đây là khôi lỗi cấp bậc thần khí sở huyên dùng lực lượng thần hồn nuôi dưỡng giúp khôi lỗi sinh ra linh trí sau đó lại khắc lên một ít phương pháp chiến đấu hai bộ này thuộc loại khôi lỗi chiến đấu sau khi hai bộ khôi lỗi thức tỉnh linh trí Sở Huyền lại ném chúng tới bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Tinh. Lợi dụng đặc tính hấp thu đạo vận và đạo tác của Nguyên Sơ Đạo Tinh, Hỗ trợ uẩn dưỡng khôi lỗi, giúp cho hai bộ khôi lỗi này sinh ra năng lực tu luyện nhất định, có thể tự phục hồi linh lực. Trước mắt, thực lực của khôi lỗi ước lượng khoảng thiên cảnh tầng 5. Sở Huyền muốn uẩn dưỡng khôi lỗi đến tu vi thần cảnh, mà Nguyên Sơ Đạo Tinh chính là đồ vật tốt nhất để uẩn dưỡng khôi lỗi. Dùng đạo vận cùng đạo tức gột rửa, trên người khôi lỗi sẽ lây nhiễm khí tức đạo vận, từ từ sẽ được lột xác, không cần dùng linh tinh hoặc linh khí để duy trì. Có thể tự động hấp thu linh khí, dự trữ khi chiến đấu, hơn nữa linh trí cũng được nâng cao, biến thành linh khôi có năng lực tự tu luyện. Sau khi linh khôi huấn dưỡng thành công, thì hắn sẽ có thủ hạ thần cảnh, có thể chuẩn bị vì chiến ma cổ địa. Sở Huyên thở dài một hơi, hắn chỉ thiếu một đệ tử thiên tài luyện khí loại người lười biếng, núp một chỗ như hắn, là không thể nào bỏ sức luyện khí, luyện chế ra hai bộ khôi lỗi này, cũng chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi. Luyện đan có vương lạc, vẫn thiếu người luyện khí, cũng không biết tới khi nào mới thu được một đệ tử có thiên phú luyện khí. Ký chủ trạch vùng 10 năm lẻ hai ngày, ban thưởng vạn đạo trận điền. Hà, sở huyền khẽ giật mình, ngày hôm qua thì ban thưởng điển tịch luyện khí, hôm nay thì ban thưởng điển tịch trận pháp và cấm chế, hẳn là hệ thống muốn bù đắp mọi phương diện mình thiếu hụt. Trở thành một cường giả siêu cấp châu bò có thể thu nạp vạn đạo. Chương 222, Đại Thiên Đạo Khí Thư cùng Vạn Đạo Trận Điển, nhận lấy Vạn Đạo Trận Điển, phía trên ghi chép vô số trận pháp cùng cấm chế, cũng giống như Vạn Thiên Đan Kinh cùng Đại Thiên Đạo Khí Thư, đều lưu giữ rất nhiều trận đạo. Nam Châu là một vùng đất khan hiếm về trận pháp, cho dù là cả Bắc Vực, cũng rất hiếm khi nhìn thấy trận pháp, bởi vậy mà không có mấy người am hiểu trận pháp đại bộ phận đều chỉ phụ tu trận pháp cho dù có người tinh thông trận pháp cũng không chủ tu trận pháp chẳng qua chỉ tu luyện trận pháp lên một cảnh giới nhất định sau đó nhờ nó trợ giúp bản thân mà thôi sở huyền gọi ba người tô tiên nhi đinh việt vương lạc ra ngoài truyền lại cho bọn hắn cơ sở về trận pháp cùng với một ít trận cấm thông thường nhất là vương lạc chỉ cần tận dụng hợp lý thì trận pháp có tác dụng không nhỏ đối với quá trình luyện đan của hắn. Thân là đệ tử của Sở Huyền, không cần tinh thông đủ loại, nhưng tối thiểu mỗi thứ cũng phải biết một chút. Hôm nay, ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít trận pháp cùng cấm chế, có thể học được bao nhiêu, có cảm thấy hứng thú hay không, tất cả đều do các ngươi quyết định. Ba người tranh thủ thời gian ngồi xuống, rửa tay lắng nghe, chỉ sợ mình nghe sót vài câu. Sở Bình Phàm cũng tham gia, nó ngồi bên cạnh Sở Huyền. Sở Huyệt kích phát Thánh sư Quang Hoàn, sau đó bắt đầu truyền thụ trận pháp và cấm chế. Chẳng qua hắn chỉ truyền lại một tí tri thức cơ bản về trận đạo. Có thể nói là kiến thức nhập môn, cùng với một ít trận pháp, cấm chế thông thường, rất hay gặp phải. Như các loại huyễn thuật, giam cầm, phòng ngự, sát trận, những thứ này tương đối hay gặp, cũng là trận pháp thông dụng. Kiến thức thâm ảo thì hắn không có truyền thụ, dù sao thiên phú của ba người này cũng không nằm trên trận pháp giúp cho bọn họ có năng lực bố trận cũng phá trận cơ bản là được rồi nhờ hiệu quả của thánh sư quang hoàn tất cả đám người tô tiên nhi đều chìm sâu vào trạng thái cảm ngộ nắm giữ cơ sở trận pháp cũng không khó sau khi hắn giảng giải xong tất cả đều có thu hoạch sở huyền truyền thông thiên kiếm quyết bản hoàn chỉnh cho đinh việt vốn là muốn đợi đến lúc hắn đột phá thiên cảnh mới truyền thụ nhưng dựa vào cảm ngộ kiếm đạo hiện tại của đinh việt hắn đã có thể lĩnh ngộ toàn bộ thông thiên kiếm quyết Vương Lạc cũng giống vậy, Tô Tiên Nhi cùng Đinh Việt đều trở về tiểu thế giới. Thử bố trí trận pháp, Vương Lạc thì ở lại, hắn đã có một ít cảm ngộ, dùng trận pháp để hỗ trợ luyện đan, thậm chí kết hợp trận pháp vào thủ pháp luyện đan. Biến đan dược thành vũ khí sắc bén để giết địch, sở huyệt có chút tán thưởng với ý nghĩ của hắn, còn bỏ sức ra giảng giải chuyên sâu cho Đinh Việt về phương pháp vận dụng. Sau đó Vương Lạc cũng trở về tiểu thế giới cảm ngộ. Binh phàm có cảm ngộ được gì không? Sở huyền liếc nhìn sở bình phàm, hỏi một câu, thiên phú sở bình phàm rất đặc biệt, tuy là rất hiền lành, hơn nữa còn có bộ dáng khờ khạo, nhưng thật ra nó không hề ngu dốt. Người có thiên phú cực đạo, làm sao có thể ngu dốt được? Con có một chút cảm ngộ, vùng đao hạ trận, đao của ta là trận, trận cũng là đao, đao nào cũng là của ta. Sở bình phàm ngẩng cái đầu nhỏ, trả lời, có chuyện gì khó hiểu sao? Sở huyền xoa nhẹ trên đầu nó. Có một chút, con nói ra xem nào. Sở huyền giảng giải một ít vấn đề giúp sở bình phàm. Sau đó cho nó quay trở về không gian càn khôn suy ngẫm. Ký chủ trạch đủ 10 năm lẻ 3 ngày, ban thưởng một dương thiên huyền đan. Thiên huyền đan, đúng là đan dược giúp võ giả thiên cảnh tu luyện, hệ thống chính là đại gia, mỗi lần ban thưởng đều là một dương. Sau khi được lột xác, sở huyền ăn rất nhiều thiên huyền đan, mỗi lần hắn ăn cũng không chỉ một viên mà là một bình ba người tô tiên nhi đều ở trong tiểu thế giới cảm ngộ trận đạo làm sao để vận dụng trong chiến đấu tất cả đều có thu hoạch vương lạc thì luyện chế ra đan dược đặc biệt không chỉ dùng linh dược làm tài liệu mà còn dùng đủ loại tài liệu luyện khí dùng trận pháp khắc vào trên đan dược mỗi viên đan dược chính là một bộ trận pháp đinh việt thì dùng thông thiên kiếm quyết làm trụ cột sáng tạo ra kiếm trận Tô Tiên Nhi cũng có cảm ngộ phương thức tận dụng trận pháp. Sở Huyền rất vui vẻ, không hổ danh là thị nữ cùng đệ tử của mình, quả nhiên thiên phú cũng không kém. Đương nhiên cũng là nhờ mình dạy tốt, tác dụng của Thánh sư Quang Hoàn cũng không thể thiếu. Sở Bình Phàm vẫn một mực luyện đao, hôm nay hắn bổ ra một đao, phảng phất có kèm theo hiệu quả trận pháp, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cũng có thể xem là có chút thành tựu. Gia tăng thêm trận pháp chẳng qua chỉ giúp sở bình phàm có thêm thủ đoạn mà thôi, chỗ bá đạo nhơ của nó chính là bí thuật sát phạt của cực đạo. Nhưng nếu muốn dung hợp trận pháp cùng sát phạt chi thuật của cực đạo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất là hiện tại sở bình phàm không thể làm được. chương 223, Hạng Tinh, Hỏa Cốt, thời gian thấm thoát thôi đưa, đã trôi qua 3 tháng. Thực lực sở huyền không ngừng được tăng cao, đã sắp đột phá thiên cảnh tầng 3. Bên ngoài sở quận, trong một ngọn núi hoang, có một người đang nằm thoi thóp. Y phục trên người đã rách đến mức không còn ra hình dạng gì, toàn thân cháy đen, phát ra khí tức cực nóng. Trên đầu cũng bốc lên khói trắng. Hạng Tinh mở mắt ra, cảm thụ được tình huống của cơ thể, không nhịn được mà thở dài. Lại tái phát, mỗi một lần tái phát đều có cảm giác sống không bằng chết. Lần này, hắn kết giao cùng một người bạn, cùng nhau thám hiểm di tích tông môn thời thượng cổ, không ngờ gặp phải bẫy dập xém tí nữa là chết toi, lại gặp phải quái bệnh tái phát, hắn đoán là mình chết chắc rồi. Chỉ nhớ trong giây phút cuối cùng, dùng bảo giáp ngăn cản một đòn chí mạng. Ngoài hiếm muốn kích hoạt một cổ trận vô danh trong di tích cổ, sau đó hắn bất tỉnh, không biết gì nữa. Hắn cố gắng ngồi dậy, cảm nhận được thân thể bị trọng thương, máu thịt toàn thân đều bị cháy đen, ý chí tinh thần cũng bị thương không nhẹ. Đang muốn lấy đan dược ra để chữa thương, thì lại phát hiện túi chữ vật đã dơ mất từ lúc nào. Trên người của hắn, chỉ còn sót lại duy nhất một thanh tiểu trùy đang uẩn dưỡng trong đan điền. Đây là vũ khí mà hắn tự tay chế tạo, rất thích hợp với hắn, cũng là trùy mà hắn dùng để luyện khí. Nhưng mà, trên người không còn đan dược, làm sao có thể trị thương được? Nếu không trị liệu kịp thời, sẽ khiến căn cơ bị hao tổn, hậu quả rất khó lường. Đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện vị trí hắn đang nằm là bên trên một sườn núi nhỏ. Hả, đột nhiên thần sắc hạng tinh khẽ giật mình, vì sao linh khí trong thiên địa lại trở nên thưa thớt như thế? Rốt cuộc là mình đã đi tới chỗ nào vậy? Đang muốn cố gắng đứng dậy, khiến cho thương thế trên người càng đau nhức. Cùng lúc đó, xương cốt toàn thân bỗng nhiên phát ra khí tức nóng như lửa. Hạng tinh liền biến sắc, chẳng lẽ đúng lúc này lại phát tác? Dùng tình huống trước mắt, nếu như quái bệnh lại tái phát, chắc chắn là hắn sống không nổi. Không được, không thể ngồi đây chờ chết, hắn nghiến chặt răng, loạn choạng đứng lên, kết quả xương cốt toàn thân lại phát nhiệt, ngày càng mãnh liệt, giống như bị lửa thiêu đốt. Á, à, hắn nhịn không được, phát ra một tiếng hét thảm, máu thịt trên 10 đầu ngón tay đã cháy đen thui, bong ra từng khối thịt, lộ ra xương ngón tay, Hạng Tinh nhìn thấy xương ngón tay của mình lại có màu đỏ thẫm, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hạng Tinh biết rõ trên người mình có quái bệnh có liên quan tới xương cốt của mình, nhưng mà hắn cũng không biết, rốt cuộc là mình bị bệnh gì. Xem tất cả sách cổ, cũng không tìm được đáp án. Hạng gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, đã có truyền thừa từ xa xưa, thực lực lại mạnh mẽ, trong tộc cũng có cường giả thiên cảnh tọa chấn. Còn là thế gia luyện khí, mặc dù xuất thân của hắn không tốt, chỉ là con của vợ kế, lúc ở gia tộc kiểm tra thiên phú, tộc lão cũng ra tay giúp hắn bắt bệnh nhưng không một ai phát hiện được hắn bị bệnh gì, thậm chí còn bị mọi người xem là điểm gỡ, bởi vậy đi đâu cũng bị mọi người kỳ thị. Gặp được người cùng bối phận thì bị xa lánh cùng phỉ nhổ. Danh tiếng quái vật hạng gia vẫn luôn dính trên người hắn. Hạng tinh nhìn thấy xương ngón tay đỏ thẫm, nhìn không được mà ngồi xuống ôm đầu gối, nhớ tới từ lúc hắn chào đời, luôn bị người khác ghẻ lạnh, nhận hết đủ loại nhục nhã, không được trưởng bối yêu thương. Tài nguyên tu luyện trong gia tộc hắn cũng không có phần tất cả đều phải do hắn tự kiếm trong tất cả đồng lứa trong gia tộc hắn là người xếp cuối cùng trên người đã không còn đan dược chữa thương chỉ còn lại một thanh tiểu trùy không thể nào giải quyết tình huống trước mắt ngay cả di chuyển cũng khó khăn trong lòng hạng tinh xám như cho kiếp nạn này hắn không tránh khỏi chẳng qua là phải chết tại một nơi xa lạ từ nay về sau quái vật hạng gia sẽ không còn xuất hiện trên thế gian này hạng tinh không kìm lòng được mà bật khóc từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn quật cường không bao giờ chịu thua cũng không rơi lệ nhưng mà ngay lúc này hắn muốn khóc tựa hồ muốn trước khi chết bộc phát tất cả tâm tình tiêu cực tất cả ủy khuất và không cam lòng phát ra thành tiếng khóc theo tiếng khóc giống huyết nhục cháy đen trên người hắn cũng bong ra từng mảng lộ ra xương cốt đỏ thẫm giống như là sắt thép bị nung đỏ còn tản ra khí tức cực nóng tựa hồ huyết nhục không ngừng bị tan rã, ý chí tinh thần cũng chuyển đến từng cơn đau thắt. Khiến cho hắn đau đến mức ngất lịm đi, lần này, thật sự phải chết rồi, nếu không bị thương nặng như thế, nếu như có đan dược chữa thương, hạng tinh cũng không đến mức tuyệt vọng, hắn có lòng tin, mình có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng mà, trên người đã không còn gì, tại một nơi vắng vẻ hoang tàn, không tìm thấy ai giúp đỡ, mà hắn thì ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn hạng tinh gõ một cái, lộ ra xương cốt trần trụi, phát ra âm thanh trong trèo. Cỏ cây chạm vào xương cốt của hắn, lập tức bị thiêu cháy. chương 224, hắn có phải là người hay không? Hạng tinh ngã quỷ trên mặt đất, cố gắng mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời, cố gắng hít vào thở ra. Có lẽ, chỉ một chút nữa thôi, hắn không còn được nhìn thấy bầu trời, cũng không thể nào hít thở nữa. Cỏ cây xung quanh bắt đầu bùng cháy, Ngọn lửa đã nuốt chửng hắn, nhưng hắn không sợ lửa, từ nhỏ đã không sợ. Có một lần hắn bị thương rất nặng, ngay cả máu thịt đầu cánh tay và một bên ngực cũng biến mất, lộ ra xương cốt đỏ thẫm. Nhưng sau cùng, hắn vẫn còn sống. Theo lý thuyết, hắn sinh ra đã khác thường, chắc chắn phải có thiên phú dị bẩm mới đúng. Nhưng mà, thỉnh thoảng chứng bệnh lạ này lại phát tác, xương cốt toàn thân phát nhiệt, khiến cho hắn nhiều lần chạm tới ranh giới sinh tử. Trên phương diện tu luyện, cũng không mạnh hơn những thiên kiêu bình thường ở trong hạng gia hắn cũng không được xem là tinh anh cảm nhận được máu thịt toàn thân đang mất dần cảm thụ được xương cốt ngày càng nóng so với những lần trước thì càng mãnh liệt hơn ý chí tinh thần đều bởi vì đau đớn dày vò mà đã gần tới biên giới sụp đổ hạng tinh cố gắng hít thở từng ngụm cố gắng mở to mắt chỉ một lát nữa thôi ngay cả con mắt cũng bị đốt cháy máu thịt toàn thân đã biến mất chỉ để lại xương cốt đỏ thẫm không biết là may mắn hay là bất hạnh sau khi máu thịt toàn thân hắn biến mất ý chí tinh thần của hắn vẫn chưa bị tan vỡ tiếp tục cảm nhận sự đau đớn đột nhiên có một giọng nói truyền đến ô trong tầm mắt hạng tinh xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhạt tựa hồ nữ nhân này thường xuyên tiếp xúc với linh dược luyện chế đan dược cho nên trên người trộn lẫn mùi đan hương hương vị này hắn cũng không lạ lẫm, dù sao thì hắn vì giải quyết quái bệnh trên người, đã kết giao không ít luyện đan sư. Ngọn lửa thiêu đốt cỏ cây đã bị dập tắt, người có phải là người không? Hạng tinh khóc thầm, xem ra đến ngay cả hình dạng con người mình cũng không giống. Thực bi thảm, sở vân vừa dứt lời, móc ra một bình dược thủy, đổ lên người hạng tinh. Theo dược thủy rơi xuống, phát ra tiếng xì xèo, giống như nước rơi vào trên sắt nung sở vân duỗi một ngón tay ra gõ lên xương cốt của hạng tinh ôi thật là nóng này ngươi có thể nói chuyện không hạng tinh há to miệng không thể nói được bất quá từ lúc dược thủy rơi xuống xương cốt hắn đã cảm giác dễ chịu không ít thoáng chốc thương thế đã được khống chế nhưng mà vẫn không thể nào cứu hắn trở về nguyên trạng hạng tinh cũng không ôm hy vọng quá lớn vị luyện đan sư này chỉ là một tiểu cô nương tuổi tác cũng không lớn làm sao có năng lực cứu mình sở vân lấy ra một thanh đao nhỏ gõ trên xương cốt của hạng tinh phát ra âm thanh trong trèo hai mắt nàng liền sáng rực lại móc ra mấy viên thuốc bóp nát giải trên người hạng tinh bảo vệ tính mạng của hắn hạng tinh thấy nàng lấy ra một cái túi rõ ràng muốn vứt mình vào trong không khỏi cảm thấy đau xót cho số phận của mình ta phát hiện ra bảo bối rồi sở vân rất vui vẻ vừa đi ra ngoài đã có thu hoạch nhất là vậy mà lại phát hiện một quái nhân. Hẳn là nhân tộc, nàng dùng một cái túi, bỏ hạng tinh vào trong, sau đó quay trở về sở ra. Hạng tinh cảm giác được trên túi phát ra khí lạnh, nỗi thống khổ trên người đã được giảm bớt, thương thế cũng đã được khống chế nhất định. Hơn nữa, triệu chứng của quái bệnh đang được giảm bớt. Cái mạng nhỏ đã được nhặt về, hạng tinh không biết mình nên vui mừng hay là nên bi thương, không biết vận mệnh của mình sẽ đi về đâu. Vị cô nương này sẽ như xử lý mình ra sao trở thành đối tượng bị nghiên cứu đã có một lần hắn vì chữa trị quái bệnh cũng bị một người nghiên cứu qua chỉ mém chút nữa là bị người gọt sạch huyết nhục chỉ để lại một bộ xương cốt may mắn là hắn chạy thoát được vừa nhớ tới ký ức lúc trước hạng tinh không nhịn được mà dùng mình chẳng lẽ kế tiếp mình sẽ trải qua cảm giác đó hay sao xem tình trạng bản thân hiện tại cũng không thể nào trốn được thập tam ca thập tam ca muội nhặt được một bảo vật nè, cũng không biết hắn có phải là người hay không. Hắn nghe thấy tiếng mừng rỡ của một cô nương, sau đó hạng tinh cảm giác mình bị chút ngược xuống đất. Bạch, hắn bị ném xuống đất, vội vàng lắc đầu, hắn ngước đầu lên để quan sát, thì thấy một nam tử tuấn tú, đang lười biếng nằm trên ghế, đưa mắt liếc nhìn mình. Sở huyền nhìn thấy sở vân, kích động mang theo một cái túi lớn chạy vào, cũng có chút ngạc nhiên sau đó nàng lại chút túi xuống rớt ra một quái nhân, khiến hắn rất tò mò. Thập tam ca, ngươi xem, xương cốt của hắn có màu hồng, như là sắt nung. Hơn nữa còn rất nóng. Sở vân gõ lên xương cốt của hạng tinh, ngạc nhiên nói, thập tam ca, huynh đoán xem hắn có phải là người hay không. chương 225, thiên sinh hỏa cốt, sở bình phàm hiếu kỳ bước gần lại, thiên linh miêu cũng bâu vào, hám thiên kim bằng cũng tới gần sau đó ba người tô tiên nhi cũng lần lượt tiến tới hai mắt sở vân trợn tròn trong tiểu viện này tại sao lại xuất hiện thêm ba người thập tam ca bọn họ là tô tiên nhi là thị nữ của huynh đinh việt vương lạc cũng là đệ tử của huynh sở huyền giới thiệu đơn giản đây là sư thúc của các ngươi bái kiến sư thúc đinh việt cùng vương lạc vội vàng hành lễ tuy nhiên thực lực của vị sư thúc này hơi kém còn yếu hơn bọn hắn thế nhưng lại là muội muội của sư tôn. Sở vân khẽ híp mắt, cũng không có để ý tới hạng tinh đang nằm trên đất. Thập tam ca, huynh đã thu đệ tử rồi. Sở huyền đi tới, xoa nhẹ lên đầu của nàng, cười nói. Thu đệ tử là chuyện rất bình thường. Bái kiến, vân tỷ tỷ Tô Tiên Nhi cười hì hì, bèn chào hỏi. Sở vân nhìn thấy Tô Tiên Nhi ăn mặc trang phục của nô bộc, thầm nói, người này có chút quen mắt. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về hạng tinh trên đất. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đưa tay chỉ trỏ gõ lên xương cốt trên người hắn, không ngờ lại có màu đỏ, hơn nữa còn rất nóng. Đinh Việt lấy một ít linh dược, để lên trên xương cốt, linh dược liền bốc cháy. Đây là tình huống gì, quá kỳ lạ, vậy mà xương cốt có thể nhóm lửa. Thế hắn có biết phun lửa hay không? Vương Lạc tò mò hỏi, sắc mặt hạng tinh lộ ra vẻ xót xa, bỗng nhiên mình lại trở thành đối tượng bị mọi người vây xem thập tam ca chắc hắn là con người sở vân nói nếu như là người chúng ta hãy cứu hắn đi sở huyền chăm chú quan sát hạng tinh càng nhìn càng vui mừng rốt cuộc thiên tài luyện khí đã tới chỗ hắn hắn đang đau buồn vì chưa tìm thêm được đệ tử nào không ngờ lại có người đưa tới trước mặt là người sở huyền nhẹ gật đầu tiên sinh vậy tình huống lúc này của hắn là sao do tu luyện công pháp đặc thù Tô Tiên Nhi tò mò hỏi. Tất cả mọi người đều liếc nhìn Sở Huyền, muốn biết đáp án. Hạng Tinh cũng tương tự, đương nhiên không phải do công pháp. Sở Huyền lắc đầu nói, đây là một loại thể chất đặc thù, cũng có thể xem là một loại thiên phú rất mạnh. Hạng Tinh mấp mấy bờ môi, muốn nói chuyện nhưng không thể phát thành tiếng. Sở Vân thấy vậy, không nỡ lấy ra một viên đế đan, đây là đan dược mà nàng tốn rất nhiều công sức mới luyện ra được bóp nát dài trên miệng hạng tinh thật lâu sau hạng tinh cảm giác đã có thể nói chuyện hắn kích động muốn khóc đa tạ cô nương cứu mạng sau đó nhìn về phía sở huyền mang theo một tiêu mong đợi khẩn trương mà nói tiền bối có đúng như lời ngài nói không vì sao vãn bối không cảm nhận được gì ngược lại thường xuyên bị nó dày vò trên thế gian này có một vài thiên phú đặc thù bởi vì vô cùng hiếm thấy nếu không dùng công pháp tương ứng kích hoạt hoặc khống chế sẽ không thể phát huy ra được, ngược lại còn bị nó hành hạ. Sở Huyền quay lại trên ghế, nói, ngươi chính là thiên sinh hỏa cốt, một loại thể chất rất đặc thù. Thiên sinh hỏa cốt, tất cả mọi người hơi sững sốt, chưa có ai từng nghe thấy loại thể chất đặc thù này. Hạng Tinh cũng ngây ngốc, hắn từng tra sách cổ, chạy khắp nơi dò hỏi, vẫn không tìm thấy đáp án. Trong mắt Sở Huyền, tất cả thông tin về Hạng Tinh đều được hiện ra rất rõ ràng. Bởi vì hắn thi triển Thiên Cơ Thám Nguyên Thuật, Hạng Tinh, con thứ hạng gia Đông Châu Nam Vực, bởi vì mẫu thân từng ăn Hỏa Chi Đạo Quả, khiến huyết mạch lột xác, Thiên Sinh Hỏa Cốt, ngoài ý muốn tiến vào đại trận thượng cổ, cho nên truyền tống tới Nam Châu Bắc Vực. Là con thứ của đại gia tộc, Thiên Sinh Hỏa Cốt, khí vận chi tử của Đông Châu Nam Vực. Hơn nữa, chỉ sợ mẫu thân của hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Nuốt Hỏa Chi Đạo Quả, khiến huyết mạch Hạng Tinh lột xác, cho nên mới sinh ra hỏa cốt đạo quả đây chính là bảo bối ẩn chứa đạo vận thậm chí còn có một tia đạo tắc người có thể ăn đạo quả làm sao có thể tầm thường được dựa theo thiên cơ thám nguyên thuật mẫu thân của hạng tinh cũng chưa chết cũng không ở lại hạng gia mà chỉ để lại huyết mạch là hạng tinh hiện tại cũng không biết tung tích chỉ sợ bên trong có ẩn giấu một ít nhân quả sở huyệt không quan tâm bên trong có bí mật gì sau khi hạng tinh trưởng thành hắn có thể xử lý tất cả. Chỉ cần trở thành đệ tử của mình, thì không có khả năng bị kẻ khác khi dễ. Đạo quả mà thôi, không bao lâu nữa, mình cũng sẽ có, hơn nữa còn là rất nhiều. Hắn lại nhìn về phía hạng tinh, mở miệng nói, người có nguyện ý bái ta làm thay. Hạng tinh hơi ngớ người, ngay sau đó là mừng rỡ. Người vừa liếc mắt đã nhận ra vấn đề của mình, còn biết được nguồn gốc, hiện tại còn muốn thu mình làm đồ đệ, tự nhiên sẽ có phương pháp xử lý vấn đề của mình. Hắn kích động muốn khóc, đệ tử nguyện ý, nguyện ý. Chương 226, Đại Nhật Phần Thiên Quyết, ba người Tô Tiên Nhi cũng không thấy bất ngờ, từ lúc Sở Huyền nói ra, Hạng Tinh là thiên sinh hỏa cốt lúc, thì bọn họ đã đoán được Sở Huyền muốn thu đệ tử. Đinh Việt là thiên tâm kiếm mạch, Vương Lạc là thiên sinh đan mạch, mà Tô Tiên Nhi cũng là thái âm huyền thể, đều là những người mang thiên phú đặc thù thiên sinh hỏa cốt của hạng tinh, cũng nằm trong nhóm này. Sở huyền vung tay lên, dùng linh lực cuốn lấy bảo dược, bao phủ xung quanh người hạng tinh, chỉ một lát sau, thân thể hạng tinh đã khôi phục như cũ. Y phục trên người hắn, cũng là do sở huyền dùng linh lực biến ra. Nếu không mặc y phục, lúc này hạng tinh đã lõa lồ. Sở vân liền trợn trắng mắt, tò mò liếc nhìn sở huyền, nàng vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc thực lực sở huyền mạnh tới đâu. Càng có cảm giác, hắn mới là người chân chính có thể kế thừa sở ra. Thập tam ca, huynh mạnh cỡ nào vậy? Sở vân túm chặt cánh tay sở huyền, hai mắt chớp chớp hỏi. Sở huyền cười ha hả, sau đó xoa đầu nàng, nói, cũng chỉ mạnh hơn muội một chút thôi, phải biết khiêm tốn, khiêm tốn. Sở vân lườm hắn một cái, lại nói, biết rồi, thập tam ca muốn giả vơ. Hạng tinh quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử hạng tinh, bái kiến sư tôn. Bụp 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 người đứng lên đi trong lòng sở huyền rất vui vẻ rốt cục đã có một đệ tử luyện khí có thể thay mình làm việc vặt rồi các loại đồ vật như thông tấn phù cũng có thể luyện chế ra hắc nguyệt lâu đã có thể tiến thêm một bước ký chủ thu một đệ tử có thiên phú thiên sinh hỏa cốt ban thường đại nhật phần thiên quyết sở huyền liền nhận lấy môn công pháp này rất phù hợp với hạng tinh có thể phát huy toàn bộ thiên phú của hắn đây là đại sư huynh nhị sư huynh của ngươi sở huyền cho mấy người làm quen một chút hạng tinh bái kiến từng người một sau khi bái kiến sư huynh hạng tinh liền quay sang vái lại sở vân hạng tinh cảm tạ đại ân cứu mạng của sư thúc bụp 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 nếu không phải sở vân cứu hắn lại mang hắn tới chỗ này có lẽ hiện tại hắn đã là xác chết ân tình giúp hắn sống lại cũng không nói sai sở vân không quan tâm lắm bèn nói không cần khách khí ta chỉ hơi tò mò muốn nhặt bảo bối mà thôi lại để cho đinh việt mang hạng tinh đi thay y phục làm quen hoàn cảnh nơi đây sở vân ôm thiên linh miêu xoa cái đầu nhỏ của sở bình phàm sau đó trò chuyện cùng tô tiên nhi hai người tìm được rất nhiều chủ đề nói chuyện một ngày sau sở vân tiếp tục ra ngoài rèn luyện hạng tinh ở đây vài ngày đã quen thuộc cũng tương đối hiểu rõ đinh việt cùng vương lạc hắn tiến tới trước mặt sở huyền cung kính nói bái kiến sư tôn vi sư không có quá nhiều quy củ, sư huynh của ngươi đã nói chưa? Sở huyền rất hài lòng đối với hạng tinh, sau này muốn luyện chế cái gì, làm việc vặt gì, cũng có thể giao cho tên đệ tử này. Ví dụ như luyện chế khôi lỗi, tuy là hiện tại hắn chỉ là hư cảnh tầng 9, nhưng đã có tiểu thế giới. Tu vi hạng tinh sẽ được bù đắp rất nhanh thôi, với lại hạng tinh có thiên phú rất mạnh trên phương diện luyện khí. Cuối cùng, đại thiên đạo khí thư có thể phát huy được tác dụng. Biết rõ, đại sư huynh đã nói với đệ tử, quy củ đầu tiên khi nhập môn, chính là phải làm được, trong lòng không có nữ nhân. Hạng tinh gật đầu thành thật đáp, thằng khốn đinh Việt này, gương mặt sở huyền đen như đáy nồi, đậu hóa, vừa mới thu đệ tử, mình còn chưa động tay. Đã bị đinh Việt tẩy não rồi sao? Lại bị nghiệp quật, phải nhịn thôi. Sở huyền cũng không nói nhiều, chẳng qua chỉ nói thêm, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, đừng trở thành kẻ liếm cẩu là được rồi vâng thưa sư tôn hạng tình cũng biết đại khái liếm cẩu có nghĩa gì liếm cẩu đây là một thuật ngữ mạng chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh đóng hoặc đơn chấm xuất thân của ngươi vi sư đã biết hết trên người ngươi mang đại nhân quả đây cũng là chuyện mà sau khi ngươi chân chính trưởng thành ngươi có thể chất thiên sinh hỏa cốt lại đến từ thế gia luyện khí cũng có thiên phú xuất sắc trên phương diện luyện khí. Trong lòng hạng tinh chấn động, vậy mà sư tôn lại biết toàn bộ. Đây mới đúng là cường giả tuyệt thế, tất nhiên là có thể nhìn trộm thiên cơ, tính toán ra lai lịch của mình. Đồng thời hắn cũng rất nghi ngờ, tại sao trên người mình lại mang đại nhân quả. Thiên sinh hỏa cốt của ngươi là thiên phú đặc thù, nếu muốn nắm giữ hỏa cốt, kích phát thiên phú hỏa cốt của mình, cần phải thiêu đốt bản thân, đốt ý chí, chỉ có như thế, mới có thể chân chính khống chế thiên phú này. Sở huyền vừa dứt lời, tay phải điểm về trước một cái, đã truyền đại nhật phần thiên quyết vào đầu hạng tinh. Hiện tại vi sư sẽ truyền cho người đại nhật phần thiên quyết, phải chăm chỉ tu luyện. Đợi khi nào hàng phục hỏa cốt, kích phát đầy đủ thiên phú, ta sẽ truyền cho người luyện khí chi đạo. Đa tạ sư tôn, chương 227, tiểu truy, hạng tinh cảm ứng công pháp trong đầu, liền bị rung động rất lâu, đây là công pháp cấp bậc gì, vậy mà nhắm tới đại đạo. Đông, 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 hắn lại cung kính dập đầu, ngừng đầu, hỏi, sư tôn, trên người đệ tử mang đại nhân quả gì, khi nào thời cơ chín mùi, tự nhiên người sẽ biết, hiện tại vẫn chưa tới lúc. Cứ chăm chỉ tu luyện là được, sở huyền lại nói, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện, có vi sư làm chỗ dựa, người không cần lo lắng nhân quả. Vâng, đa tạ sư tôn, hạng tinh cảm động không thôi, lại dập đầu, đông, 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 sở huyền khá hài lòng đứa nhỏ này rất lễ phép cũng biết tôn sư trọng đạo người lui đi nếu cần đan dược gì thì cứ tìm nhị sư huynh của ngươi vâng đệ tử xin cáo lui hạng tinh khom người lui về phía sau tiến vào trong tiểu thế giới tu luyện bước đầu tiên chính là hàng phục hỏa cốt kích phát thiên phú đã có đại nhật phần thiên quyết hỗ trợ hắn tin tưởng rất nhanh thôi hạng tinh có thể thành công từ nhỏ hạng tinh đã bị hỏa cốt dày vò cho nên ý chí rất mạnh, rất hiếm thấy, đây là được rèn luyện từ vô số lần trải qua thống khổ. Sở huyệt cảm thấy, nếu so về ý chí kiên định, Đinh Việt cùng Vương Lạc đều phải kém hơn hạng tinh một ít. Ba ngày sau, hạng tinh đã thành công hàng phục hỏa cốt. Kích phát toàn bộ thiên phú, sở huyền truyền một phần đại thiên đạo khí thư cho hắn, kể cả vài bí thuật, công pháp nhập môn. Như bất động như sơn công, bách đoán luyện thần thuật, các loại liếm tức thuật. Sau khi truyền xong, hắn giao cho hạng tinh nhiệm vụ đầu tiên, chính là luyện chế tử mẫu thông tấn phù, hơn nữa hắn đã dựa trên đại thiên đạo khí thư, tiến hành cải tiến một ít. Xem như là khảo nghiệm đối với hạng tinh, cái tiểu trùy mà người ẩn dưỡng, xem như có khả năng phát triển, nhưng nếu muốn lột xác, cần phải đợi một thời gian rất dài. Sở huyên mở miệng nói, trong lòng hạng tinh lại chấn động thêm lần nữa, ngay cả chuyện trong cơ thể mình có tiểu trùy, mà sư tôn cũng biết, Nghĩ kỹ lệ, cảm thấy rất bình thường, sư tôn đã nhận biết được thể chất của mình, làm sao có thể không biết. Hắn lấy tiểu truy ra, đây là một cây búa nhỏ lớn bằng nắm tay, đầu búa hình tròn, có khắc đi một ít đồ án và hoa văn tinh xào. Mời sư tôn xem qua, nhìn thấy tiểu truy này, sở huyền cũng chỉ biết thở dài, hạng tinh không hổ danh là khí vận tri tử Đông Châu, tuổi còn trẻ, tu vi không cao, mà đã có thể luyện chế ra bảo vật này. Hạng tinh chế tạo tiểu trùy này, dùng vật liệu hạch tâm là một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ này là một loại bảo vật đặc thù, có thể chế tạo ra đạo khí và có khả năng tiến hóa thành đạo khí. Dù là cường giả thần cảnh cũng phải động tâm, đương nhiên, hiện tại hòn đá nhỏ này vẫn chưa được uốn dưỡng thành thục, hơn nữa hạng tinh cũng không có năng lực luyện chế ra đạo khí. Cho nên, tiểu chùy này chỉ có đẳng cấp đế binh hạ phẩm. Tiểu chùy của ngươi vật liệu hạch tâm có thể tiến hóa thành đạo khí, nhưng mà muốn lột xác, cũng không phải là chuyện đơn giản, tiểu trùy này được người luyện chế quá thô sơ. Sở huyền khẽ vẫy tay, tiểu trùy đã rơi vào tay hắn, hơi chấn động một chút, tiểu trùy liền vỡ vụn. Lộ ra một hòn đá nhỏ, hắn lại vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một dòng chất lỏng màu vàng, bao bọc hòn đá nhỏ, sau đó thì triển một số pháp ấn đánh lên nó. Cũng không lâu lắm, xuất hiện một thanh tiểu trùy, Lần này luyện chế bằng vật liệu cao cấp hơn, đã lột xác thành Thiên binh. Hạng Tinh hơi ngây ngốc, chỉ đơn giản như vậy, đã luyện chế xong rồi. Hơn nữa còn là Thiên binh, không hổ danh là sư tôn của mình. Sở Huyền ném tiểu chùy trả lại cho Hạng Tinh, rồi nói, "Quẩn dưỡng nó cho tốt, vi sư đã giúp ngươi gia tăng tốc độ lột xác." Đa Tạ sư tôn, Hạng Tinh rất kích động. Sau khi phân phó cho Hạng Tinh đi tu luyện, Sở Huyền lại móc ra tầm đạo kính chuyển linh lực vào trong. Từ khi lột xác thành hỗn độn bất diệt thể, Sở Huyền có thể sử dụng tầm đạo kính trong thời gian dài, nhưng dù vậy, vẫn không tìm thấy sự tồn tại võ giả đạo cảnh. Trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, cử vực có đạo cảnh hay không? Chẳng lẽ đã rời khỏi cử vực, hoặc là ẩn núp rất sâu, cho nên mình không thể tìm ra. Hạng tinh trở thành tay sai luyện khí, Sở Huyền đã có thể triển khai kế hoạch đối với Hắc Nguyệt lâu, bất quá hiện tại hắn cũng không vội vàng. Bảo Hồng Diễm đã có tu vi chân cảnh tầng 9, Sở Huyền bồi dưỡng nàng trở thành người nắm quyền Hắc Nguyệt lâu ở Nam Châu, cướp quyền từ trên tay Lao Quy Thái. Sở Huyền cũng hỗ trợ Bảo Hồng Diễm đột phá đế cảnh. Tử Mẫu Thông Tấn Phù tạm thời không cần đến, hắn có một kế hoạch lớn hơn, nhưng điểm mấu chốt là hạng tinh phải đột phá tới đế cảnh mới có thể luyện chế ra Thông Tấn Phù cấp cao hơn. Một khi kế hoạch này được áp dụng thành công, phàm là những thế lực sử dụng Thông Tấn Phù đều bị hắn nhìn trộm tin tức. chương 228, Bần Tăng giúp ngươi siêu độ. Từ khi có tầm đạo kính, mỗi ngày sở huyền đều tìm kiếm cường giả đạo cảnh, nhưng vẫn không có kết quả. Dần ra, hắn cũng không còn nhiều hy vọng, chẳng qua mỗi ngày cứ theo thói quen tìm kiếm một lần. Lại trôi qua ba tháng, hạng tinh đã đột phá đến chân cảnh, đế cảnh đối với hắn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuối cùng sở huyền đã bước vào thiên cảnh tầng 3 thực lực được nâng cao gấp bội. Hôm nay, hắn chỉ dùng một phút là có thể chiến thắng Nam Vô Phật Đà. Nếu là vừa động thủ đã xuất tuyệt chiêu, hầu như có thể đập phát chết luôn. Theo thường lệ, nốc cạn một bình đan dược, sở huyền lại bắt đầu tu luyện, đột nhiên lại nghe hệ thống nhắc nhở. Đệ tử ma loạn thiên của ký chủ, truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng, cứu một con ma thú, đổ sát một nghìn vệ đội ma tộc, ban thưởng ma điền. Sở huyền, không đúng cái tên ma loạn thiên này đã làm ra chuyện gì? Hắn có dự cảm, tên đệ tử này không phải là hòa thượng đứng đắn. Truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng, lại giết một nghìn ma tộc vì cứu một con ma thú. Sở huyền vội vàng lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới chỗ ma loạn thiên. Bên ngoài một tòa thành nhỏ, thi thể trải dài trên mặt đất, mùi máu tanh ngập trời, giữa một đống thi thể xuất hiện một gã đầu chọc, người này mặc bạch y không dính bụi chân. Mặt mày thanh tú, ánh mắt trong suốt, sắc mặt lộ vẻ thương xót. Một tay cầm giới đao, một tay ôm một con thú nhỏ màu đen. Cửa Thành, hai tay thành chủ đang cầm đại phủ, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đối diện với Ma Loạn Thiên, hoảng sợ la thất thanh, "Ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi, ngươi đừng tới đây." "Sở Huyền, con bà nó, gã ma tộc này, vậy mà lại gọi Ma Loạn Thiên là ma quỷ. Rốt cuộc ai mới là ma?" Trên tay Ma Loạn Thiên vẫn ôm tiểu thú, con thú này có vẻ ngoài hơi giống sư tử, giờ phút này nó đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Ma Loạn Thiên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma Loạn Thiên thu giới đao lại, chắp hai tay cúi đầu, nói: "A Di Đà Phật, thí chủ. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, có thể, nhưng ngươi, ngươi không thể giết ta." Thành chủ run như cầy sấy, đáp lời: "Thiện tai, thiện tai, Bần tăng là người từ bi, làm sao có thể giết ngươi?" Ma Hoạn Thiên nở một nụ cười hiền lành, tràn ngập từ bi. Nội tâm thành chủ đã gần như sụp đổ, đậu ngóa ngươi còn dám nói lòng dạ từ bi, sẽ không giết người. Những hộ vệ kia, chả lẽ bị chó cắn chết hay sao? Tên đầu chọc này, chính là ác quỷ, bệnh tâm thần. Không phải ta chỉ bắt một con ma thú nhỏ, chuẩn bị nướng ăn thôi sao? Kết quả sau đó, người này đột nhiên chạy tới, nói cái gì là chúng sinh bình đẳng, ma thú cũng có sinh mệnh, không nên giết nó. Vừa nói vài câu không hợp, đã giết sạch hồ vệ của mình, còn cướp ma thú đi, còn nói tử bi cái mẹ gì, không nên sát sinh. Hắn từ từ đặt đại phủ trong tay xuống, đặt ở trên mặt đất, rồi nói, ta đã bỏ vũ khí xuống, có thể rời đi được chưa? A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng thấy người sát nghiệt nặng nề, có bằng lòng để bần tăng giúp người siêu độ. Chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thành chủ lau mồ hôi lạnh trên chán. Gã đầu chọc này, thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa lực lượng rất quỷ dị. Vậy mà có thể khắc chế ma lực của hắn. Bản thân không hề có lực chống trả. Siêu độ hay gì đó không quan trọng. Chỉ cần mình giữ được mạng là tốt rồi. Bần tăng chỉ siêu độ ngươi mà thôi. Không có giết ngươi. Vậy thì tốt rồi. Quá tốt. Ngươi nhanh chóng siêu độ đi. Cơ mặt sở huyền giật giật. Gia hỏa ma tộc này. Chắc là không hiểu siêu độ là gì, cho nên mới nguyện ý bị siêu độ. Tên ác tăng ma loạn thiên này, quả nhiên là có ma tính. Không hổ danh là một trong những khí vận tri tử của ma vực, đã gia nhập Phật môn, vậy mà vẫn còn ma tính. Hơn nữa, ma loạn thiên có phải hắn đã cảm ngộ sai lệch về Phật Pháp? Vì sao lại hành xử quái dị như vậy? A-di-đà Phật, thí chủ đã biết bản thân mang nghiệp chứng nặng nề, nguyện ý phóng hạ đổ đao, tiếp nhận siêu độ, công đức vô lương. Ma loạn thiên liền thả tiểu thú xuống đất, chắp hai tay trước ngực tụng niêm bạch. Hắn liền đánh ra một trường phật lực tỏa ra mãnh liệt, lập tức phá hủy nhục thân gã thành chủ, chỉ để lại thần hồn của thành chủ. Đầu chọc, không phải ngươi nói không giết ta sao? Thành chủ vừa hoảng sợ vừa tức giận, quát to, đang muốn dùng thần hồn chạy trốn, kết quả lại bị một cái bát chụp chúng, thu thần hồn của hắn vào trong. Thí chủ bần tăng chưa từng giết ngươi chỉ hủy đi thân thể tội nghiệt, là giúp ngươi siêu độ, đợi bần tăng sẽ tịnh hóa thần hồn của ngươi, giúp ngươi quy y ngã Phật. Thần hồn thành chủ nếu còn nhục thân, khẳng định lúc này sẽ tức đến mức phun 3 lít máu. Đây mà gọi là siêu độ sao? Đậu xanh rau má tên chọc chó chết. chương 229, siêu độ một chút, đã chết ngươi. Thần hồn của thành chủ đang chửi ầm lên bên trong cái bát, hơn nữa dùng sức đâm tới, ý định thoát ra ngoài. Ma loạn thiên không quan tâm, hắn tìm một ngọn núi nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, đặt cái bát ở trên mặt đất. Con tiểu thú kia, đang run cầm cập bên cạnh hắn. Tuy là gã đầu chọc này ra tay cứu nó, bất quá trong lòng nó rất sợ hãi, cảm giác tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Ma loạn thiên chấp hai tay trước ngực, nhìn vào cái bát trước mặt. Nói, thí thủ, phần tăng sẽ siêu độ vì ngươi, tịnh hóa tội lỗi của ngươi. Vừa dứt lời, trong miệng đã niệm kinh Phật, xuất hiện từng đạo kinh văn bay lên không, chui vào trong cái bát. Á á á, thần hồn gã thành chủ hét thảm, dùng hai tay bịt kín đầu, lăn lộn bên trong cái bát. Tên đầu chọc kia, người giết ta, giết ta đi, ta không muốn siêu độ nữa. Quá kinh khủng, không thể chấp nhận, quá thống khổ. Không được, thí chủ, người phải thành tâm hối lỗi. Đợi sau khi tịnh hóa tội nghiệt là có thể quy y ngã Phật. Ma loạn thiên tiếp tục niệm kinh, đừng ở bên trong cái bát lại truyền tới âm thanh gào rú thảm thiết của gã thành chủ sở huyền đây là cách mà ma loạn thiên dùng để siêu độ hay sao ngoá nó quá dã man rồi thôi xong rồi người này lại đi nhầm đường trở thành gã hòa thượng tả dị ái cha sở huyền chỉ biết thở dài lúc ma loạn thiên sáng tạo ra đại uy thiên long thì hắn đã có dự cảm người đệ tử này sẽ phải lầm đường lạc lối quả nhiên cũng không biết hắn cảm ngộ được thứ quỷ quái gì ở bên trong kinh phật nữa thành chủ đã chết thần hồn cũng bị tan biến bị chết rất thảm ma loạn thiên nhìn thấy cái bát trống rỗng hai mắt nhắm lại miệng tụng phật hiệu a di đà phật thí chủ tội nghiệt của ngươi quá nặng bần tăng đã tỉnh hóa hết tội lỗi của ngươi nhưng ngươi lại không còn chỉ có thể xem vô duyên với phật hắn thở dài một hơi lộ vẻ thương xót ánh mắt nhìn về phía tiểu thú thân thể tiểu ma thú run bần bật cuống quýt lẻ lưỡi liếm chân ma loạn thiên, ra vẻ mình có duyên cùng Phật, nguyện ý quy y. Thật là đáng sợ, chỉ siêu độ một chút, đã chết người. Ma loạn thiên nở một nụ cười quỷ dị, thiện tài thiện tai, người sẽ trở thành tỏa kỵ của bần tăng. Tiểu ma thú gật đầu lia lia, tỏa kỵ cho người cưỡi thôi, nó cũng không muốn bị siêu độ. Sở huyền cạn lời, hơn nữa hắn cũng chú ý, ma loạn thiên đã là đế cảnh tầng 2 hắn không tu luyện bên trong tiểu thế giới, cũng không có tiến vào bí cảnh thời gian, mà tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, quả thực rất kinh người. Sở huyền cất vạn thiên kính đi, không có quan sát ma loạn thiên nữa. Hắn nhận lấy phần thưởng từ hệ thống, ma điển, là điển tịch ma đạo, cũng giống như Phật điển. Sở huyền không khỏi câm nín, mình đã có kế hoạch hóa ma tộc thành Phật, chẳng lẽ lại muốn lại sáng tạo thêm ma tộc? Được rồi, khi nào gặp được đệ tử thích hợp, sẽ truyền công pháp ma đạo cho hắn, sáng lập ra tông môn ma đạo cũng có thể. Nhìn thấy sự biến hóa trên người ma loạn thiên, sở huyền im lặng suy nghĩ, đều là khí vận chi tử, vì sao Đinh Việt cùng Vương Lạc lại không có sự biến hóa này. Tuy là thiên phú của hai người cũng không tệ, tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng mà nếu so sánh cùng ma loạn thiên, thì tranh lệch không ít. Có lẽ, khí vận chi tử nên đi ra ngoài lịch luyện, mà không nên ở một chỗ bản thân mình có thể núp một chỗ để mạnh lên, nhưng đối với khí vận chi tử thì đây chưa hẳn là phương thức tốt để tu luyện. Dù có dựa vào bí cảnh thí luyện hay là tiểu thế giới đi nữa. Thân là khí vận chi tử, trên người mang theo khí vận, tất nhiên phải ra ngoài sông sáo, thu hoạch cơ duyên giúp bản thân trở nên mạnh mẽ. Sau khi sở huyền suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đã có quyết định, hắn sẽ phái hai người đinh Việt cùng vương lạc ra ngoài lịch luyện đinh việt là khí vận tri tử ở nam châu có lẽ nam châu sẽ có cơ duyên đang chờ hắn nam châu cũng vì hắn mà trở nên thay đổi vương lạc đến từ bắc châu hơn nữa còn bị từ hôn bị đá đít khỏi gia tộc đây là lúc để hắn thể hiện thốt lên câu sông có khúc người có lúc đừng khinh thiếu niên nghèo nếu không chứng tỏ mình là khí vận tri tử thì cũng không chính thức được xem là khí vận tri tử hơn nữa đinh việt và vương lạc đi ra ngoài sông sáo mình mới có thêm cơ hội kích hoạt hệ thống ban thường. Hiện tại, Đinh Việt có tu vi đế cảnh tầng 3. Tại Nam Châu, ngoại trừ Đỗ Nguyên đang ẩn núp thì không có ai là đối thủ của hắn. Vương Lạc thì là đế cảnh tầng 2 đỉnh phong, sắp đột phá đế cảnh tầng 3. Thực lực cũng không yếu, đã đủ vốn quay trở về Bắc Châu trả thù, khí vận chi tử không dễ gì chết được. Huống hồ, mình sẽ cho hắn vài thứ giữ mạng, cho dù gặp cường giả thiên cảnh cũng không phải sợ. Chương 230, người đi rồi thì ai hầu hạ ta? Tô Tiên Nhi thì khỏi tính vào, bản thân mình vẫn cần một thị nữ để hầu hạ, huống hồ nàng cũng không phải là khí vận chi nữ Trung Châu. Về phần Tô Tiên Nhi muốn trở về báo thù những kẻ lúc trước, cũng không cần vội, nàng thoát đi Trung Châu mới bao nhiêu năm a, à? nghĩ thông suốt chuyện này, Sở Huyền gọi hai người Đinh Việt cùng Vương Lạc tới trước mặt. Sư Tôn, thực lực hiện tại của hai người, không dám nói là vô địch cùng giai nhưng cũng được xem là cực hạn, một mực tu luyện ở trong tiểu thế giới, cũng không tích lũy đủ kinh nghiệm. Bây giờ là lúc để các ngươi ra ngoài sông sáo. Sở huyền vừa dứt lời, nhìn về phía vương lạc nói, vi sư biết người đã trải qua những gì, có lẽ cũng muốn trở về báo thù, giải tỏa gánh nặng trong lòng, người có thể trở về. Vương lạc cảm giác hai mắt cay cay, từ lúc đột phá đế cảnh thì hắn đã có suy nghĩ này. Dùng thực lực cùng thiên phú của hắn, cho dù chỉ là đế cảnh, nhưng đã có thể luyện chế ra thiên đan. Đưa mắt khắp Bắc vực, nếu so về phương diện luyện đan, ai có thể vượt qua hắn? Sư tôn, đệ tử quyết định sẽ làm dạng danh sư môn. Vương Lạc Quỳ ở dưới đất, cung kính dập đầu ba cái. Tuy là ngươi có đại khí vận, có thể gặp nguy hóa lành, nhưng đã là đệ tử của ta, tự nhiên sẽ có một ít phòng hộ. Sở Huyền khẽ phất tay, đánh ra một đạo lực lượng hóa thành hình người, không nhìn rõ dung mạo trực tiếp chui vào trong cơ thể Vương Lạc. Đây là một đạo lực lượng của vi sư truyền vào cơ thể ngươi, dưới thần cảnh không thể đả thương ngươi được, nhưng không thể vì vậy mà tự cao, mà không biết sợ là gì. Ngươi có hiểu những lời vi sư nói không? Đệ tử đã rõ, sẽ nghe theo lời sư tôn dạy bảo. Vương Lạc cung kính đáp, mặc dù sư tôn truyền vào cơ thể mình một lá bùa giữ mạng, nhưng cũng không dựa vào đó mà làm sằng làm bậy. Sư tôn đúng là dụng tâm lương khổ, đạo lực lượng này cũng có giới hạn, hy vọng người chỉ dùng nó vào lúc thích hợp. Sở huyền vừa nói xong, lại vung tay lên, đánh một ấn ký vào trong thần hồn của hắn. Đó là đạo ấn ký truy hồn. Nếu gặp nguy hiểm, có thể đùng đạo ấn ký này đánh vào địch nhân, hoặc bên trên cấm chế, mặc kệ khoảng cách bao xa hay là ở trong bí cảnh, vi sư đều có thể ra tay hủy diệt đối phương. Vương lạc lại dập đầu ba cái. Sở huyền đã dự phòng cho vương lạc, đánh ấn ký vào trong thần hồn của hắn lỡ như nhục thân có mất đi, hắn cũng có thể dựa vào thủ đoạn nghịch thiên, cứu thần hồn trở về. Người quay về Bắc Châu, có thể nhờ Hắc Nguyệt lâu trợ giúp. Vâng, thưa sư tôn, Vương Lạc đứng dậy chờ một bên, sở huyền tiếp tục nhìn về phía Đinh Việt. Hắn là kẻ bị cửu kiếm sơn trục xuất, bất quá đã lấy lại thể diện lúc Bạch Thắng Sơn mở ra. Hơn nữa, Đinh Việt đang cố gắng vượt qua cửa ải thứ ba. Muốn đạt tới cảnh giới, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm có thể đồ thần. Đối với nữ nhân kia, hắn sớm đã không còn tí tình cảm gì, cũng không còn oán giận, mong muốn tìm nàng trả thù. Cho nên, hắn không có tâm tình đi vả mặt cửu kiếm sơn nữa. Bất quá, vẫn nên ra ngoài rèn luyện thêm. Nam Châu đang trong giai đoạn thức tỉnh, tất nhiên có nhiều nơi ẩn chứa cơ duyên, nói không chừng chính là chuẩn bị vì hắn. Sở huyền cũng cho Đinh Việt một ít thủ đoạn, bắt bản thân hắn ra ngoài rèn luyện, lừa gạt hắn rằng nếu muốn vượt qua cửa ải cuối cùng thì phải ra ngoài mới có cơ hội cho nên bắt buộc phải ra ngoài rèn luyện cùng ngày hôm đó hai huynh đệ đinh việt cùng vương lạc đã rời khỏi tiểu viện mỗi người đi một ngã về phần khi nào mới trở về sở huyền đã yêu cầu vương lạc phải quay lại trước khi chiến ma cổ địa mở ra đinh việt thì không lo hắn ở tại nam châu có trở về tiểu viện hay không đều do hắn quyết định tiên sinh Tô Tiên Nhi tỏ vẻ tội nghiệp liếc nhìn sở huyền. Nàng cũng muốn quay về Trung Châu, vã mặt địch nhân, đánh bại những kẻ trước kia ngấp nghé sắc đẹp của mình, trả thù bị bức hôn lúc trước, phải khiến cho Tô Gia gà bay chó sủa, khiến cho phụ thân nàng phải hối hận. Người đi rồi, thì ai hầu hạ ta, sở huyền tức giận quát, ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy, người xem lại thực lực của mình đi. Đợi khi nào đạt tới thiên cảnh, rồi trở về trả thù rửa hận. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Từ lúc nguyên sơ đạo tinh kết nối tới đại đạo, trong tiểu thế giới luôn tràn ngập đạo vận, đạo tắc cũng tràn lan, khiến cho tốc độ tu luyện nhanh như vũ bão. Vạn năm thiên cảnh, đó là tiêu chuẩn của một thiên kiêu tuyệt đình. Nhưng nếu tu luyện trong tiểu thế giới, thì không thể xét theo tiêu chuẩn này nữa. Trăm năm thiên cảnh, cũng không phải là không thể, nên biết một điều, thời gian trong tiểu thế giới chênh lệch với thực tại là một ngày và một năm. chương 231, Thiên Đạo Phù, kế hoạch thiên đạo. Được rồi, Tô Tiên Nhi thấy cũng đúng, mình không cần phải gấp gáp, thiên cảnh đối với mình chỉ còn là thời gian mà thôi. Ánh mắt Sở Bình phàm lộ ra vẻ mong chờ, nó càng cố gắng tu luyện, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể đi tới Đông Châu tìm phụ mẫu. Nó sẽ đòi lại công đạo cho bản thân, nó không phải phế vật, không phải là rác rưởi, cuối cùng cũng phái ra hai khí vận chi tử, Sở Huyền rất mong đợi. Bọn hắn sẽ mang tới cho mình bất ngờ gì? thực lực của hạng tinh tăng lên rất nhanh, nhất là trình độ luyện khí, đã có tiến bộ cực lớn. Sở huyền lại truyền cho hắn một ít cấm trận, nên biết rõ một vài bảo khí, bí bảo đều được khắc trận pháp và cấm chế. Từ lúc hạng tinh có thể luyện chế đồ vật cấp cao hơn, sở huyền cũng chuẩn bị cho kế hoạch, tự mình ra tay, luyện chế một kiện đạo khí. Hắn muốn luyện chế chủ mẫu phù, bởi vì tất cả tin tức đều phải thông qua nó truyền đi. Nếu muốn ăn cắp tin tức cơ mật, có thể trực tiếp thông qua chủ mẫu phủ thu lấy hơn nữa trong kế hoạch của sở huyền hắn còn muốn thông qua nguyên sơ đạo tinh giúp chủ mẫu phủ huấn dưỡng đại đạo kể từ đó nó có thể gánh lấy khả năng vận chuyển tin tức khổng lồ độ khó khi luyện chế không nhỏ thấp nhất cũng là cấp bậc đạo khí nhưng lại không phải là đạo khí bình thường vì phòng ngừa bất chắc tránh bị tổn hại sở huyền đã cắt một nhánh bình phàm mộc dùng nó làm vật liệu hạch tâm để luyện khí sở huyền đặt tên cho nó là thiên đạo phù vì luyện chế thiên đạo phù có thể nói là sở huyền đã bỏ rất nhiều công sức hạng tinh đứng ở một bên quan sát thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ hắn rất kinh sợ trước thủ đoạn thần kỳ của sư tôn lại có thể dễ dàng luyện chế đạo khí như ăn cơm vậy hơn nữa đây cũng không phải là đạo khí bình thường sư tôn quá mạnh mẽ sở huyền bỏ ra thời gian nửa tháng cuối cùng đã luyện chế thành công thiên đạo phù tuy gọi là phù nhưng hình dạng thực tế của nó là 99 viên tinh thể hình thoi, to bằng đầu người, phát ra ánh sáng huyền ảo. Chủ mẫu phù đã luyện chế xong, còn phải luyện chế thêm một số mẫu phù, Sở Huyền lại hao tốn 3 ngày mới hoàn thành. Sau đó hắn đặt tất cả lại gần nguyên sơ đạo tinh, để nhờ đó mà hấp thu đạo vận cùng đạo tắc. Những thông tấn phù còn thiếu, Sở Huyền đều giao cho hạng tinh luyện chế. Chỉ cần thông tấn phù được bán ra ngoài, thì kế hoạch của hắn sẽ thành công sau này bất luận thế lực nào đã không còn là bí mật đối với sở huyền. Cho dù hắn có truyền thụ phương pháp luyện chế thông tấn phủ ra bên ngoài, cũng không sợ đối phương biết được bí mật bên trong. Thiên đạo phù trước mắt chỉ có thể xem là bản đầu tiên của thiên đạo phù nếu thực lực sở huyền tăng lên, nhất là sau khi đột phá đến đạo cảnh. Năng lực của thiên đạo phù sẽ được tăng mạnh thêm lần nữa. Chính thức giống như là thiên đạo, trải rộng toàn bộ cửu vực. Đây là kế hoạch khổng lồ, sở huyền cũng không tiết lộ cho ai cho dù là hạng tinh cũng chỉ đoán được một ít không biết được toàn bộ không ai có thể biết được kế hoạch của sở huyền lớn tới mức nào bước đầu thực hiện kế hoạch này tự nhiên là bắt đầu từ hắc nguyệt lâu hơn nữa còn nhờ hắc nguyệt lâu bán thông tấn phù cho đủ loại thế lực đợi đến lúc tất cả thế lực lớn ở bắc vực đều có thông tấn phù thì sở huyền sẽ chân chính nắm giữ tin tức toàn bộ bắc vực cho dù là gió thổi cỏ lay cũng không qua mắt được hắn. Sau khi giao nhiệm vụ luyện chế thông tấn phù cho hạng tinh, rốt cuộc sở huyền đã thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên, hắn tự mình ra tay, hao tốn rất nhiều thời gian để luyện chế một đồ vật. Ký chủ âm thầm vận động, núp lùm một chỗ, vạch ra kế hoạch thiên đạo, ban thưởng thần hồn quẩn đạo ý, đúng là niềm vui bất ngờ. Vậy mà lại kích hoạt hệ thống ban thưởng, sở huyền mừng hết biết, quả nhiên, trong lúc ngẫu nhiên, rất dễ dàng kích hoạt phần thưởng từ hệ thống, hơn nữa còn là bảo vật không tầm thương. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, ngay lập tức, sở huyền chỉ cảm thấy một luồng ý cảnh huyền diệu khó giải thích, bao phủ bên trên thần hồn của hắn, cả người đều chìm vào trạng thái cảm ngộ. Thần hồn sinh ra một cảm giác đặc biệt thân cận với đại đạo. Thế mà tu vi của hắn lại được nâng lên, đợi đến khi sở huyền tỉnh lại, hắn đã đột phá thiên cảnh tầng 4. Hơn nữa, sở huyền phát hiện ra một chuyện hiện tại hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của đại đạo đồng thời bản thân cũng được đạo vận vẫn dưỡng thần hồn phát ra đạo ý nồng đậm dường như thần hồn của hắn chính là đại đạo tốc độ tu luyện đã được tăng cao thêm lần nữa thời gian đột phá thần cảnh ngày càng gần hạng tinh đang luyện chế thông tấn phù hơn nữa còn tiến hành phân loại đẳng cấp thông tấn phù như phương pháp luyện chế cấp thấp phương pháp luyện chế cấp cao Phương pháp luyện chế thông tấn phù duy nhất. Thông tấn phù duy nhất là thuộc về loại bí mật, đây là chuẩn bị cho những người đặc biệt. Chương 232, thử bám lên người ta xem. Sở Huyền vừa nhìn đã thấy hài lòng, quả nhiên Hạng Tinh rất có thiên phú về phương diện này, lại chuẩn bị rất chu đáo. Hơn nữa còn chuẩn bị nhiều phương pháp luyện chế thông tấn phù để sau này bán ra. Có thể bồi dưỡng Hạng Tinh thành người phụ trách Thiên Đạo phù, cho hắn thi hành kế hoạch Thiên Đạo kế hoạch vẫn đang được tiến hành sở huyền đặt rất nhiều hy vọng vào kế hoạch thiên đạo này hắc nguyệt lâu đã bị mình khống chế cũng nên quăng lưỡi câu ra ngoài triệt để khống chế những thế lực siêu cấp ở bắc vực bên trong hắc nguyệt lâu chắn chắn có cường giả thiên cảnh hơn nữa còn là tồn tại thiên cảnh đỉnh phong vì muốn an toàn sở huyền sẽ không trực tiếp bắt đối phương hiện thân thứ hắn muốn chính là âm thầm khống chế hắc nguyệt lâu trong tay một khi xuất hiện đại chiến rất dễ dàng bị lộ ra ngoài. Bởi vậy, trước khi đột phá thần cảnh, sở huyền sẽ không dễ dàng câu cá lớn. Trước mắt, có thể khống chế hắc nguyệt lâu tại Nam Châu, cũng dư xài rồi. Hắn lấy khuy thiên kính ra, sở huyền muốn xem thử, Đinh Việt đang làm gì. Trước khi Đinh Việt và Vương Lạc rời khỏi, sở huyền đã khắc ấn ký khuy thiên kính lên người bọn hắn, chính là muốn có thể tùy tiện quan sát tình huống của bọn hắn. Hình ảnh bên trong kính cho thấy Đinh Việt đang ở trên một đỉnh núi, ngàn vạn đóa hoa đỏ thắm, bay phất phới khắp nơi, giống như bồng lai tiên cành. Có một thân hình yểu điệu thướt tha, đứng trước mặt Đinh Việt. Chính là Hàn Ánh Mộng, Đinh Việt đi tới địa bàn phiêu hoa cát. người tới đây là muốn làm gì? Hàn Ánh Mộng tò mò liếc nhìn Đinh Việt, bèn hỏi một câu. Đinh Việt liếc nhìn Hàn Ánh Mộng, hơi im lặng, sau đó mở miệng nói, người có thể giúp ta một chuyện không? hai mắt hàn ánh mộng sáng rực, nàng không ngờ Đinh Việt lại đến nhờ mình giúp đỡ. Đúng là chuyện tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ta giúp được, nhất định sẽ tận lực. Thiên phú Đinh Việt quá mạnh mẽ, đưa mắt nhìn khắp Nam Châu, chỉ sợ không có ai mạnh hơn hắn. Hắn có biểu hiện cường thế trong bạch thắng sơn, vã bạt cửu kiếm sơn, chém giết bán đế, cuối cùng chỉ thua bởi thiếu chủ bạch thắng sơn. Nhưng mà, lúc đó là do cảnh giới của Đinh Việt thấp hơn đối phương, nên mới bị chèn ép. Nếu như hai bên cùng cấp, thì Đinh Việt chắc chắn sẽ thắng. Thiên kiêu bực này, khẳng định phải kết giao thật tốt. Người tới đây, thử bám lên người ta xem. Đinh Việt trịnh trọng nói, hàn ánh mộng, bám lên trên người của ngươi. Tên khốn kiếp này có phải là có ý đồ đen tối với lão nương? Hàn ánh mộng tức giận đến mức đỏ mặt, hít sâu mấy hơi, mở miệng nói, bám lên trên người của ngươi. Bám như thế nào, ngươi không muốn giúp, đinh việt thấy sắc mặt nàng đỏ bừng tựa hồ trong mắt có chứa lửa giận hắn nhíu mày nói nếu như ngươi không muốn vậy thì quên đi ta sẽ tìm người khác hàn ánh mộng ta muốn hàn ánh mộng cắn răng chấp nhận không phải chỉ bám lên người hắn thôi ư toàn bộ nam châu ngoại trừ đinh việt ra còn có ai xứng để mình bám lên người sao nếu như chấp nhận vậy thì nhanh tới đây thân hình đinh việt đứng thẳng sắc mặt nghiêm túc nói Hàn ánh mộng nhìn thấy sắc mặt Đinh Việt nghiêm túc như thế, ngược lại nàng rất tò mò, tại sao hắn lại bắt mình bám lên người hắn. Cũng không phải là có ý đồ đen tối, tập trung ý chí, bước về trước, nàng giang hai cánh tay ngọc, khoác trên cổ Đinh Việt, gương mặt không nhịn được mà đỏ lưng. Âm thầm cắn răng, đưa hai chân thon dài, trực tiếp bám bên hông Đinh Việt, tựa như cả người nàng đang tựa sát trên lưng hắn. Đinh Việt cảm giác được thân thể mềm mại, đang ôm chặt hắn, Tâm thần không nhịn được mà sinh ra dao động. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trên người có nữ nhân, trong lòng không nữ nhân. Sư tôn, đệ tử vẫn chưa đủ bản lĩnh, không thể thành công, đệ tử còn cần phải cố gắng, vượt qua cửa ải cuối cùng của vô thượng kiếm đạo. Hàn Ánh Mộng chấm hỏi, Sở Huyền tức giận tới mức suýt ngất, cái thằng Ôn Đinh Việt này, coi bộ đã hết thuốc chữa. Mình còn tưởng hắn đã suy nghĩ thông suốt, kết quả lại làm ra hành động vớ vẫn như vậy đậu xanh rau má ta dạy bảo ngươi biết bao nhiêu câu lừa gạt ngươi vô số lần ngươi chỉ nhớ có một câu này mục đích hắn làm vậy chính là kiểm tra bản thân đã đạt tới cảnh giới trên người có nữ nhân trong lòng không nữ nhân tên khốn kiếp này cho ngươi ở giá suốt đời chấm than chấm sở huyền cũng lực bất tòng tâm vì tránh để đinh việt trở thành kẻ liếm cẩu cho nên hắn ra sức tẩy não một phen không ngờ lại khiến tâm tính đinh việt trở nên lệch lạc sắc mặt Đinh Việt cực kỳ ngưng trọng, đưa tay nắm chặt cổ áo Hàn Ánh Mộng, trực tiếp ném nàng qua một bên. Ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải thứ ba của vô thượng kiếm đạo. Ánh mắt Đinh Việt kiên nghị, thân hình hóa thành một luồng sáng, phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Á á á, Hàn Ánh Mộng giận dữ gào thét, khí thế trên người nàng bộc phát, khiến cho những bông qua xung quanh trở thành bột mịn. Đinh Việt, ngươi là tên khốn kiếp, đều cáng, dê xôm. Ta sẽ cho người trả giá đắt, quá tức giận, rất đáng hận, sở huyền chỉ biết câm nín, cái thằng ôn đinh Việt này đã hết thuốc chữa, kiếp này chỉ có thể cô đơn. chương 233, tiếp tục lừa gạt đạo cảnh, sở huyền ngắt liên hệ với đinh Việt, tiếp tục liên thông với ấn ký trên người Vương Lạc. Vương Lạc đã rời khỏi Nam Châu, về tới Bắc Châu, sở huyền nhìn thấy Vương Lạc, lại đeo một tấm mặt nạ, bộ dạng rất khiêm tốn, Tu Vi cũng áp chế xuống còn chân cảnh. Vậy mà lại đăng ký tham gia Đại hội Đan đạo giữa thanh niên Tuấn Kiệt tại Bắc Châu. Đại hội Đan đạo này được tổ chức bởi mấy thế lực lớn ở Bắc Châu. Đây là một trong những sự kiện trọng đại của Bắc Châu. Vương gia là thế gia Đan đạo tại Bắc Châu, có truyền thừa từ xa xưa, cũng là thế lực lớn, đứng ra tham gia tổ chức. Thanh niên Tuấn Kiệt trong Vương gia cũng tham dự đại hội này, mỗi lần tổ chức đại hội Đan đạo vương gia đều giành được thứ hạng trong top 3, biểu hiện ra phong thái thế gia đan đạo đệ nhất Bắc Châu. Đã nhiều lần tổ chức đại hội, đều có cao thủ đan đạo khiêu chiến người của vương gia. Nhưng có thể chiến thắng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Lạc đeo mặt nạ, dùng tên giả vương khí, dịch ra là vương vứt đi, tham dự đại hội lần này. Sở huyền chỉ biết thở dài, không hổ danh là khí vận chi tử, cũng biết cách giả heo ăn hổ, ra chiêu hổ báo cáo trồn, vã mặt các kiểu, rất có kế hoạch. Hắn có thể đoán được, trong đại hội đan đạo kỳ này, Vương Lạc sẽ nghiền ép toàn bộ thiên kiêu thế gia, nhất là thiên tài Vương Gia, chèn ép tới mức mất sạch mặt mũi. Sau đó hắn sẽ gỡ mặt nạ xuống, bại lộ thân phận thật sự, hung hăng vã cho Vương Gia một cái tát thật mạnh, khiến cho Vương Gia trở thành một trò cười khắp Bắc Châu, khiến cho những người vứt bỏ hắn, hôn thê từ hôn, phải hối hận đến chết sau đó sẽ tạo quan hệ với những thế lực đối địch với vương gia sở huyền vừa liếc mắt đã có thể dự đoán sự phát triển tiếp theo của đại hội đan đạo này vương lạc sẽ hổ báo vã mặt ra sao hắn cất khuy thiên kính vào không xem nữa lại lấy vạn thiên kính ra đầu tiên là liên hệ với tần doanh hiện tại tần doanh đã có phong thái bức người bên trong sự xinh đẹp còn mang theo khí chất hoang dã cái gã biểu ca liếm cẩu lại càng chết mê chết mệt vì hắn Tu Vi đã đạt tới đế cảnh tầng 5, sắp đột phá đế cảnh tầng 6, tốc độ tu luyện tần doanh cũng không tệ. Sở Huyền lại liên hệ với Nhậm Trường Hà, giờ phút này Nhậm Trường Hà vẫn đang trong quá trình đột phá. Khoảng cách tới thần cảnh đã rất gần, Sở Huyền tiếp tục dùng vạn thiên kính, ngẫu nhiên liên thông tới các vực, nhưng vẫn không có thu hoạch. Hắn lại cất vạn thiên kính đi, lấy tầm đạo kính ra. rót linh lực vào trong, cây kim bên trên mặt kính lại chuyển động không ngừng quay rất nhiều vòng ngay tại lúc sở huyền đã hết hứng thú đột nhiên trên mặt kính lại xuất hiện một điểm trắng theo sự di chuyển của cây kim điểm trắng ngày càng rõ ràng sở huyền rất kích động vậy mà tìm ra được cường giả đạo cảnh linh lực cùng thần hồn lực đang tiêu hao rất nhanh sở huyền vội vã nuốt một bình đan dược nhanh chóng luyện hóa dược lực tiếp tục duy trì linh lực rót vào trong sau một phút điểm trắng bên trên mặt kính rốt cuộc hóa thành một bóng người nhỏ đã ghi nhớ khí tức của đối phương. Sở huyền cũng đã hết chịu nổi, nhanh chóng thu đám khí tức kia vào trong nguyên sơ đạo tinh, thành lập một liên kết. Sau đó hắn cất tầm đạo kính đi, nghỉ ngơi hồi phục, tạm thời không để ý tới vị cường giả đạo cảnh kia. Trước khi trao đổi với người này, hắn cần phải suy nghĩ chu đáo, làm sao có thể lừa gạt đối phương, làm sao có thể khiến đối phương tin mình là một cường giả siêu cấp dù sao đạo cảnh cũng khác hoàn toàn với thiên cảnh cùng thần cảnh cũng không phải dễ dàng qua mặt được tại một nơi xa xôi không biết tên có một tòa động phủ tràn ngập đạo vận trong động phủ có một lão đầu gầy sơ sát đột nhiên hai mắt lão mở to khẽ vung tay một cái xuất hiện một cỗ lực lượng đạo tắc bao phủ toàn thân trong mắt bắn ra ánh sáng một thanh tiểu kiếm dài khoảng ba tấc đang lơ lửng trên đỉnh đầu tỏa ra khí thế mãnh liệt vị đạo huynh nào dám nhìn trộm lão phu sau nửa ngày không thấy ai trả lời, hắn liền nhíu mày, trong cõi hư vô, hắn cảm giác mình đã nảy sinh liên hệ cùng một vật gì đó. Tựa hồ có thể tiến hành trao đổi với người khác thông qua vật này. Đối phương đã ghi nhớ khí tức của hắn, rốt cuộc là bảo vật gì? Hắn thôi diễn nhiều lần, mong muốn truy tìm tung tích của vật kia để xác minh sự thật, nhưng mà lại không thể tính ra được gì. Thậm chí càng thôi diễn, càng bị đại đạo bài xích, tự hồ nếu hắn tiếp tục thôi diễn sẽ bị đại đạo trừng phạt. Quá kinh khủng, thực lực đối phương còn mạnh hơn mình. Đạo huynh, thành lập liên hệ với ta, không biết là có chuyện gì. Cảm giác được đối phương không dễ chọc, giọng điệu ứng không liền trở nên ôn hòa, nhưng thời gian rất lâu, vẫn không thấy ai đáp lại. Chân mày của ứng không càng nhíu chặt, trong lòng đã có chút thấp thỏm, không biết là phúc hay hoa. chương 234, đạo cảnh gì mà cùi bắp thế này, mình có nên tìm vài lão giả chi kỷ hỏi thăm một chút. Đạo huynh, hắn lại tiếp tục hỏi, qua một thời gian dài, cuối cùng đã có phản hồi. Trước mặt của hắn, lại xuất hiện một đoạn văn tử. Tiểu bằng hữu không nên gấp gáp, nếu đã có duyên, thì cứ tiếp tục chờ đợi, đây chính là cơ duyên của ngươi. Tiểu bằng hữu trong lòng ứng không rất tức giận, hắn ở trong hàng ngũ đạo cảnh, cũng không phải là kẻ yếu, thế mà đối phương lại gọi hắn là tiểu bằng hữu Bất quá hắn lại nhớ tới, đối phương rất mạnh chỉ sợ đúng là một lão quái vật hắn hơi nhíu mày có vẻ không tình nguyện lắm đành truyền tới tin tức xin hỏi danh sưng của tiền bối danh sưng tựa hồ người bên kia đang trầm tư một lát sau lại truyền tới tin tức trước kia có rất nhiều tiểu gia hỏa giống như ngươi cũng có kẻ mạnh hơn từng gọi ta là vạn cổ bất diệt vĩnh hằng bất hủ tuấn giật vô song đại huy đại đức vô thượng trí thánh chư thiên vạn giới đệ nhất đại đạo tôn trong lòng ứng không giật thoát tên gọi gì mà trâu bò quá vậy? Chẳng qua là mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Tiểu bằng hữu, tu luyện cho tốt, sau này ta sẽ tiếp tục trao đổi với ngươi. Sau khi truyền lại một câu, đối phương đã triệt để im lặng. Ứng không nhíu mày suy tư, đây là cơ duyên hay âm mưu? Hoặc là tai họa, có nên kể chuyện này cho mấy lão giả tri kỷ của mình không, để cho bọn hắn bàn bạc đối phó? Vạn nhất, là cơ duyên thì sao? ứng không phất tay truyền đạo vận lên trên một khối ngọc phù dùng nó làm vật truyền tin tức sở huyền cũng không muốn trò chuyện nhiều với ứng không dù sao cũng là tồn tại đạo cảnh xuất phát từ tính cẩn thận cho nên hắn chỉ nói vài câu hắn muốn dùng nguyên sơ đạo tinh như một nơi tụ họp dùng để trao đổi tin tức phải cố gắng thêm tìm thêm vài vị cường giả đạo cảnh tụ họp thành một đám xem đây là nơi nói chuyện phiếm của bọn họ rốt cuộc đã tìm được vị cường giả đạo cảnh đầu tiên. Điều này chứng tỏ cử vực có đạo cảnh, chẳng qua là không biết họ núp ở đâu mà thôi. Dựa trên vị trí trong tầm đạo kính, lại không nhìn ra khoảng cách. Có thể khẳng định đối phương ở một nơi rất xa xôi, thậm chí rất có thể là ở trong một không gian nhỏ độc lập. Khi đánh dấu được khí tức của đối phương thì đã tạo sự liên kết với đạo vận của đối phương. Hơn nữa còn là bị động đối phương không thể nào cắt đứt sợi dây liên kết đạo vận này. Đương nhiên, để duy trì chút đạo vận này, người kia cũng sẽ không bị gánh nặng gì. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, đạo vận của người kia luôn giúp sở huyền ẩn dưỡng nguyên sơ đạo tinh. Nửa tháng tiếp theo, sở huyền cũng không có tiếp tục tìm kiếm cường giả đạo cảnh. Trong thời gian này, sở huyền cũng đã biết tên người kia, chính là ứng không. Một tháng sau, thỉnh thoảng sở huyền sẽ trò chuyện cùng ứng không, trong lúc đó ứng không cũng thử dò xét hắn để kiểm tra hắn có phải là một vị đại năng hay không kết quả những câu mà hắn hỏi đã khiến cho sở huyền phải ngớ người đạo cảnh gì mà cùi bắp thế này tại sao lại có cảm ngộ với đại đạo thấp như thế còn không bằng minh hay là đối phương cố ý giả ngu nghĩ kỹ lại sở huyền có chút hiểu ra công pháp mà hắn tu luyện cùng với các loại cảm ngộ đều nhờ hệ thống quán thâu Đồng thời thần hồn của hắn được đạo ý gia trì, cho nên có cảm ngộ rất sâu sắc đối với đại đạo. Chẳng qua hiện tại tu vi có hơi thấp mà thôi, bởi vậy, cho dù cảnh giới của hắn kém hơn, nhưng lại có thể giải đáp những thắc mắc của ứng không. Cũng giống như lúc trước, hắn có thể vượt cấp giải thích những câu hỏi của Nhậm Trường Hà. Đương nhiên, Sở Huyền cũng không dám chắc chắn có thể trả lời tất cả câu hỏi của ứng không. Dù sao, tu vi của hắn cũng thua kém đạo cảnh quá xa vì để cẩn thận sở huyền chỉ giải đáp vài câu hỏi của ứng không sau đó cũng không trả lời hắn tiếp nữa dù chỉ như vậy đã làm cho ứng không phải thay đổi cách nhìn về hắn đã tin tưởng hắn là một vị đại năng trong lòng ứng không rất kích động đây chính là đại cơ duyên may mắn mình không có thông báo cho mấy lão giả kia phải nắm chắc cơ duyên lần này trong tay đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc kỳ thật chuyện mà sở huyền lo lắng rất là dư thừa Ứng không rất biết đối nhân xử thế, được tiền bối chỉ điểm một hai câu, hắn đã cảm thấy đủ, làm sao còn dám tham lam? Ít nhất là trong thời gian ngắn, nếu không có cơ hội, hắn sẽ không hỏi loạn. Nếu như hỏi nhiều quá, lỡ như khiến tiền bối mất hứng, cảm thấy hắn quá tham lam, trực tiếp cắt đứt liên hệ với hắn thì phải làm sao? Ứng tiểu đệ, tu luyện cho tốt, đại đạo là không có điểm dừng, phải thường xuyên rèn đúc đạo vận của bản thân thì mới nhanh tiến bộ mới có thể cảm ngộ đại đạo càng sâu. Sở huyền mở miệng khuyên bảo, hắn muốn ứng không, chủ động dùng đạo vận ẩn dưỡng nguyên sơ đạo tinh. Từ lúc hắn bắt đầu giải thích thắc mắc, sở huyền cũng đã tính kỹ, mượn cơ hội này lừa gạt ứng không. chương 235, phần thưởng bất ngờ, mời tiền bối chỉ giáo, dùng cách gì để rèn đúc đạo vận. Ứng không cung kính hỏi, tu vi đạt tới đạo cảnh, là phải tu đạo vận, ngưng đạo tác, tất nhiên là phải liên tục ngưng tụ đạo vận, không ngừng cường hóa và ngưng tụ đạo tắc. Đạo vận cũng có thể rèn đúc sao? Hắn chưa từng nghe thấy phương pháp này. Rất đơn giản, liên tục tiêu hao đạo vận, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ đạo vận, mỗi một quá trình tiêu hao rồi ngưng tụ. Người đều có cảm ngộ mới đối với đại đạo. Chuyện này cũng giống như luyện khí, không ngừng rèn đúc, mới có thể luyện chế ra bảo vật càng mạnh. Đạo vận cũng tương tự, làm như thế nhiều lần bản thân sẽ tăng cường khả năng gánh chịu đạo vận tuy là sở huyền cố tình lừa gạt ứng không nhưng cũng không phải là hắn nói bậy trong đó cũng có một ít căn cứ nhất định nếu liên tục tiêu hao cùng ngưng tụ đạo vận thì trong quá trình này đúng là sẽ xuất hiện cảm ngộ mới cũng sẽ gia tăng khả năng gánh chịu đạo vận dường như ứng không đã thông suốt bèn nói tiền bối vãn bối đã hiểu trẻ nhỏ dễ dây sở huyền lộ ra bộ dạng vui mừng hắn nhìn chằm chằm vào nguyên sơ đạo tinh, chờ đợi nguyên sơ đạo tinh hấp thu đạo vận của ứng không. Vì bảm đảm thêm, nguyên sơ đạo tinh có thể thuận lợi hấp thu toàn bộ đạo vận của ứng không, hắn có nhắc nhở, tiêu hao đạo vận trong chiến đấu, không phải là phương pháp tốt. Phải tự mình tán đi đạo vận, sau đó lại ngưng tụ, mới là phương pháp chính xác. Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy, ứng không hít sâu một hơi, đạo vận toàn thân liền chấn động, liên tục tản ra ngoài, không ngừng rung động tiêu tán. Một thân đạo vận, trong chớp mắt đã tiêu hao một phần ba. Sở huyền nhìn thấy đạo vận trên nguyên sơ đạo tinh đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, đạo tác càng ngưng thực hơn, khiến cho tiểu thế giới xuất hiện một ít thay đổi. Trong lòng hắn vui mừng hớn hở, quả nhiên đã thành công lừa gạt ứng không. Chỉ cần ứng không cứ làm theo phương pháp hắn dạy, rất nhanh thôi, tiểu thế giới sẽ được thăng cấp. Cường giả đạo cảnh chính là một kho báu vô tận, một người thì quá ít phải tìm thêm vài người cống hiến sức lực mới được đây là lần đầu tiên ứng không chủ động tán đi đạo vận lúc bắt đầu hắn còn lo sợ thấp thỏm sợ xảy ra chuyện không hay dù sao thì phương pháp này quá mới lạ chưa từng thấy ai thí nghiệm ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không đối với vị tiền bối kia hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng dù sao hắn cũng là một lão quái vật dày dạn kinh nghiệm từng thấy quá nhiều kẻ hiểm ác cũng nếm qua không ít trái đắng đạo vận tiêu tán chớp mắt liền biến mất hắn có cảm ứng mơ hồ tựa hồ nó đã quay về đại đạo sau khi tán đi một phần ba đạo vận ứng không bắt đầu thử ngưng tụ đạo vận bỗng nhiên từng sợi đại đạo trong hư không đang dần dần kéo đến bên người hắn chỉ trong khoảnh khắc này ứng không lâm vào một loại cảm ngộ huyền diệu giống với lúc hắn đột phá đạo cảnh cũng gặp phải loại cảm ngộ huyền diệu này hắn có cảm giác bình cảnh biết bao năm không thể đột phá lại có một tia dấu hiệu buông lòng ứng không rất vui mừng trong lòng đã sinh ra sự kính trọng đối với sở huyền hắn đã thấy hy vọng tu vi được nâng cao thêm lần nữa một đoạn thời gian sau ứng không vẫn tiếp tục quá trình xua tán rồi ngưng tụ đạo vận tuy là không phải lần nào cũng có thu hoạch nhưng dựa theo số lần hắn thực hành tựa hồ khả năng gánh chịu đạo vận lại được gia tăng thấy được hy vọng ngày càng lớn ứng không càng tu luyện chăm chỉ hơn sở huyền cảm nhận nguyên sơ đạo tinh tràn ngập đạo vận cùng đạo tắc càng ngày càng nhiều nguyên sơ đạo tinh dần có sự thay đổi cách một đoạn thời gian tiểu thế giới sẽ phát sinh biến hóa sở huyền càng cao hứng ứng không đúng là con ong chăm chỉ chuyện khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là vẫn chưa tìm thấy thêm vị cường giả đạo cảnh nào sở huyền lại bảo nam vô phật đà tu luyện bên cạnh nguyên sơ đạo tinh có thể dễ dàng cảm thụ đạo vận hơn trợ giúp hắn sớm ngày đột phá thần cảnh. Sau khi thành công lừa gạt ứng không, Sở Huyền cũng không cảm thấy kiêu ngạo, thật ra hắn vẫn chưa biết nhiều về đạo cảnh. Dù sao thì tu vi giữa hai bên chênh lệch quá xa, đây chính là rào cản rất lớn. Nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi, số lần hắn trao đổi cùng ứng không cũng không nhiều, dù sao hắn rất cẩn thận, lỡ như mình nói sai điều gì, có thể sẽ phá hỏng hình tượng đại năng mà hắn vất vả xây dựng. Chỉ có thể hiểu rõ đạo cảnh mới có thể không lộ sơ hở. Đệ tử Đinh Việt của ký chủ tiến vào cấm địa thượng cổ, khí vận tăng vọt, ban thưởng 500 năm tu vi. Đột nhiên hệ thống thông báo, sở huyền hơi bất ngờ, Đinh Việt tiến vào cấm địa thượng cổ. Khí vận tăng vọt, quả nhiên, khí vận chi tử phải cho ra ngoài sông sáo, vừa mới bao lâu đã được ban thưởng. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, 500 năm tu vi quán thâu vào cơ thể, thuận lợi giúp hắn đột phá thiên cảnh tầng 5 khoảng cách thần cảnh lại gần hơn. chương 236, triển khai kế hoạch thiên đạo, sở huyền rất mong chờ về vương lạc, không biết hắn sẽ tạo ra bất ngờ gì. Hắn vội lấy khuy thiên kính ra, kết nối vào ấn ký trên người đinh Việt, trong mặt gương liền xuất hiện ánh sáng lấp lóe đó là một chỗ trong bí cảnh. Có thể thấy được, mỗi một tia sáng lấp lánh đều là một đạo kiếm quang. Mà giờ khắc này, Đinh Việt khoanh chân ngồi ở trung tâm vầng sáng trước người hắn lơ lửng một thanh kiếm, thân kiếm có màu đen tuyền, trên thân tỏa ra khí tức hung lệ. Đây cũng không phải là thần kiếm sở huyền cho hắn, chắc là thần kiếm này nhặt được trong cấm địa. Giờ phút này, thanh hung kiếm kia, đang chuẩn bị nhận Đinh Việt làm chủ, Đinh Việt đang tu luyện một môn đại thuật kiếm đạo, hẳn là truyền thừa từ cấm địa thượng cổ, Đinh Việt đã là đế cảnh tầng 4, sở huyền nhìn một lát, sau đó lại cất khuy thiên kính. Thanh thần kiếm kia, Nhìn qua có vẻ hung lệ, không giống một thanh kiếm tốt. Có tồn tại trạng thái tiêu cực hay không, Sở Huyền cũng không thèm để ý. Đinh Việt chính là khí vận chi tử, làm sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng. Huống chi, trong cơ thể Đinh Việt còn có thần kiếm của mình ban tặng, nếu so về đẳng cấp cũng không yếu hơn thanh thần kiếm kia, thậm chí còn mạnh hơn. Sở Huyền chú ý một chút tới Vương Lạc, hắn đã thuận lợi tiến vào vòng bán kết hơn nữa tu vi đã tăng lên đế cảnh tầng 1. Đây là do hắn giả vờ biểu hiện đột phá trong lúc luyện đan. Thực tế, thì tu vi của hắn đã là đế cảnh tầng 3. Sở huyền đang mong đợi hắn sẽ mang đến bất ngờ gì, không hổ danh là đệ tử của mình. Rất am hiểu đạo lý trang bức vả mặt, tiếp tục tu luyện, thời gian thấm thoát thoi đưa, lại trôi qua nửa năm. Ngày hôm nay, hạng tinh đã ra khỏi tiểu thế giới, bắt đầu tiến hành tích lũy. Chuẩn bị đột phá đế cảnh. Tô Tiên Nhi đã đạt tới đế cảnh tầng 5, mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, Sở Huyền rất thoải mái. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như tốc độ khôi phục pháp tắc thiên địa ở Nam Châu đã nhanh hơn. Hắn có một suy đoán, chỉ sợ chuyện này có liên quan tới Đinh Việt, không biết hắn đã làm ra đại sự gì. Sở Vân đã trở về, nàng cảm giác tích lũy đầy đủ, nhưng lại không thể nào đột phá đến đế cảnh. Bởi vì pháp tắc thiên địa ở Nam Châu không hoàn chỉnh, Sở Huyền cho nàng tiến vào không gian càn khôn, đã đến giờ phút này, hắn cũng không muốn gạt Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân tỏ vẻ quả nhiên suy đoán của mình không sai, thập tam ca rất cường đại. Lại trôi qua thêm nửa năm, Sở Vân đã đột phá đế cảnh, Sở Huyền bảo nàng nên khiêm tốn, không nên lộ ra thực lực đế cảnh, cũng nói cho nàng biết một ít chuyện về chiến ma cổ địa hơn nữa cũng truyền cho sở vân liễm tức thuật sau đó giảng giải phần sau đại la đế kinh cho nàng sở vân cũng không ra ngoài rèn luyện nữa ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm cho đoàn đội luyện đan ở sở gia phần lớn thời gian đều ở trong tiểu viện cùng tô tiên nhi đã trở thành bạn thân của tô tiên nhi một tháng sau hạng tinh cũng đột phá đế cảnh nhiệm vụ đầu tiên sau khi hạng tinh đột phá chính là luyện chế thông tấn phủ lúc trước hắn đã cải tiến còn gọi là vạn vực phù đồng thời còn phải luyện chế khôi lỗi xây dựng một dây chuyền sản xuất thông tấn phù tiến hành luyện chế số lượng lớn sở huyền gọi bảo hồng diễm tới bảo nàng dùng danh nghĩa hắc nguyệt lâu bán ra thông tấn phù pháp tắc thiên địa ở nam châu khôi phục nhanh hơn thì thời gian chiến ma cổ địa mở ra lại càng sớm nên bố cục sớm hơn kế hoạch thiên đạo chính thức được triển khai một khi hắc nguyệt lâu bán ra thông tấn phù đương nhiên tất cả thế lực ở nam châu đều tranh nhau mà mua nhất là thông tấn phù duy nhất có tính bảo mật cực cao mấy thế lực lớn không tiếc tiền mua một nhóm lớn hơn nữa càng kính sợ hắc nguyệt lâu hơn vậy mà có thể nghiên cứu ra loại thông tấn phù này sở huyền đợi thời cơ chín mùi tung ra vạn vực phù khống chế toàn bộ tin tức ở bắc vực thông tấn phù bán ra chưa tới nửa tháng thì sở huyền lại biết một ít bí mật của của rất nhiều thế lực lớn ví dụ như tần khả vận đã tận dụng hậu chiêu của tần doan thành công khôi phục lại tu vi đế cảnh. Thiếu chủ Bạch Thắng Sơn đã bí mật rời khỏi Nam Châu, tiến vào cửu kiếm Sơn Bắc Châu tiềm tu. Sở huyền cũng vì vậy mà biết được bí mật, sau đại chiến ở Nam Châu, cửu kiếm Sơn đã rời tông môn đến Bắc Châu, hiện tại là tông môn kiếm đạo đệ nhất Bắc Châu. Gọi là cửu kiếm tông, vẫn giữ liên hệ với cửu kiếm Sơn ở Nam Châu, những cường giả bán đế ở cửu kiếm Sơn, đến thời gian nhất định, sẽ tiến vào Cửu Kiếm Tông ở Bắc vực để đột phá đế cảnh. Ngoại trừ tình báo bên ngoài Tần quốc, Sở Huyền còn biết được Đại Càn Đế quốc che giấu một ít tin tức. Ví dụ như, người đứng phía sau chống lưng cho Đại Càn Đế quốc là Đại Càn cung ở Trung Châu. Tin tức cơ mật này là Đại Càn Đế truyền tin cho Tả tướng Liễu Bình Phong, làm tốt chuẩn bị nghênh đón người của Đại Càn cung chuẩn bị đến Nam Châu. Chương 237: Từng bước triển khai thế lực đứng sau tà vương đình là ai, sở huyền cũng không biết, lúc trước hắn cũng không hỏi tà vương vấn đề này. Bất quá, có thể khẳng định, thế lực chống lưng cho tà vương đình rất mạnh. Chẳng qua là, bắc vực cũng không có thế lực tà tu nào cường đại. Chẳng lẽ, là bên ngoài bắc vực, từ lúc thông tấn phù được bán ra ngoài, tất cả thế lực đều trao đổi thông tin rất thuận tiện. Năng lực tình báo của Hắc Nguyệt Lâu cũng đã tăng lên một mảng lớn. Kế tiếp, chính là mang thông tấn phủ ra những châu khác, bán cho mấy thế lực lớn, làm cho đối phương và thế lực sau màn có thể dễ dàng trao đổi tin tức. Nếu thuận lợi, mình có thể nắm giữ mọi hành động của mấy thế lực sau màn này. Sở Huyền hỏi thăm Tô Tiên Nhi một ít tin tức về Đại Càn cung. Đại Càn cung, dĩ nhiên là thế lực mạnh nhất Trung Châu. Vẫn nghe thiên hạ đồn đại có lão tổ thần cảnh, Sở Huyền cảm thấy tin đồn này cũng có căn cứ, nếu như suy đoán của hắn không sai vị cường giả thần cảnh dẫn ma tộc xâm lấn, đợi thời cơ thích hợp ra tay cứu giúp, mưu đồ nhân vương bắc vực, chỉ sợ là xuất thân từ đại càn cung. Hoặc có thể nói, đại càn cung chính là thế lực hắn tạo ra. Tuy nhiên, Nam Vô Phật Đà nói, đối phương đã đồng quy vu tận cùng thần lão ma tộc. Sở huyền thì không cho là vậy, chỉ sợ hai phe đã có chuẩn bị sẵn, không có dễ dàng ôm nhau cùng chết như vậy. Lúc ấy, Nam Vô Phật Đà cũng không biết toàn bộ thế cục, nhất là chiến đấu giữa cường giả thần cảnh. Kế hoạch Thiên Đạo vừa bắt đầu triển khai đã rất suôn sẻ. Đầu tiên sẽ bắt đầu từ Nam Châu, khống chế toàn bộ tin tức ở Nam Châu dưới sự giám sát của Thiên Đạo phu. Chỉ sợ không phải tất cả thế lực đều mua thông tấn phù, có lẽ vẫn còn vài lão quỷ chưa tin tưởng loại phu này. Kế tiếp chính là bán ra phương pháp luyện chế thông tấn phu. Tự bản thân luyện chế, có lẽ sẽ yên tâm hơn. Đến lúc đó những lão quỷ tinh danh kia còn không phải bị sập bẫy, mua về luyện chế hay sao? Sở huyền cũng có hoài ghi, những tin tức hiện tại mà các thế lực lớn bắn ra, chính là muốn thăm dò sự bảo mật của thông tấn phù, có tồn tại khả năng bị người khác biết hay không? Đương nhiên là bọn hắn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Ngoại trừ sở huyền, thì không có ai đọc trộm được tin tức từ thông tấn phù. Hắc Nguyệt lâu bán ra thông tấn phù, cũng không thể đánh cắp tin tức từ nó toàn bộ tin tức khi vận chuyển đều chịu sự giám sát của thiên đảo phù. Ngoại trừ những tin tức từ bên ngoài thì sở huyền cũng không chú ý nhiều, chỉ có những tin tức được hắn sàng lọc thì thiên đảo phù mới chuyển tới cho hắn. Hiện tại vạn vực phù vẫn chưa thể bán ra ngoài, bên ngoài Nam Châu cũng cần từ từ thẩm thấu, từng bước thả câu thế lực cao tầng của Hắc Nguyệt Lâu ra ngoài. Không thể trực tiếp kéo người khống chế toàn bộ Hắc Nguyệt Lâu ra ngoài được. Một tháng sau có một gã lâu chủ tam tinh đi tới Nam Châu. Đương nhiên lý do là muốn tìm hiểu thông tấn phù. Dù sao, thông tấn phù bán ra ngoài, tất nhiên Hắc Nguyệt Lâu có thể giàu to, năng lực vận chuyển tình báo cũng tăng lên rất nhiều. Sau này phương pháp bán tình báo cũng sẽ phát sinh thay đổi. Phương pháp luyện chế thông tấn phù rất trọng yếu, phải luôn khống chế trong tay, vị lâu chủ tam tinh này tiến vào Nam Châu. Đương nhiên là muốn chấn thủ Nam Châu có tu vi đế cảnh tầng 6, không xem là thấp, sở huyền lại đánh một đạo lực lượng lên người bảo hồng diễm, nhẹ nhàng khống chế người này. Kế tiếp, chỉ cần từng bước âm thầm khống chế đám cường giả hắc nguyệt lâu là được, miễn là không ảnh hưởng tới kế hoạch, thì sở huyền cũng không quản những chuyện dâu ria. Từ lúc triển khai kế hoạch thiên đạo, đã trôi qua nửa năm. Trong thời gian này, sở huyền cũng có trao đổi ngắn với ứng không. Sở huyền cũng rất vừa mắt đối với gã ứng không này, là một khổ tu sĩ nguyên sơ đạo tinh được hắn dùng đạo vận ẩn dưỡng đã có một ít thay đổi khoảng cách tiểu thế giới tăng cấp đã rất gần ở bên trong tiểu thế giới luôn ngập trần đạo vận đạo tác thì càng hoàn thiện hơn nam vô Phật đà cũng vì thế mà được lợi ích đã sắp đột phá thần cảnh nam châu đã nằm trong sự khống chế của sở huyền toàn bộ tin tức ở nam châu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay thế lực lớn đứng sau cửu kiếm sơn cũng đã lấy được thông tấn phù Sở Huyền cũng biết được tin tức, tất cả thế lực lớn đã bắt đầu chuẩn bị quay về Nam Châu. Sở Huyền truyền tin cho Đỗ Nguyên, bảo hắn tiến vào Hắc Nguyệt Lâu, trở thành một gã hộ vệ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nếu như Nam Châu xuất hiện di tích cổ, tuyệt đối là Hắc Nguyệt Lâu sẽ biết đầu tiên, Đỗ Nguyên núp ở đây, cũng sẽ biết được tin tức này. Đinh Việt vẫn còn ở trong cấm địa thượng cổ, đang đốn ngộ đại thuật kiếm đạo, chương 238 huyêm mạch lột xác khí vận thay đổi đại hội luyện đàn ở bắc châu đã chuẩn bị kết thúc sắp tiến vào trận chung kết cuối cùng vương lạc đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực lớn có rất nhiều thế lực mời chào hắn dù sao vương lạc lấy tư cách là một gã tán tu còn là tán tu thiên tài vương gia cũng mời chào hắn thậm chí có ý gả một vị nữ tử dòng chính cho hắn đợi đến lúc vương lạc lộ ra thân phận thực vương gia sẽ mất hết mặt mũi biến thành trò cười ở Bắc Châu. Gia tộc từng thông hôn với Vương Lạc, cũng ném ra cảnh ô lưu mời chào hắn. Sở huyền có chút mong đợi, trận chung kết cuối này, Vương Lạc sẽ biểu diễn ra sao, nghiền ép Vương ra như thế nào, còn trực tiếp vả mặt gia tộc của vị hôn thê từng chối bỏ hắn. Chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận, phái cường giả đuổi giết Vương Lạc. Hôm nay, sở huyền vừa tu luyện xong, đang muốn dùng tầm đạo kính. Tìm kiếm theo thói quen, thì đột nhiên hệ thống lại ban thưởng, đệ tử ma loạn thiên của ký chủ, lột xác huyết mạch cổ ma, sinh ra Phật tâm, khí vận trên người lột xác, ảnh hưởng tới khí vận toàn bộ ma vực, ban thưởng thần hồn đại đạo du. Lột xác huyết mạch còn sinh ra Phật tâm, hơn nữa còn ảnh hưởng đến khí vận toàn bộ ma vực. Rốt cuộc ma loạn thiên đã làm gì? Gia hỏa này, thật sự là có duyên với Phật, hở một chút là đốn ngộ Phật pháp, còn sinh ra Phật tâm. Hắn cũng không xem phần thưởng mà lấy ra vạn thiên kính, liên thông tới chỗ Ma Loạn Thiên. Trong kính bắt đầu xuất hiện hình ảnh, đập vào mắt là xác chết la liệt khắp nơi, ma khí cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, đang có người chiến đấu. Một trong số đó, tự nhiên là Ma Loạn Thiên, người kia, dựa theo ngoại hình, hẳn là xuất thân từ Thiên Ma tộc. Có tu vi đế cảnh tầng 7, nhưng Ma Loạn Thiên vẫn chỉ là đế cảnh tầng 2, xét về tu vi, Ma Loạn Thiên thua đối phương tới năm cảnh giới nhỏ nhưng phật lực có hiệu quả khắc chế rất mạnh với ma tộc bởi vậy thực lực hai bên xem như kẻ tám lạng người nửa cân đánh đến mức trời lòng đất lỡ quỷ khóc thần sầu vị nam tử đế cảnh tầng 7 kia cũng không phải là người bình thường hắn là thiên kiêu trong thiên ma tộc ma loạn thiên vẫn mặc tăng y màu trắng không dính bụi trần nhưng mà thời gian chiến đấu quá dài sức lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều thứ hắn tu luyện là phật lực đối với đan dược ở ma vực có hiệu quả rất kém. Cho nên tốc độ khôi phục không bằng đối phương. Hiện tại, ma loạn thiên đã rơi xuống thế hạ phong. Sở huyền liếc nhìn xác chết trên mặt đất, tất cả đều là ma tộc, trong đó có một người là thiên ma tộc, cũng có tu vi đế cảnh. Thế mà lại chết sạch, chắc là ma loạn thiên đã bị vây công, nhưng lại phản sát, chỉ còn một người là thanh niên thiên ma tộc này. Con lừa chọc, giết đệ đệ của ta, người đi chết đi. Phật, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là Phật gì, làm sao có thể thoát khỏi tay ta. Bỗng nhiên ma loạn thiên mở ra thiên nhãn, ánh sáng lóe lên, thân hình đứng thẳng, hét lớn một tiếng, đại uy thiên long. Giống, một tiếng long ngâm xé rách hư không, long ảnh vật quang sau lưng ma loạn thiên phóng thẳng lên trời cao, xoay quanh một vòng, trực tiếp lao tới thanh niên thiên ma tộc. Giờ khắc này, khi thế trên người ma loạn thiên tăng cao, Phật quang sáng chói, Vậy mà trực tiếp đột phá đến đế cảnh tầng 3. Tay phải cầm giới đao, tay trái cầm cái bát, long ảnh bay lượn xung quanh, trấn áp thanh niên thiên ma tộc. Thanh niên thiên ma tộc liền biến sắc, đạo long ảnh Phật quang kia tỏa ra khí thế quá mạnh mẽ, hắn cũng không biết đối phương thi triển loại bí thuật gì. Trực tiếp áp chế hắn, ngay cả một thân ma lực đều vận chuyển rất khó khăn. Kể từ hôm nay, Bần Tăng không còn là ma loạn thiên nữa bần tăng chính là ma phật âm âm theo giọng nói ma loạn thiên phát ra trên người hắn xuất hiện một cỗ khí vận đặc thù thoạt nhìn trong bảo tướng trang nghiêm lại xen lẫn một tia ma tính thanh niên thiên ma tộc sợ té đái còn chưa kịp dập đầu xin tha thì thân thể đã bị đánh nát ngay cả thần hồn cũng bị thu vào cái bát ma loạn thiên hoặc là nói ma phật hít thở nặng nhọc dùng tốc độ rất nhanh để rời khỏi chiến trường sau đó hắn tìm một nơi vắng vẻ khoét một động phủ bắt đầu khôi phục cùng chữa thương sở huyền tận mắt nhìn thấy một màn này trong lòng chỉ biết thở dài ma hoạn thiên đúng là có duyên với phật hơn nữa cũng không phải là loại phật đứng đắn ẩn chứa một ít ma tính hơn nữa sát tâm cũng không nhỏ ma phật cái tên này cũng rất phù hợp với hắn quan sát trận chiến này của ma phật sở huyền đã phát hiện ra điểm yếu của hắn đây là thời điểm bù đắp nhược điểm của hắn ví dụ như phương pháp luyện chế đan dược khôi phục Phật lực. Ví dụ như cấm chế, trận pháp, thuộc về cấm chế Phật môn, làm sao lại không dùng chứ? Đồng thời, cũng nên ban thưởng cho hắn một sợi tràng hạt. Làm hòa thượng mà không có tràng hạt, khí chất sẽ bị thiếu đi. Sở huyền lại ra tay luyện chế một tràng hạt, mỗi một hạt trâu bên trên, đều được khắc cấm trận. Xem như là tuyệt chiêu giữ mạng của ma Phật, chương 239, thần hồn du đại đạo sau khi chuẩn bị kỹ càng sở huyền mở ra thông đạo gặp mặt ma phật ma phật vừa nhìn thấy hắn đã cung kính quỳ dạp trên đất nói đệ tử bái kiến sư tôn ngươi đứng lên đi giọng nói trang nghiêm của sở huyền truyền tới những chuyện mà ngươi đã trải qua vi sư đã biết hết ngươi đã sinh ra phật tâm đốn ngộ phật pháp hôm nay vi sư sẽ bàn tặng cho ngươi một bảo vật phật môn tạ sư tôn ma phật chắp tay trước ngực cung kính đạo người đã ngộ ra đại uy thiên long, vi sư liền ban thưởng cho người đại uy thượng Phật quả vị. Sở huyền khẽ phất tay, một sợi tràng hạt liền bay ra. Đồng thời cũng khắc đủ loại trận cấm, bí tịch, cùng phương pháp luyện chế đan dược Phật môn, đưa tới một lượt. Ma Phật cung kính nhận lấy, bèn đáp, tạ sư tôn. Chắp hai tay trước ngực, quỳ dưới đất bái lạy vật nên cho đều đã cho. Sở huyền lại hỏi, người có gì thắc mắc không? Ma Phật vội nói, có, kính xin sư tôn giải đáp vài vấn đề của đệ tử. Nói, ma Phật bèn nói ra tất cả nghi vấn về quá trình tu luyện cũng như vài chỗ khó hiểu của Phật Pháp. Sau khi sở huyền nghe xong, trước tiên là hắn giảng giải vấn đề tu luyện cho ma Phật. Kế tiếp tận tình giải đáp thắc mắc về Phật Pháp, sở huyền cũng không dám lừa gạt hắn nữa. Chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm tính ma Phật, lại trở nên lầm đường lạc lối. Nếu như tiếp tục lừa gạt, thiết tưởng hậu quả rất khó lường giảng giải xong, sở huyền liền cất vạn thiên kính, xem phần thưởng lần này, thần hồn đại đạo du, phiêu du trong đại đạo, thời gian không quá một ngày. Trái tim sở huyền giật thoát một cái, phần thưởng này quá trâu bò, phiêu du trong đại đạo, chẳng phải là thực lực sẽ tăng mạnh hay sao? Hơn nữa, cảm ngộ đối với đại đạo, sẽ tăng lên tới trình độ đáng sợ. Đại đạo vốn vô hình, ở nơi nào cũng có, còn cao hơn pháp tắc thiên địa, không thứ gì có thể ngăn cách hay bài xích có mặt ở khắp nơi nhưng cũng có vài bí cảnh có thể ngăn cách sự tồn tại pháp tắc thiên địa nhưng lại không thể nào ngăn trở đại đạo tu vi đạt tới đạo cảnh tu hành dựa trên đại đạo dùng đạo vận để uẩn dưỡng cơ thể tu luyện lực lượng đạo tắc nhưng mà đối mặt đại đạo đạo cảnh cũng chỉ là một con kiến mà thôi đại đạo không có điểm tận cung hiện tại vậy mà có thể phiêu du trong đại đạo đồng nghĩa với việc trực tiếp cảm ngộ đại đạo làm sao mà sở huyền có thể bình tĩnh được sau khi trở về hẳn là có thể đột phá thần cảnh đúng là niềm vui bất ngờ sở huyền nhét nguyên sơ đạo tinh vào thần hồn sau đó mới nhận phần thường trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân chìm sâu vào trong trạng thái cảm ngộ huyền ảo đồng thời có vô số đạo vận và đạo tắc lượn lờ xung quanh thần hồn của hắn sớm đã được đạo ý gia trì hôm nay lại được đạo tắc quấn quanh tràn ngập đạo vận hiện tại hắn chẳng khác gì hóa thân của đại đạo. Không biết đã trải qua bao lâu, sở huyền phát hiện bản thân đang ở một chỗ kỳ lạ. Dưới chân rất mông lung, không nhìn thấy điểm cuối, tựa hồ giống một con sông lớn, lại như là vòm trời. Chỉ cảm thấy, vô số đạo tắc, đang bao quanh hắn, tràn ngập đạo ý, đạo vận. Hỗn độn chung bên trong thần hồn, tản mát ra ánh sáng mở ảo. Đây là đại đạo, sở huyền nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, Nhìn về bốn phía, chỉ có một loại cảm giác mông lung mờ ảo. Cũng không nhìn thấy gì, Đại Đạo vốn vô hình, hắn lấy Nguyên Sơ Đạo Tinh trong thần hồn ra ngoài, nắm ở trên tay, đột nhiên đạo ý, đạo tắc, đạo vận ở bốn phía, dùng tốc độ điên cuồng tiến vào bên trong nó. Nguyên Sơ Đạo Tinh phát ra chút ánh sáng, đạo tắc đang hoàn thiện, thậm chí bên trong đang nguẩn dưỡng lấy một đại đạo nho nhỏ. Sở Huyền chỉ biết khen mình thông minh, quả nhiên mang nguyên sơ đạo tinh theo là lựa chọn chính xác trực tiếp uẩn dưỡng trong đại đạo tốc độ tiến hóa của nó sẽ nhanh như tên lửa sau khi thần hồn quay về tiểu thế giới sẽ được thăng cấp hơn nữa nguyên sơ đạo tinh sẽ càng trở nên liên kết với đại đạo thậm chí còn chỉ cần mình uẩn dưỡng đủ mạnh có thể dùng nguyên sơ đạo tinh tiến vào đại đạo do nó tạo ra sở huyền càng nghĩ càng mừng trong đại đạo cũng không có phong cảnh gì cũng không tồn tại thứ gì Sở Huyền từng bước đi thẳng về phía trước, dù sao, thập hồn du đại đạo, không thể quá một ngày. Đương nhiên là cố gắng đi xung quanh, cảm ngộ nhiều một chút, nâng cao khả năng tiếp xúc với đại đạo. Sở Huyền một tay nâng nguyên sơ đạo tinh, đi lại bên trong đại đạo, giống như là chủ nhân của nơi này, đang nhàn nhã du lịch. Hắn cũng không lo lắng gặp phải nguy hiểm, đừng nói là bên trong không có ai, cho dù có người, cũng không cần phải sợ. Thần hồn du đại đạo, là phần thưởng từ hệ thống, tự nhiên có thể bảo đảm sự an toàn của hắn. Chương 240, trên đại đạo có người, Hồng Nguyên Sơ, huống chi, trong tay hắn đang cầm Nguyên Sơ Đạo Tinh, cùng với Hỗn Độn Trung trong thần hồn. Còn được đạo ý gia trì, trong thế giới đại đạo này, cho dù là đạo cảnh cũng không thể uy hiếp được hắn. Nếu dám tiến hành tấn công hắn, chẳng khác nào khiêu khích đại đạo. Sở Huyền vừa đi vừa ngắm nhìn bốn phía, vô số cảm ngộ đang mãnh liệt ùa tới thần hồn không ngừng được lột xác đang tăng lên rốt cuộc không biết đi được bao lâu cũng không biết đi được bao xa bỗng nhiên sở huyền nhìn thấy phía trước không xa vậy mà xuất hiện một người đối phương đang chậm chạm bước tới dường như đang cố hết sức trên đại đạo có người sở huyền hơi giật mình có thể đi lại trong đại đạo tự nhiên là siêu cấp đại lão dựa trên hiểu biết của hắn đạo cảnh cũng không thể đi vào đại đạo vẫn nằm trong giai đoạn cảm ngộ đại đạo. Chẳng qua chỉ là tu luyện đạo vận cùng lực lượng đạo tác. Tất nhiên người này là tồn tại siêu việt hơn đạo cảnh. Sở Huyền có chút thấp thắm đo dự, có nên bước tới chào hỏi hay không, tuy là hắn tự cho mình cái tên rất trâu chó, bất quá chỉ dùng để lừa bịp kẻ khác. Nhưng người trước mặt thật sự là một siêu cấp đại lão. Không phải là loại hàng fake giả như hắn, chỉ do dự một lát, Sở Huyền đã quyết định tiến lên chào hỏi. Tạo một chút quan hệ Tuy đi, xin đối phương một tia khi tức Nhét vào nguyên sơ đạo tinh Sau này có thể dễ dàng giao lưu trao đổi Nếu như thành công Thì nhóm người tán gỗ trong nguyên sơ đạo tinh Sẽ chân chính có một vị đại lão Sở huyền nhìn lại trạng thái thần hồn của mình Tràn đầy đạo ý Xung quanh lượn lờ đạo tắc Giống như hợp nhất cùng đại đạo So với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều Hơn nữa Người nọ di duyển từng bước trên đại đạo Tựa hồ đang cố gắng hết sức. Bản thân mình thì rất thong dong nhẹ nhàng, tựa hồ có thể tranh thủ lừa bịp hắn. Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến, có thể lừa gạt thì lừa gạt, ít nhất bối phận không thể thua đối phương. Nói chuyện ngang hàng cũng được. Sở Huyền cất bước tiến về chỗ người nọ, người này có bộ dáng cao lớn, tràn đầy bá khí, hai tay chắp sau lưng, biểu hiện ra khí chất đại lão, không thể nghi ngờ. Hồng Nguyên Sơ đang di chuyển từng bước, cảm ngộ đại đạo bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân hơn nữa còn cẩn thận từng bước vạch ra con đường cho bản thân bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người đang nhàn nhã đi tới bộ dáng rất nhẹ nhàng thong thả khiến cho hắn giật mình thót tim liếc mắt nhìn qua dường như người nọ không tốn chút sức nào di chuyển người này tuyệt đối có thực lực trên mình hồng nguyên sơ liền dừng bước ngẫu nhiên gặp được cường giả đồng cấp đúng lúc có thể trao đổi một phen nhất là đối phương còn mạnh hơn so với mình trên đại đạo có thể vô tình gặp được người khác là chuyện cực kỳ hiếm thấy người có cùng cảnh giới với hắn chỉ sợ thế gian không có mấy ai có thể gặp được một vị coi như là có duyên phận khi sở huyền đến gần trước tiên hồng nguyên sơ chắp tay chào hỏi nói hồng nguyên sơ xin bái kiến đạo huynh đây là sự tôn kính của người yếu đối với kẻ mạnh tuy là hắn tự nhủ mình cũng không kém nhưng yếu một chút cũng tính là thua người ta. Sở huyền, bất kiến đạo hữu hiện tại sở huyền cũng không dám dùng tên giả, mà dùng tên thật. Đối phương đã gọi hắn là đạo huynh, có nghĩa là cảm thấy hắn mạnh hơn. Nhưng vai vế cũng ngang nhau, tự nhiên sở huyền sẽ không phủ nhận, dù là hắn chỉ là hàng phếch, giả. Hồng Nguyên dò xét trí nhớ một lượt, nhưng lại chưa nghe qua cái tên này, cũng không biết đến tốt cùng là người này đã sống bao nhiêu năm tháng rồi. Cường giả thế gian có bao nhiêu, cũng không ai biết hết được, nói không chừng là một vị khổ tu sĩ vừa mới xuất quan. Hồng Nguyên Sơ lại hỏi, đạo huynh đã khai mở ra mấy đạo nguyên khai mở? Trong lòng Sở Huyền đã rõ, Hồng Nguyên Sơ đã đạt đến cảnh giới mở một đạo, xưng là khai đạo cảnh, hoặc là khai đạo giả cũng được. Đương nhiên, khai đạo ở đây, cũng không phải là đã vượt qua đại đạo, cũng không phải là thoát khỏi đại đạo, mà là dùng cảm ngộ của bản thân mở ra một đạo độc lập thuộc về mình trên đại đạo có thể miễn cưỡng xem như giống với đại đạo quả nhiên là một vị đại lão chân chính khai mở ra mấy đạo nguyên trong đầu sở huyền đang nhảy số đạo nguyên có ý nghĩa là thời gian hẳn là không phải là nói về cấp bậc và cảnh giới nếu mình đoán không sai khai đạo không có cảnh giới cụ thể chỉ có thể dùng độ dài khai mở đại đạo mà xét thực lực đại đạo không có tận cùng mấy đạo nguyên Sở Huyền bày ra bộ dáng trầm tư, thật lâu sau mới nói, ta cũng không nhớ rõ, bế quan rất dài, ngủ một chút, cũng không nhớ đã mở mấy đạo nguyên. Hồng Nguyên Sơ giật mình, rất giống với suy đoán của mình. Đây là một vị khổ tu tĩ, gần đây mới xuất quan. Hồng Đạo Hữu đã khai đạo mấy đạo nguyên, Sở Huyền mở miệng hỏi thăm. Chương 241, lừa bịp khai đạo cảnh, đã tiếp cận hai đạo nguyên, Hồng Nguyên Sơ thổn thức nói hồng mỗ đã là đạo cảnh khi bắt đầu kỳ đạo nguyên đầu tiên sau đó đột phá khai đạo cảnh tới cuối kỳ đạo nguyên này mới bắt đầu mở đạo nguyên thứ hai cũng xem như là hai đạo nguyên trong lòng sở huyền hơi chấn động kỳ đạo nguyên này đã tới hồi cuối có nghĩa là kỳ đạo nguyên hiện tại sắp kết thúc hắn có dự cảm không tốt lắm khi tới thời kỳ cuối của đạo nguyên sẽ xảy ra chuyện chẳng lành hiểu biết của hắn vẫn rất nông cạn vì để tránh bại lộ sơ hở đương nhiên là sở huyền không thể trực tiếp hỏi rồi chỉ có thể giữ liên lạc cùng hồng nguyên sơ sau này cứ chậm rãi tìm hiểu khai đạo đã khó đại đạo còn có hơn hồng nguyên sơ chỉ biết thở dài khai đạo hai đạo nguyên hắn đã có cảm giác tiến bộ rất chậm khám phá đại đạo chính là niềm vui ta và người đã đến cảnh giới này khai đạo chỉ còn là thú vui đường ở dưới chân đạo cũng ở dưới chân đi tới đâu tính tới đó sở huyền bày ra bộ dạng cao nhân nói khám phá đại đạo khai đạo chỉ còn là thú vui hồng nguyên tự thì thào sau đó lại nói tâm cảnh của đạo huynh ta thực không bằng xin thụ giáo sở huyền mỉm cười nhưng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện dù sao nếu nói nhiều lỡ như bị đối phương nhận ra mình là hàng fake giả thì được không bằng mất dù sao sở huyền cũng không biết chút thông tin gì về khai đạo cảnh nếu muốn lừa bịp cũng chả có cơ sở để nói. Lỡ như Hồng Nguyên Sơ tìm mình luận đạo, vậy thì sẽ thảm rồi. Hơn nữa, hắn cũng không biết đã sắp hết thời gian chưa. Nếu như hết thời gian, thần hồn sẽ quay về thực tại, thì sẽ mất cơ hội thành lập liên hệ cùng vị đại lão như Hồng Nguyên Sơ. Vì vậy nên sở huyền đành tranh thủ, hắn nắm Nguyên Sơ đạo tinh trong tay, cười nói, ta có một trí bảo, chỉ cần lưu lại một tia khí tức, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu, đều có thể trao đổi lẫn nhau. Hơn nữa, vị trí của hai bên cũng không bị tiết lộ, cũng không thể dùng phương pháp nào xác định, đây là trí bảo liên thông trực tiếp với đại đạo. Hồng đạo hiểu, nếu như không ngại có thể lưu lại một tia khí tức, nếu như lúc cần trao đổi, thì cũng có thể truyền tin qua lại. Hồng Nguyên Sơ nhìn về phía Nguyên Sơ đạo tinh trong tay hắn, trong lòng thất kinh, đây trí bảo gì vậy? Chỉ vừa liếc sơ, đã phảng phất nhìn thấy một đạo vừa mới sinh ra hơn nữa còn có liên hệ mở ảo với đại đạo hắn càng thêm chắc chắn sở huyền rất mạnh khai đạo còn nhiều hơn hắn như thế thì rất tốt hồng nguyên sơ truyền một tia khí tức vào trong nguyên sơ đạo tinh chỉ trong nháy mắt hắn đã có cảm giác bản thân sinh ra một tia liên kết với nguyên sơ đạo tinh có thể thông qua đạo vận truyền đi tin tức cũng như tiếp nhận tin tức sau khi nguyên sơ đạo tinh ghi nhớ khí tức hồng nguyên sơ thì sở huyền cũng trở nên nhẹ nhõm Rốt cuộc đã thành lập liên hệ với một đại lão. Đồng thời, hắn cũng đánh chú ý lên những bằng hữu hay đệ tử của Hồng Nguyên Sơ. Cũng có thể, sau khi Hồng Nguyên Sơ trầm ngâm nửa ngày, cũng gật đầu đồng ý. Đều là khai đạo cảnh, cho dù Sở Huyền có mạnh hơn, nếu muốn ám toán hay đánh giết khai đạo cảnh, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, dù sao, khai đạo cảnh đã gần giống như đại đạo, làm sao có thể nói giết là giết. Bởi vậy, Hồng Nguyên Sơ cũng không ngại, trong đó có âm mưu quỷ kế gì. Sở Huyên thấy Hồng Nguyên Sơ đồng ý, thì trong lòng rất vui mừng. Hội giao lưu Nguyên Sơ đạo tinh, rốt cuộc đã phát triển. Hơn nữa, Hồng Nguyên Sơ còn quen biết mấy vị đại lão. đã như vậy, hắn sẽ lấy thân phận là đại lão cung cấp với Hồng Nguyên Sơ đi lừa bịp những cường giả đạo cảnh khác. Chẳng phải là dễ như ăn cháo sao? Hơn nữa, sau khi thần hồn phiêu du trong đại đạo thực lực của mình cũng sẽ tăng vọt, sẽ nhanh chóng đột phá đến đạo cảnh. Hắn đưa tay túm một sợi đạo vận bên trong Nguyên Sơ Đạo Tinh, giao cho Hồng Nguyên Sơ. Chỉ cần truyền khí tức vào trong sợi đạo vận này thì Nguyên Sơ Đạo Tinh sẽ ghi nhớ được khí tức của đối phương. Hồng Nguyên Sơ liền thu sợi đạo vận này lại, khó có cơ hội gặp được người đồng đạo, hắn đã không nhịn được muốn giao lưu một chút. Gần đây hắn gặp bình cảnh, không thể nào tiến bộ thêm được nhu cầu cấp bách lúc này là phải tìm được cảm ngộ và linh cảm mới đương nhiên trước tiên hắn không có hỏi vấn đề này nếu không sẽ bị đối phương coi thường đạo huynh đang muốn đi phương nào sở huyền cười nói ta muốn đi dạo trên đại đạo một chút đã lâu rồi chưa quay lại nơi này lại nói tiếp đại đạo vốn vô hình ai chả muốn tiến bộ nên đi xung quanh nhìn nhiều một chút sẽ có cảm ngộ mới xem như hắn đã nhận ra gã hồng nguyên sơ này đang gặp bình cảnh đang muốn giao lưu trao đổi cùng hắn để tìm kiếm linh cảm. Đạo huynh nói chí phải. Chương 242, thu hoạch bất ngờ, Hồng Nguyên Sơ thở dài một hơi, từ lúc hắn khai đạo cho tới nay, bản thân vẫn luôn trầm mê trên phương diện khai đạo, cuối cùng vẫn chưa lần nào chính thức đi nhìn ngắm xung quanh đại đạo. Có lẽ, bản thân nên đi nhìn ngắm xung quanh, có lẽ sẽ xuất hiện cảm ngộ mới. Hắn chợt ngộ ra một chuyện, có thu hoạch kha khá. khá. Hồng Mỗ quá mức cố chấp khai đạo, ngược lại dập khuôn theo lối mòn. Hồng Nguyên Sơ hơi cảm khái, sau đó nói: "Nhớ ngày đó, 36 quan đạo cảnh, như 36 ngọn núi lớn, núi sau còn cao hơn núi trước, vì vượt qua mà vắt hết cả óc, cảm ngộ đời người trăm năm, thậm chí còn phải phân thân đầu thai, tu luyện lại từ đầu. Trải qua biết bao khó khăn vất vả, mới bước lên đỉnh phong, đột phá khai đạo cảnh. Ngược lại lần này tính sai." dập khuôn theo lối mòn, may mắn là được đạo huynh chỉ điểm. Sở huy yên lặng lắng nghe, từ trong lời nói của Hồng Nguyên Sơ, hắn đã biết một ít tin tức của đạo cảnh. Đạo cảnh, chia làm 36 quan, giống như 36 ngọn núi lớn, mỗi một quan đều cách nhau một trời một vực. Một quan một trọng thiên, chỉ có vượt qua 36 quan mới có thể bước chân vào khai đạo cảnh. Nếu muốn biết tin tức cụ thể hơn, thì phải tìm hiểu thêm, có lẽ chỉ khi nào mình đột phá đến đạo cảnh mới có thể biết rõ bí mật 36 quan của đạo cảnh. Mỗi một quan của đạo cảnh đều cực kỳ khó gặm, khai đạo còn khó hơn gấp trăm lần, đại đạo là không có giới hạn, chúng ta cần phải tận lực khám phá. Sở Huyền cũng thổn thức nói ra. Đúng vậy, Hồng Nguyên Sơ rất tán thành, nhớ lại chuyện cũ, Hồng Nguyên Sơ chỉ biết than ngắn thở dài. Lúc trước, hắn quen rất nhiều cường giả đạo cảnh, nào là hảo hữu, cừu địch thậm chí là đạo lữ. Kết quả, chỉ còn duy nhất mình hắn dựa vào nghị lực cùng may mắn, mới bước chân vào khai đạo cảnh. Những người còn lại đều đau khổ dãy rua, thậm chí còn gặp nạn mà vẫn lạc. Sở Huỳnh gật đầu, hắn cùng đồng tình, kỳ thực trong lòng hắn chẳng có cảm xúc gì. Dù sao, tư phạm cảnh tu luyện một đường tới thiên cảnh, dùng thời gian chưa tới 10 năm. Hơn nữa, hắn núp một chỗ cũng mạnh lên, làm sao biết hai chữ cực khổ viết ra sao? trò chuyện cũng đủ rồi, nên cáo biệt thôi. Sở Huyền lo lắng khi hết thời gian, đột nhiên thần hồn trở về, khiến cho Hồng Nguyên Sơ nghi ngờ. Vì vậy, cáo từ rời đi, Hồng Nguyên Sơ cũng không còn níu kéo, nghi vấn trong lòng đã được giải đáp. Chẳng qua, khi nhìn thấy Sở Huyền đi dạo trên đại đạo, bộ dạng nhẹ nhõm vui sướng, làm cho hắn rất khiếp sợ. Thực lực đối phương mạnh hơn mình không chỉ một ít. Hắn còn không làm được như đối phương có thể nhẹ nhõm đi dạo trên đại đạo. Càng không thể dừng lại trong thời gian quá dài, thẳng đến khi bóng dáng Sở Huyền biến mất, hắn mới thu lại ánh mắt. Cuối cùng lại sắp bắt đầu một đại kiếp đạo nguyên, thiên kiêu cửu vực có được đại khí vận, tranh đoạt một tia đạo nguyên, trở thành người sáng tạo pháp tắc đạo nguyên. Hồng Nguyên Sơ thì thảo tự nói, lại có bao nhiêu đạo cảnh bị đại kiếp nạn lần này mà ngã xuống, ai có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng đây? Nghĩ tới những chuyện này, thì hắn chỉ biết thở dài thổn thức. Hắn đã từng tham dự tranh đoạt tia đạo nguyên kỳ trước, đã chấm dứt bao nhiêu năm, lúc này đã chuẩn bị đến kỳ hạn tranh đoạt tia đạo nguyên tiếp theo. Không đột phá khai đạo cảnh, sẽ không thể nào thoát khỏi đại kiếp nạn đạo nguyên, đều gánh lấy nguy cơ vẫn lạc bất cứ lúc nào. Sở Huyền cũng không biết sự tình đại kiếp nạn đạo nguyên, bất quá nếu biết được, hiện tại đã đến thời kỳ cuối đạo nguyên. Hắn có một loại dự cảm sẽ xảy ra đại sự. Cũng giống như một vương triều đến thời kỳ cuối, tất nhiên sẽ hỗn loạn, mọi người đều hốt hoảng. Sau khi tách khỏi Hồng Nguyên Sơ, Sở Huyền tiếp tục hành tẩu trên Đại Đạo, cảm ngộ Đại Đạo. Bất luận dùng phương thức gì để cảm ngộ Đại Đạo, nếu không đích thân mình tự cảm ngộ thì sẽ rất khó ngộ ra Đại Đạo. Đây là cơ hội hệ thống ban cho, lúc này, Sở Huyền đã có thu hoạch rất khổng lồ. Đầu tiên là biết được cách phân chia đạo cảnh, cùng với cấp bậc cao hơn đạo cảnh cũng là cảnh giới tu luyện cuối cùng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu sở huyền cảm giác được nguyên sơ đạo tinh đã đạt đến giai đoạn lột xác đầu tiên hắn thu nó vào bên trong thần hồn tiếp tục hành tẩu trên đại đạo ngoại trừ hồng nguyên sơ thì hắn cũng không gặp được người nào khác đột nhiên có một lực hút kéo tới chỉ trong giây lát hắn đã quay trở lại thực tại đột nhiên sở huyền cảm thấy tu vi mình đang bắt đầu tăng lên từ thiên cảnh tầng năm lập tức tăng lên thiên cảnh tầng 6, hơn nữa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đạo vận, đạo tắc lượn lờ xung quanh thần hồn của hắn, hỗn độn bất diệt thể đang liên tục hấp thu đạo vận. Đang trong quá trình đề thăng, nguyên sơ đạo tinh cũng tản mát ra vầng sáng huyền ảo. Sở huyền đặt nguyên sơ đạo tinh vào trong tiểu thế giới. chương 243, đột phá thần cảnh, ổn chi đạo tắc, khi đặt nguyên sơ đạo tinh trở về, tiểu thế giới nổ ầm một tiếng, bắt đầu tăng cấp. Hơn nữa bên trong tràn ngập đạo vận cùng đạo tắc, có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Bình phàm thụ lại tiếp tục phát triển, những thiên tài địa bảo còn lại cũng phát triển theo, hơn nữa có không ít thiên tài địa bảo trên thân lượn lờ đạo vận. Ngọn núi chỗ bình phàm thụ có rất nhiều thảo mộc bắt đầu lột xác, tràn ngập đạo vận, lượn lờ đạo ý. Vậy mà lột xác thành đạo thụ, thiên tài địa bảo ở trên núi đều trở thành đạo quả sinh trưởng thành một mảnh rừng đạo quả nam vô phật đà đang thăng cấp bên trong tiểu thế giới dưới sự cọ rửa của đạo vận bắt đầu đột phá thần cảnh. tô tiên nhi hạng tinh cùng sở vân đều có thu hoạch không nhỏ trong lúc cấp bách sở huyền đã phất tay thu lấy một ít đạo vận truyền vào trong cơ thể sở bình phàm âm âm trong cơ thể hắn nổ đùng đoàng hỗn độn bất diệt thể đã mạnh hơn thần hồn đã hoàn thành quá trình lột xác tu vi lại được tăng lên trong chớp mắt đã là thiên cảnh tầng 8. Sở huyền nhắm hai mắt, cảm ngộ thu hoạch đại đạo lần này, cảm ngộ sự thay đổi khi đột phá cảnh giới. Oanh, thiên cảnh tầng 9, tu vi vẫn tiếp tục tăng lên, chưa chịu dừng lại. Đến giờ phút này, linh lực trong cơ thể bắt đầu quá trình lột xác, tựa hồ vực chi lực cũng tiến hành dung hợp cùng linh lực trong cơ thể. Đang chuẩn bị đột phá thần cảnh, thần cảnh là cảnh giới mà linh lực cùng thần hồn được trải qua thêm một lần lột xác thần hồn sở huyền đã sớm lột xác, thậm chí cũng không kém hơn thần hồn của cường giả thân canh. Hiện tại chỉ còn linh lực là chưa lột xác thôi, vực chi lực dung hợp cùng linh lực đối với khống chế pháp tắc thiên địa đã tăng tiến một bước dài. Hơn nữa, đã bước đầu cảm ngộ được đạo vận, còn có khả năng tu luyện đạo vận. Đây là thần cảnh, sở huyền đã sớm cảm ngộ được đạo vận, hắn khác với những thần cảnh còn lại, thứ hắn không thiếu chính là cảm ngộ, chỉ là tích lũy chưa đủ dày, cho nên không thể đột phá. Đạt tới thần cảnh đã không còn chỉ nắm giữ vực chi lực, mà chính là nắm giữ sức mạnh to lớn của đất trời, điều khiển được lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Giống như thần linh trong thiên địa, đây mới gọi là thần cảnh, một thân linh lực của sở huyền, đang lột xác chuyển hóa thành thần lực. Âm âm, linh lực đã hoàn thành quá trình lột xác, sở huyền chỉ cảm thấy trước mắt thay đổi, dường như bước chân vào một thế giới khác thần cảnh đã thanh, sau khi đột phá thần cảnh, Tu Vi vẫn chưa chịu dừng lại, mà tiếp tục nâng cao. Bởi vì thần hồn của hắn có hấp thu quá nhiều đại đạo, cho nên trong thời gian ngắn, không thể nào tiêu hóa hết được. Chẳng những trợ giúp hắn đột phá thần cảnh, còn tiếp tục tiến một bước dài về đạo cảnh. Cũng không hề cường điệu, sở huyền từ thần cảnh đột phá đạo cảnh, không tồn tại bình cảnh. Chỉ cần tích lũy đủ nhiều, có thể thuận nước thành sông đột phá đây mới chính là thu hoạch lớn nhất khi thần hồn du đại đạo ngàn vạn người mới có một tu thành đạo cảnh có thể tu luyện tới đạo cảnh không có người nào không trải qua khó khăn chắc trở chịu đựng năm tháng dài đăng đẳng cùng tích lũy vô số cảm ngộ nhưng sở huyền lại trực tiếp tránh khỏi một bước này tin tức này nếu được truyền ra ngoài sẽ khiến cho vô số cường giả đạo cảnh phải khóc bù lu bù loa ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét hận ông trời bất công âm âm thần cảnh tầng 2, âm âm, thần cảnh tầng 3, sau khi đột phá tới thần cảnh tầng 3, xu thế mới ngừng lại. Nhưng mà, thu hoạch từ chuyến đi tới đại đạo, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Sở huyền thở phào một hơi, thu hoạch bất ngờ, đã làm cho hắn trực tiếp đột phá thần cảnh. Nắm chặt hai bàn tay, cảm thụ được thực lực hoàn toàn mới, hắn sinh ra cảm giác vô địch thế gian. Không thể tự kiêu, bình tĩnh lại, sở huyền không ngừng nhắc nhở bản thân, trong thế giới vô tận này, giữa rất nhiều tu luyện giả, hắn chỉ là một con tôm nhỏ. Không kể tới cường giả khai đạo cảnh như Hồng Nguyên Sơ, chỉ cần đạo cảnh cũng đủ đè bẹp dí hắn rồi. Đạo cảnh phân ra 36 quan, một quan một thiên địa, một quan một trọng thiên. Có thể nói, mỗi lần đột phá một quan còn khó khăn gấp vạn lần đột phá thần cảnh, thực lực cũng chênh lệch lớn hơn. Ký chủ đột phá thần cảnh, trở thành võ giả thần cảnh trẻ tuổi nhất ban thưởng một dương thần nguyên đan và ổn chi đạo tắc. Phần thưởng từ hệ thống đã tới, thần cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là người dùng thời gian ngắn nhất đột phá thần cảnh. Sở huyền rất phấn khởi, hắn còn muốn làm đạo cảnh trẻ tuổi nhất lịch sử, ta muốn sáng tạo kỷ lục, để cho những kẻ phía sau chỉ biết ngước nhìn. Máu nóng của sở huyền sôi trào lên đầu, thần nguyên đan là đan dược tu luyện của thần cảnh, hắn không kiểm tra làm gì. Mà muốn xem xét, ổn chi đạo tắc, đạo tắc chính là lĩnh vực liên quan tới đạo cảnh. Thứ đạo cảnh tu luyện là đạo tắc, cuối cùng dùng đạo tắc khai mở một đạo thuộc về bản thân. Chương 244, Tặng Đan, quả nhiên là hệ thống hiểu mình, ổn chi đạo tắc, vừa nhìn tên đã biết rất bá đạo, sở huyền đọc qua giới thiệu, ổn nghi đạo tắc, vững chắc, ổn thỏa, hết thảy đều ổn. Nắm giữ ổn chi đạo tắc, vững chắc như núi không thể động, bất luận là công kích gì, đều không thể dung truyền. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối. Nói một cách đơn giản, đặc tính của ổn chi đạo tắc chính là một chữ ổn. Sở huyền nhận lấy phần thưởng, lập tức một cỗ đạo tắc vững vàng quấn quanh trên người hắn. Quấn quanh bên trên hỗn độn chung, khiến cho hắn có cảm giác vững chắc, bất động như núi, gặp nguy không hoảng hốt, mọi chuyện đều ổn thỏa. Sở huyền vẫn chưa có cách nắm giữ đạo tắc này, nhưng có thể thường xuyên cảm ngộ nó, đồng thời có khả năng kích phát bị động. Hơn nữa, ổn chi đạo tắc còn có thể tiếp tục phát triển, cuối cùng sẽ trở thành ổn chi đại đạo. Muốn làm được thì tu vi phải là đạo cảnh, sở huyền chỉ là thần cảnh, không thể nào giúp cho đạo tắc trưởng thành. Sau khi đột phá, Sở Huyền móc ra một lọ thần nguyên đan, đổ vào trong miệng, hỗn độn bất diệt thể luyện hóa đan dược rất nhanh, tích lũy nội tình thần cảnh. Nhìn về phía tiểu thế giới, hiện tại tiểu thế giới đã thăng cấp xong. Ngọn núi chỗ bình phàm thụ đã trở thành khu vực màu mỡ nhất. Sở huyền khẽ phất tay, biến khu vực này trở thành khu vực cấm. Không được hắn cho phép, ai cũng đừng mơ tiến vào. Bên trong tiểu thế giới, ngoại trừ linh khí tinh thuần, thì đã bắt đầu sản sinh đạo vận, hơn nữa tốc độ mở rộng diện tích không chỉ gấp 10 lần. Diện tích lúc này đã lớn hơn bắc vực, tiểu thế giới có tiềm lực vô tận, sở huyền tự tin, nếu tiểu thế giới theo đà này liên tục thăng cấp, cuối cùng sẽ trở thành một thế giới, vượt xa cả cửu vực. Thu hụt lần này, nói ra đều bắt nguồn từ ma loạn thiên, à không, hiện tại có thể gọi là ma Phật. Sở huyền rất mong chờ đối với những hành động tiếp theo của hắn. Trong tiểu thế giới, Nam Vô Phật Đà đang trong quá trình đột phá. Dựa vào tốc độ đột phá của hắn, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ phải đợi hơn 10 năm. Đây là do hắn đã được đạo vận gột rửa, mới có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Sở huyền thấy vậy, ném một bình thần nguyên đan tới, trợ giúp hắn sớm đột phá. Tạ ngã Phật, Nam vô Phật đà chắp tay trước ngực cảm tạ, lại nghĩ đến vị đệ tử Nhậm Trường Hà, hắn cũng đang trong quá trình đột phá thần cảnh. Hiện tại đã có thần nguyên đan, cũng nên cho hắn vài bình để tăng tốc. Lấy ra vạn thiên kính, liên thông tới Nhậm Trường Hà. Bái kiến sư tôn, Nhậm Trường Hà cung kính hành lễ. Sở Huyền quan sát hắn một hồi, thấy hắn đã gần sát biên giới thần cảnh thật sự chỉ kém một bước. Mặc dù không có thần nguyên đan trợ giúp, nhưng nhất định trong vòng 10 năm sẽ đột phá. Hắn khẽ phất tay, truyền tống một bình thần nguyên đan cho nhậm trường hà. Lúc này tâm tình sở huyền khá tốt, tự nhiên ra tay sẽ hào phóng một chút, sau khi bước vào thần cảnh, cũng nên là bày ra bộ dạng phóng khoáng của một vị sư tôn. Lọ thần nguyên đan này có thể giúp người nhanh chóng đột phá. Dựa vào tích lũy của nhậm trường hà, chỉ cần nuốt một viên là có thể đột phá. Đan dược còn dư, có thể giúp hắn gia tăng tốc độ tu luyện. Đa tạ sư tôn, nhậm trường hà rất kích động, quỳ dạp dưới đất, cung kính dập đầu, lúc này mới nhận lấy đan dược. Sau đó sở huyền lại liên thông tần doanh, đã rất lâu rồi, hắn mới gặp lại tần doanh. Tuy là pháp tắc thiên địa ở Nam Châu đã khôi phục khá nhanh, nhưng hiện tại thực lực của tần doanh vẫn chưa đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Thừa dịp cao hứng, ban thưởng cho nàng hai bình đan dược đế cảnh để mau chóng đột phá từ đoạn này tác giả xưng tần doanh là nàng dù sao thì đan dược đế cảnh đối với sở huyền đã không còn tác dụng gì bái kiến sư tôn tần doanh rất vui mừng rốt cục đã gặp lại sư tôn có cơ hội thỉnh cầu sư tôn tìm cách giúp mình trở thành bộ dáng nam nhân nhưng mà sở huyền không cho hắn cơ hội đã cướp lời nói trước tu luyện hơi chậm vì sư ban thưởng ngươi hai bình đan dược nói xong, đã ném hai bình đan dược qua. Đa tạ sư tôn, tần doanh kích động không thôi, đan dược sư tôn ban thưởng, tuyệt đối không phải là đan dược đế cảnh tầm thương. Sở huyền không đợi hắn mở miệng, thì đã đóng vạn thiên kính lại. Khoan khoái dễ chịu, sau khi đột phá thần cảnh, lực lượng sở huyền đã tăng nhiều. Hơn nữa, được ổn chi đạo tắc quấn quanh, thường xuyên cảm ngộ, cho nên tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, đột phá đạo cảnh không cần tới vài năm. Đây là lúc thả lưỡi câu bắt con cá lớn nhất của Hắc Nguyệt lâu ra ngoài. Kế hoạch thiên đạo cũng nên phát triển nhanh hơn. Trước khi chiến ma cổ địa mở ra, phải bao trùm toàn bộ Bắc Vực, có thể khống chế mọi động tác nhỏ của Bắc Vực. Cho dù chỉ là gió thổi gỏ lay, bỗng nhiên sở huyền nhìn về phía nguyên sơ đạo tinh. Hai bộ khôi lỗi được hắn đặt bên cạnh nguyên sơ đạo tinh, được đạo vận và đạo tác quấn dưỡng. Hiện tại đã sinh ra linh trí, hắn khẽ phất tay, kéo hai bộ khôi lôi tới trước mặt. Chương 245, Đại đạo giao lưu hội, 1. Hai bộ khôi lỗi hóa thành hai người hầu, một nam một nữ. Nhìn qua cũng không giống người thật lắm, nếu như chịu quan sát tỉ mỉ, vẫn là có thể phát hiện không phải người. Bái kiến chủ thượng, linh khôi đã có ý thức cơ bản, trong lúc chiến đấu sẽ biết sử dụng các loại công pháp, đều là do thần hồn của Sở Huyền ẩn dưỡng tạo thành. Tuyệt đối trung thành không có bất luận ý nghĩ phản kháng nào. Hơn nữa, linh trí của linh khôi cũng rất đơn giản, không có phức tạp như nhân tộc vậy. Hai bộ linh khôi này đều có thực lực thần cảnh, tương đương với cường giả thần cảnh tầng 2. Gọi hai người là sở nhất, sở nhị, sở huyền nghĩ một lát, sau đó đặt hai cái tên cho chúng. Nam là sở nhất, nữ là sở nhị, sở nhất, sở nhị bái kiến chủ thượng, đi thí luyện xem, sở huyền phất tay, để bọn chúng tiến vào bí cảnh thí luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, trong thí luyện, có thể nâng cao khả năng ứng biến xử lý tình huống. Trong hội giao lưu Nguyên Sơ Đạo Tinh đã có hai người, một vị là Đại Lão chân Chính, Hồng Nguyên Sơ Khai Đạo Cảnh. Người còn lại là ứng không có tu vi đạo cảnh, sở huyệt không biết cảnh giới cụ thể của ứng không, đã vượt qua bao nhiêu quan, bất quá dựa theo biểu hiện của ứng không, có lẽ không cao. Mình nên bắt đầu từ ứng không, tìm hiểu tin tức về đạo nguyên, cùng với thông tin về mọi phương diện của đạo cảnh. Có thể lấy thân phận trưởng bối kiểm tra hắn một phen. Đầu tiên, giới thiệu sơ qua về Hồng Nguyên Sơ, để cho ứng không biết được, trong hội giao lưu đã có một vị đại lão mạnh hơn hắn. Mà bản thân mình có thân phận còn cao hơn vị đại lão này, kể từ đó có thể thuận lợi thi triển thủ đoạn lừa bịp ứng không? Ở bên trong Nguyên Sơ Đạo Tinh, có thể tạo nhóm trò chuyện, giống như đang nói chuyện phiếm, sở huyền mở lời trước, giới thiệu với ứng tiểu hữu một chút vị đạo hữu này chính là hồng nguyên sơ hồng đạo hữu đã khai mở hai đạo nguyên ứng không đã biết trong hội đã có thêm một người chẳng qua là hắn không dám mặt dày đi chào hỏi người kia vẫn đang chờ sở huyền giới thiệu hồng nguyên sơ cái tên này nghe hơi quen ứng không đột nhiên biến sắc thì thào tự hỏi hồng nguyên sơ chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết khai mở hai đạo nguyên ngoại trừ hắn ra thì có thể là ai khai đạo cảnh chính là khai đạo giả trong truyền thuyết. Đây là siêu cấp đại lão, cho dù là đối với phần lớn cường giả đạo cảnh, thì cũng là người mà họ luôn sùng bái. Ứng không bái kiến hồng tiền bối, ứng không cung kính chào một câu, để tỏ lòng kính trọng, thậm chí hắn còn dùng đạo vận, ngưng tụ ra một người đang quỳ dưới đất lại, truyền vào bên trong nguyên sơ đạo tinh. Sở huyền vừa nhìn, có chút kinh ngạc, ứng không cung kính như thế, tất nhiên là đã nghe qua đại danh của hồng nguyên sơ ứng tiểu hữu đã có lòng làm phiền sở đạo huynh giới thiệu hồng nguyên sơ lại nói ứng không chưa nghe bao giờ hẳn là hạng người vô danh mặc kệ là nguyên nhân gì có thể tiến vào hội giao lưu của sở huyền đó là may mắn của hắn xem như người hữu duyên tu vi cũng không quá quan trọng thực lực đã đến cảnh giới của hắn chỉ xem người hữu duyên không nhìn thực lực mạnh hay yếu trong lòng ứng không thoáng lộp bộp không tốt vậy mà sở tiền bối có thực lực khai đạo cảnh ngay cả hồng tiền bối cũng phải cung kính với hắn mà bản thân mình tựa hồ đối với sở tiền bối không có cung kính như hồng tiền bối hắn vội vàng ngưng tụ ra một hình người làm ra bộ dáng quỳ lạy nói đa tạ sở tiền bối đã giới thiệu phải hèn mọn phải cung kính đây chính là siêu cấp đại lão là đại cơ duyên của mình ứng tiểu hữu quá khách khí rồi ứng không cũng là một người thức thời hắn tự xưng là tiểu ứng tử, người không biết còn tưởng hắn là một gã thái giám. Sở huyền cảm thấy, đây là thời cơ chín mùi để lừa bịp ứng không? Ứng tiểu hữu, tu vi của ngươi ra sao, đạo cảnh mấy quan rồi? Sở huyền mở miệng dò hỏi, trong lòng ứng không hơi bộc chộp, có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ tu vi mình quá thấp, không xứng để đối đãi? Có nên nói dối hay không? Hắn nghĩ kỹ lại, nói dối trước mặt hai vị siêu cấp đại lão, chẳng phải là muốn chết hay sao? Có chút lo lắng, sợ bị đá đít, vãn bối ngu dốt đã tu luyện gần một kỳ đạo nguyên, hôm nay chỉ mới được ba quan. Dịch giả giải thích một chút về chỗ này, đạo nguyên cũng là đơn vị tính thời gian trong chuyện, đạo cảnh có 36 quan. Hiện tại ứng không mới đột phá ba quan đầu, đạo cảnh tam quan, nếu so với đạo cảnh 36 quan, đúng là thực lực rất yếu. Vậy mà thời gian ứng không tu luyện gần một đạo nguyên đến tột cùng một đạo nguyên là bao nhiêu năm? Sở huyền không rõ lắm về vấn đề này, chỉ có thể để ở trong lòng, chờ đợi đúng dịp sẽ hỏi thăm. Có thể xem là từ chất trung thượng, cũng tạm được. Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, hắn lại nói tiếp, sở đạo huynh, ta đã mời người gia nhập, có thể không? Đương nhiên là có thể, chương 246, Đại đạo giao lưu hội, hai sở huyền mừng hết lớn, vị đại lão Hồng Nguyên Sơ này, quả nhiên có quan hệ rất rộng lại nói tiếp nhóm giao lưu của chúng ta dùng đại đạo làm vật dẫn không bằng gọi là đại đạo giao lưu hội thấy thế nào đại đạo giao lưu hội rất phù hợp hồng nguyên sơ đã đồng ý chỉ một lát sau thì có vài đạo khí tức khác lạ tiến vào nguyên sơ đạo tinh tiếp đó hồng nguyên sơ bắt đầu giới thiệu vị đạo hữu này chính là côn hà khai đạo một đạo nguyên vị đạo hữu này tên là nhược tiên cùng một thế hệ với hồng mỗ khai đạo gần hai đạo nguyên ngoại trừ hai vị khai đạo cảnh, còn có thêm mấy gã đạo cảnh. Thuật Dương, đạo cảnh 30 quan, cùng thế hệ với Hồng Nguyên Sơ, còn là hảo hữu trí giao của hắn. Phiêu Nhược Vân, đệ tử của Hồng Nguyên Sơ, đạo cảnh 29 quan. Võ Phương Thốn, đệ tử Hồng Nguyên Sơ, đạo cảnh 28 quan. Hy Tuyệt, đạo cảnh 26 quan, là đệ tử của vị Nhược Tiên khai đạo cảnh. Trong đó, Nhược Tiên, Phiêu Nhược Vân cùng Hy Tuyền, Đều là nữ. Ứng không sợ tới mức câm như hến. Trong hội này, hắn là người yếu nhất. Sở huyền cho chuyện cùng hai vị khai đạo cảnh một lúc, mà đệ tử của Hồng Nguyên Sơ cùng Nhược Tiên đều rất cung kính cúi chào hắn. Sau khi mọi người quen thuộc, sở huyền thì mượn lý do rời khỏi. Hắn sợ nếu nói quá nhiều, lỡ như rời sang chủ đề mình rốt đặc, vậy sẽ không biết nói gì. Cho nên, biết đầu, tận khả năng bảo trì im lặng chỉ cần đợi thực lực nâng cao, hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, những cường giả đạo cảnh này, hoặc khai đạo cảnh, rốt cuộc là sống ở chỗ nào. Bên trong cửu vực, ngoại trừ Hoang Cổ vực, chắc là không ở tám vực còn lại. Hay là ở bên ngoài cửu vực, Sở Huyền có khuynh hướng thiên về bên ngoài cửu vực, sau khi ứng không trải qua sự sợ hãi lúc đầu, hắn ý thức được, đây là một cơ duyên, có thể tạo quan hệ nhờ vả những cường giả ở đây giải đáp thắc mắc cho hắn hoặc trao đổi đồ vật bởi vậy sau một ngày trầm tư suy nghĩ ứng không bắt đầu nịnh bợ mấy mấy người trong hội ba vị khai đạo cảnh không thể mặt dày trò chuyện cho nên hắn không dám đi lấy lòng mục tiêu của hắn chính là mấy người phiêu nhược vân trò chuyện càng nhiều thì mọi người càng quen thuộc ứng không đã có một ít thu hoạch có chút nan đề khó giải cũng đã lấy được đáp án hắn càng cảm kích sở huyền nhiều hơn vị đại huy đại đức trí thánh tiền bối đã đưa mình vào hội sở huyền bước vào giai đoạn khổ tu lúc nào cũng cảm ngộ ổn chi đạo tắc thực lực tăng lên rất nhanh bất quá muốn đột phá đạo cảnh vẫn cần phải tích lũy một đoạn thời gian cảm ngộ đã đủ chỉ là vẫn còn thiếu tích lũy mỗi ngày hắn theo thói quen lấy ra tầm đạo kính tìm tòi cường giả đạo cảnh hoặc trí bảo bảo địa có liên quan tới đại đạo ở bên trong đại đạo giao lưu hội tất cả mọi người đều quen trước, vậy cũng không có nhiều ý nghĩa. Nếu muốn phát triển hội này theo hướng sôi nổi, nhất định phải tuyển người từ khắp nơi, cũng phải là đạo cảnh khác chủng tộc, như thế mới thú vị. Sở huyên thở dài một hơi, hắn chính là hội trưởng, vì cái hội này cũng bỏ ra rất nhiều chất xám. Nguyên sơ đạo tinh được quần dưỡng bởi ba vị khai đạo cảnh. Cùng rất nhiều cường giả đạo cảnh, tốc độ lột xác của nó rất nhanh. Đợi đến khi nó thăng cấp, có thể khai mở rất nhiều công năng. Ví dụ như dùng nguyên sơ đạo tinh làm vật dẫn để truyền tống vật phẩm thông qua đại đạo. Thậm chí Sở Huyền có một suy nghĩ bá đạo, dùng nguyên sơ đạo tinh làm căn cơ, lấy tiểu thế giới làm mở đầu, mở ra một đại đạo mới. Hiện tại cũng đủ đại đạo rồi, nếu như kế hoạch này thành công thì sau này tất nhiên mình có thể vượt qua khai đạo cảnh. Nửa tháng sau, Sở Huyền đang tu luyện thì đột nhiên hệ thống lại thông báo đệ tử đinh việt của ký chủ được địa mạch chi linh nhận chủ tu vi tinh tiến khí vận lột xác ban thưởng khí vận như ý hà sở huyệt hơi giật mình địa mạch chi linh đã nhận đinh việt làm chủ khí vận lột xác hắn vội lấy khuy thiên kính ra liên thông tới ấn ký trên người đinh việt phát hiện đinh việt đã rời khỏi cấm địa thượng cổ đang ở một chỗ thuộc nam châu nơi này là biên giới giữa nam châu và những châu khác trước mặt hắn có một người bé tí cao chừng một thước đang ngồi xồm. đây là địa mạch chi linh. ngươi là nam hay nữ? giờ phút này, đinh việt liếc nhìn người nhỏ bé kia hỏi một câu. địa mạch chi linh bày ra bộ dạng rất ủy khuất, nói: ta không có giới tính. ngươi muốn ta là nam thì là nam, còn muốn ta làm nữ thì là nữ. để ta suy nghĩ một lát. đinh việt nhíu mày, thầm nói: nếu như ngươi là nữ, đi theo bên cạnh ta làm sao mà ta có thể đạt tới cảnh giới trong lòng không nữ nhân, rút kiếm có thể đồ thân. Nếu bởi vì ngươi là nữ, mà trong lòng ta sinh ra kháng cự, có nghĩa là cảnh giới còn chưa viên mãn, không thể nào vượt qua cửa thứ ba. Nghĩ như thế, Đinh Việt cúi đầu hỏi, ngươi có thể vừa biến nam, vừa biến nữ hay không? Hoặc là, lúc ta muốn ngươi là nam, thì ngươi chính là nam, còn lúc muốn ngươi là nữ, ngươi sẽ là nữ. Địa mạch chi linh, chương 247 khí vận như ý chủ nhân bị bệnh tâm thần hay sao tại sao lại có một yêu cầu quái dị như thế thôi xong ta lại nhận một người điên làm chủ nhân nội tâm địa mạch chi linh sắp sụp đổ ta ta vẫn không có giới tính là tốt rồi cũng được đinh việt đồng ý tóm lấy địa mạch chi linh đặt trên bờ vai tiếp tục đi sở huyền lắc đầu ngao ngán con hàng đinh việt này đã hết thuốc chữa hắn liền đóng khuy thiên kính nhận lấy phần thưởng khí vận như ý có thể thay đổi khí vận, còn có thể điều khiển khí vận. Không hổ danh là bảo vật của hệ thống. Khí vận chi đạo, huyền diệu khó giải thích, không thể nắm lấy, nhưng lại là tồn tại có thật. Khí vận như ý, vậy mà có thể sửa và điều khiển khí vận, tuyệt đối là trí bảo. Đương nhiên, đều muốn sửa hay là điều khiển khí vận, cũng phải có thực lực đủ mạnh để sử dụng khí vận như ý. Thực lực càng thấp, thì khả năng sử dụng cũng yếu đi. Nếu thực lực mạnh hơn, thì khả năng điều khiển khí vận cũng tăng theo sở huyền vẫn tiếp tục tu luyện trong lúc đó hạng tinh cũng chế tạo thông tấn phù đẩy mạnh kế hoạch thiên đạo tạm thời hắc nguyệt lâu cũng không phái thêm cao thủ tới bởi vì những thế lực châu khác đã hạn chế bất quá thông tấn phù đã vượt biên bán ra những châu khác tất cả thế lực lớn đều tranh nhau mua sở huyền đã nắm giữ rất nhiều tình báo của những thế lực này dựa theo tốc độ bán ra của thông tấn phù hơn nữa mọi người cũng đã công nhận tin tức không bị truyền ra ngoài đã trở thành bảo vật truy cầu của vô số võ giả bắc vực nhất là tổ đội thám hiểm mỗi người mua một cái thông tấn phù hiện tại thông tấn phù đã cung không đủ cầu rất cháy hàng mà hạng tinh cũng đã truyền bá vài loại phương pháp luyện chế thông tấn phù cho hắc nguyệt lâu cũng có một vài thám tử của thế lực lớn trong hắc nguyệt lâu đã âm thầm cướp được một hai phương pháp luyện chế thông tấn phù chỉ có bản thân tự luyện chế mới thật sự an toàn. Sở huyền hiểu thấu tâm tư của bọn người này, bọn hắn đều sợ thông tấn phù bị dở trò, tin tức sẽ truyền ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, cho dù bọn hắn tự tay luyện chế thông tấn phù, vẫn không thể nào thoát được sự khống chế của thiên đạo phù. Kế hoạch thiên đạo đã hoàn thành giai đoạn đầu tại Bắc Vực. Khi một người có thói quen sử dụng vật gì, sẽ bị lệ thuộc vào nó, thông tấn phù xuất hiện, khiến cho thông tin được truyền đi dễ dàng hơn nữa lại rất an toàn không cần lo lắng nửa đường truyền tin bị gãy mất điểm mấu chốt là vừa truyền đã tới nơi không cần phải chờ đợi chỉ cần sử dụng sẽ bị nó thao túng dần dần các loại nhiệm vụ mệnh lệnh đều phải thông qua thông tấn phù truyền đi nhất là nhiệm vụ có biến cần sửa đổi thời điểm càng phải như vậy cho nên mọi hành động của tất cả thế lực chỉ cần sở huyền muốn sẽ biết tất cả không sót một sợi lông đây chính là kế hoạch thiên đạo tất cả đều bị thiên đạo khống chế không có gì che giấu được thiên đạo thu hoạch tình báo và truyền tin chẳng qua chỉ là năng lực đầu tiên của kế hoạch thiên đạo theo sự phát triển từng bước cùng với sự thăng cấp của thiên đạo phù sẽ chân chính giống như thiên đạo bao trùm toàn bộ bắc vực thậm chí là bảy vực còn lại xa hơn nữa là cửu vực rất tình cờ Sở Huyền biết được một ít tin tức chiến ma cổ địa từ thiên đạo phù, trừ lần đó ra, những tin tức còn lại hắn cũng không chú ý và can thiệp. Kế hoạch thiên đạo vừa bắt đầu, không thể ra tay nhiễu loạn, đỡ tránh bị kẻ khác nhìn ra. Trước mắt hạng tinh phụ trách bộ phận thông tấn phù, Sở Huyền cảm thấy hơi thiếu người, chủ yếu phụ trách sự vận hành của thiên đạo phù. Linh Khôi chính là lựa chọn tốt nhất, thỉnh thoảng, Tô Tiên Nhi sẽ xử lý một vài tin tức, nhưng đều là cấp dưới thiên đạo phù, là chủ mẫu phù vẫn kém một bậc, cũng không có nhìn thấy thiên đảo phù. Kế hoạch thiên đạo liên lụy quá lớn, ngoại trừ bản thân sở huyền, hắn sẽ không để cho kẻ thứ hai biết được. Ngón tay khẽ mân mê khí vận như ý, sở huyền đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Tô Tiên Nhi đến từ Trung Châu, lại không phải gánh chịu khí vận Trung Châu. Có nên thông qua khí vận như ý, thay đổi khí vận của Tô Tiên Nhi, khiến cho nàng trở thành khí vận chi nữ Trung Châu hay không? Nếu chuyện này thành công, thì Nam Châu ở Bắc Vực chỉ còn lại Đông Châu là chưa có người của mình. Tiêu lương có thể xem là môn hạ của mình, mặc dù vẫn chưa bái sư. Sở huyền quyết định thử một lần, khí biển như ý rung động, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, xuất hiện một đạo ý vận mở ảo khó giải thích, phóng ra rơi vào trên người Tô Tiên Nhi. Sở huyền thao túng khí vận như ý, đang muốn tăng cường khí vận của Tô Tiên Nhi, hơn nữa còn tiến hành lột xác, giúp nàng trở thành khí vận chi nữ. Chỉ mới dùng một chút, hắn đã cảm thấy thần lực tiêu hao với tốc độ chóng mặt, thần hồn lực cũng nhanh chóng bị hút cạn, so với mức độ tiêu hao của tầm đạo kính thì ngang ngừa. Sở huyền hơi giật mình, thay đổi khí vận một châu, có độ khó quá cao. Rốt cuộc sở huyền chỉ đành dừng lại, hắn chịu không nổi, thay đổi khí vận một châu. Trung châu chính là châu mạnh nhất Bắc Vực, chương 248, chấn vận đạo đỉnh, mặc dù không có giúp Tô Tiên Nhi trở thành khí vận chi nữ Trung Châu, nhưng thật sự đã thay đổi khí vận của nàng, giúp nó tăng lên rất nhiều. Tô Tiên Nhi vốn là người có đại khí vận, nếu không cũng sẽ không bị bí cảnh cơ duyên hấp dẫn, đi vào tiểu viện của Sở Huyền. Thu hồi khí vận như ý, Sở Huyền cắn đan khôi phục lại, trong lòng hắn rất tò mò, khí vận chi tử Trung Châu rốt cuộc là người nào? Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng hoang đường, sẽ không phải là vị hôn phu của Tô Tiên Nhi chứ? Tô Tiên Nhi cũng là bởi vì hắn mới chạy khỏi Trung Châu, nguyên nhân là nàng bị gia tộc ép buộc, gã cho một kẻ xấu xí, hơn nữa tính cách rất tệ. Thanh danh xấu xa, trong mấy người khí vận chi tử, có xuất hiện xú nhân hay không? Sở huyệt chìm sâu vào dòng suy nghĩ, bất luận là Đinh Việt, Vương Lạc hay Tiêu Lương, dung mạo đều không tệ. Chẳng qua hạng tinh có thiên phú kỳ lạ, thiên sinh hỏa cốt, cho nên tướng mạo của hắn cũng không anh Tuấn. Chẳng lẽ, vị hôn phu của Tô Tiên Nhi không có xấu sao? Nếu đúng là thật, vậy thì có chút thú vị. Trong lòng sở huyền cười thầm, dùng tốc độ tu luyện của Tô Tiên Nhi, cùng với nội tình được tích lũy, cũng không yếu hơn khí vận chi tử. Hơn nữa, nàng là thị nữ của mình, làm sao có thể thua bởi khí vận chi tử? Sở huyền tiếp tục tu luyện, mỗi ngày đều dùng tầm đạo kính, tìm kiếm tung tích cường giả đạo cảnh. Số người bên trong đại đạo giao lưu hội, nói cho cùng thì quá ít, hơn nữa, phần lớn đều là người quen của Hồng Nguyên Sơ. Chỉ có ứng không một kẻ xa lạ. Hơn nữa, hắn chỉ là con tôm nhỏ trong hội, thực lực yếu đến đáng thương. Đoán chừng khi ứng không trò chuyện trong hội này, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Ba ngày sau, Sở Huyền đang dùng tầm đạo kính, tìm kiếm cường giả đạo cảnh. Đột nhiên, hệ thống lại nhắc nhở, đệ tử vương lạc của ký chủ, tại đại hội luyện đàn ở Bắc Châu, trang bức vã mặt chấn động toàn bộ Bắc Châu, mở may mở mặt, nâng cao khí vận, ban thưởng chấn vận đạo đình. Ô, đại hội luyện đan ở Bắc Châu đã kết thúc rồi sao? Vương Lạc Thành công trang bức vã mặt, mạnh mẽ quật khởi. Sở huyền cất đi tầm đạo kính, lấy khuy thiên kính ra, kết nối với ấn ký trên người Vương Lạc. Trong gương, Vương Lạc đang đứng trên vũ đài, trong tay đang cầm một viên thiên đan, dùng tu vi đế cảnh, luyện ra thiên đan, làm sao có thể không gây chấn động toàn bộ Bắc Châu? Trên đài luyện đan, vô số cường giả tụ hội, đều là cường giả của tất cả thế lực lớn ở Bắc Châu. Trong đó có một người lộ ra thần sắc âm trầm, không ít cường giả đều chế nhạo hắn, ánh mắt ai cũng lộ ra tia châm chọc. Đương nhiên người nọ là cường giả Vương gia. Vương Lạc một đường hổ báo vã mặt, quả nhiên đã khiến cho Vương gia mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của mọi người. Vương gia chủ Vương Lạc ta đã không còn quan hệ gì với Vương gia, người đã không còn tư cách khoa tay múa chân đối với ta. Đúng lắm, Vương Tiểu Hữu nói rất đúng, người Vương gia đã trục xuất ngươi, cho nên người cũng không còn là người của Vương gia. Một vị lão giả cười ha hả nói hùa theo, quá chính xác, Vương Tiểu Hữu không phải người Vương gia. Những cường giả bên cạnh cũng phụ họa, mỗi người một câu. Gia chủ Vương gia tức giận đến mức khí thế toàn thân bộc phát bày ra bộ dạng muốn ra tay giết người vương gia chủ chỗ này cũng không phải là địa bàn của vương gia một nam tử trung niên trên đài cao tỏa ra khí thế sắc bén trực tiếp khóa chặt vương gia chủ phép tắc đại hội luyện đan ở bắc châu không thể bị phá được hàng loạt cường giả luyện đan bắc châu đồng dạng mở mồm nói chen vào vương gia chủ hơi dùng mình có vài đạo khí tức đã khóa chặt hắn nếu như hắn dám ra tay những người này vì lôi kéo vương lạc tuyệt đối sẽ không nương tay trong lòng hắn hối hận không thôi thiên phú luyện đan của vương lạc quả thật rất kinh người tu vi chỉ mới đế cảnh đã luyện ra thiên đan đây là loại thiên phú khủng bố thế nào bằng vào kỹ năng luyện đan của hắn sẽ có vô số tôn cảnh đỉnh phong bị kẹt lại đến đạp nát cửa cầu xin hắn luyện đan cho dù cường giả thiên cảnh cũng phải tôn hắn làm thượng khách huống hồ bản thân của hắn có thể dễ dàng đột phá thiên cảnh lần này vương gia tổn thất quá thảm rồi hơn nữa trải qua đại hội luyện đan này vương gia sẽ trở thành trò cười tại bắc châu thậm chí là toàn bộ bắc vực hắn có thể tưởng tượng ra chỉ cần vương lạc không chết vương gia sẽ mãi mãi không thấy tương lai nếu lựa chọn giữa vương lạc cùng vương gia chỉ cần không phải người ngu cường giả tất cả thế lực lớn đều biết lựa chọn thế nào kẻ này phải chết sát ý trong lòng vương gia chủ đã tăng cao hắn hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội loại bỏ Vương Lạc. Chương 249: Tô Tiên Nhi bị ám toán, Sở Huyền không có hứng xem nữa, Vương gia muốn làm gì, hắn đã biết tổng, tự nhiên là Vương Lạc và những thế lực còn lại cũng đoán được. Thậm chí, bọn hắn còn muốn giật dây Vương gia ra tay, để Vương Lạc gặp nguy hiểm, thế thì bọn họ có thể thừa dịp ra tay, có thể dễ dàng lôi kéo Vương Lạc. Mặc kệ thế lực nào, chỉ cần nắm được thiên tài luyện đan như Vương Lạc thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, nhất là những cường giả tôn cảnh đỉnh phong bị mắc kẹt đã lâu. Cùng đợi một ít đan dược, gia tăng cơ hội đột phá. Sở huyền đóng khuy thiên kính, nhận lấy phần thưởng, xuất hiện trên tay hắn là một tiểu đỉnh, xung quanh lượn lờ đạo tắc, giống như dùng đại đạo để ngưng tụ ra. Chấn vận đạo đỉnh, có thể luyện đan, luyện chế tất cả, chấn áp khí vận. Là một món khí vận trí bảo rất mạnh, hiện giờ trong tay sở huyền đã có hai món khí vận trí bảo. Một món cải vận, một món chấn vận, sở huyền càng thêm kiên định, quả nhiên khí vận chi tử phải thả ra ngoài, mới có thể chân chính trưởng thành, lại càng dễ dàng kích hoạt hệ thống ban thường. Trước mắt thực lực hạng tinh vẫn còn thấp, hơn nữa kế hoạch thiên đạo rất cần hắn, nếu không sở huyền cũng muốn phái hắn ra ngoài rèn luyện. Nói cho cùng vẫn thiếu đệ tử sai vặt, phải tìm thêm nhiều gã đệ tử có đại khí vận mới được. Sở Huyền đang muốn sử dụng tầm đạo kính, thì Tô Tiên Nhi bước thẳng tới chỗ hắn, thần sắc của nàng có chút kỳ lạ. "Tiên sinh, không biết tại sao, hai ngày nay Nô Tỳ cảm thấy tâm thần bồn chồn, tựa hồ có đồ vật gì đó, muốn Nô Tỳ Tì đi tìm nó." "Hả?" Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lại, Tô Tiên Nhi vẫn mặc trang phục nô bộc, dung mạo xinh đẹp vô song, động lòng người, trên người có một loại khí chất đặc biệt. Nhưng mà lúc này tựa hồ trên người nàng có một tia khí lạ vờn quanh. Đang ảnh hưởng nàng, hai mắt sở huyền liền phát sáng, kích hoạt thiên kim thần đồng. Khí vận, sở huyền đã nhận ra, khí vận trên người Tô Tiên Nhi, không biết bị cái gì tác động, tựa hồ đang bị suy yếu, có lẽ đang bị cướp lấy khí vận. Đã xảy ra chuyện gì? Đối với khí vận chi đạo, sở huyền cũng rốt đặc cán mai. Khí vận là thứ huyền ảo, rất khó giải thích, cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng không thể nào khống chế, cũng như thăm dò quá sâu. Trừ khi là cường giả khí vận nhất đạo, nhưng mà, khí vận nhất đạo rất khó tu luyện, vô số năm tháng đi qua, cường giả có thể luyện thành khí vận chi đạo, đến nay vẫn chưa thấy người nào. Tu khí vận rất dễ dàng mất phương hướng, vì tăng cường khí vận, không ngừng thay đổi khí vận, gây rối loạn khí vận, rất dễ dàng bị khí vận cắn trà. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người tu luyện khí vận nhất đạo rất khó đại thành sở huyền khẽ nhíu mày có phải do mình thay đổi khí vận của tô tiên nhi cho nên bị cắn trả không đúng khí huyền như ý thay đổi khí vận đó là thuộc về đại đạo mặc dù có bị cắn trả thì người bị ảnh hưởng phải là mình mới đúng cũng không tới lượt tô tiên nhi như vậy chỉ có một khả năng chính là có người đang ám toán tô tiên nhi ý đồ chiếm lấy khí vận của nàng nên biết rằng tô tiên nhi là người mang đại khí vận hơn nữa còn là thái âm huyền thể nếu muốn ảnh hưởng số mệnh của nàng cũng không phải là chuyện đơn giản đến tột cùng là người nào dám sử dụng thủ đoạn ám toán tô tiên nhi sở huyền đã đoán được đại khái đối phương dùng thủ đoạn gì ảnh hưởng khí vận tô tiên nhi chuyện nhỏ thôi người không cần lo lắng dù sao thiên phú của tô tiên nhi cũng bất phàm thân có đại khí vận tuy là đã bị ảnh hưởng nhưng muốn cướp khí vận của nàng gần như là chuyện không thể thủ đoạn của đối phương rốt cuộc quá yếu đơn giản là dùng máu huyết của người thân tô ra làm vật dẫn, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành quấy nhiễu và cướp đoạt. Sở huyền vung tay lên, từ trên chấn vận đạo đỉnh phóng ra một luồng sáng, chui vào trong cơ thể tô tiên nhi, chấn áp khí vận của nàng, bảo vệ không bị quấy nhiễu. Tiếp theo, hắn lại lấy ra khí vận như ý, đánh ra một đạo ánh sáng bao phủ trên người tô tiên nhi. Vậy mà đối phương lại dám cướp đoạt khí vận thị nữ của mình. Đây là cố tình khiêu khích sao? làm sao có thể nhịn không đánh trả chứ nếu như đối phương muốn chơi thủ đoạn khí vận vậy thì sẽ cho hắn biết thế nào là bị khí vận cắn trả khí vận như ý chính là khí vận trí bảo cũng có khả năng công kích sau khi sở huyền sử dụng thủ đoạn đáp trả bèn nói được rồi hẳn là những người ở trung châu ra tay với ngươi lúc này tô tiên nhi chỉ cảm thấy một loại cảm giác an toàn trước đây chưa từng có loại trạng thái hốt hoảng trước đó đã mất tích nghe vậy khuôn mặt nàng liền biến sắc, cắn răng tức giận nói, đáng giận, nô tỳ đã trốn lâu như vậy, còn không muốn buông tha. Là tô Gia hay là gã quái nhân kia, đều có liên quan, chương 250, khí vận cắn trả, sở huyền tò mò hỏi, cái gã quái nhân kia, là thế lực nào ở Trung Châu? Lúc trước, hắn cũng chưa từng hỏi thăm kỹ càng, về lai lịch của vị hôn phu của Tô Tiên Nhi, đến tột cùng là thế lực nào? Vốn là phối hôn cùng vị đích nữ Tô Gia, chẳng qua thấy hắn quá xấu. Cho nên bày một ít thủ đoạn, đổi thành Tô Tiên Nhi phải lấy gã kia. Có lẽ gã kia đã nhìn thấy dung mạo của Tô Tiên Nhi, cho nên không có phản đối. Nào biết Tô Tiên Nhi ghét hắn xấu xí, trực tiếp đào hôn chạy trốn. Đại Càn cung, nghe nói là biểu đệ của Thánh tử Đại Càn cung. Tô Tiên Nhi oán hận trả lời, "Đại Càn cung, Sở Huyền không khỏi nhớ tới Đại Càn đế quốc, thế lực thao túng đằng sau dường như là đại càn cung. Cũng trùng hợp thật, lúc trước vị thần cảnh nhân tộc có dẫn ma tộc xâm chiếm. Chính là người của đại càn cung, đại càn cung, thế lực mạnh nhất Trung Châu. Được rồi, cố gắng tu luyện đi, chỉ cần người mạnh lên, nếu thấy ghét đại càn cung, trực tiếp diệt nó đi là được. Sở huyền có một loại suy đoán, vị thánh tử đại càn cung kia, khả năng rất lớn chính là khí vận chi tử Trung Châu. Chuyện đó nào có dễ dàng như vậy, Nghe Đồn Đại Càn Cung có lão tổ thần cảnh. Tô Tiên Nhi cảm thấy muốn diệt Đại Càn Cung, không quá chân thực. Thần cảnh mà thôi, chỉ cần ngươi chăm chỉ, không có gì là không thể. Sở Huyền cười nói, tiên sinh, tu vi của ngài là gì? Tô Tiên Nhi tò mò hỏi, nghe giọng điệu của hắn, ngay cả thần cảnh cũng không coi ra gì. Chẳng lẽ tiên sinh là thần cảnh, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Sở Huyền cười một tiếng, Tô Tiên Nhi lại trở về tu luyện. Trung Châu, một gã nam tử có dung mạo xấu xí đang ngồi xếp bằng, trên tay cầm một viên châu. Người này có dung mạo xấu đến đáng sợ, mũi thì sụp, miệng thì méo sẹo, đã vậy hai mắt còn bị lệch. Đột nhiên lúc này hắn liền phun một ngụm máu tươi, ngay sau đó thất khiếu đều đổ máu, viên châu trong tay cũng nổ thành mảnh vụn. Linh lực toàn thân đều hỗn loạn, không thể khốn chế, dường như lúc nào cũng có thể bị nổ chết ý chí tinh thần đang trong trạng thái suy yếu. À, 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 thanh niên xấu xí hét thảm một tiếng. Lúc này xuất hiện một lão giả, ra tay ổn định thương thế của hắn, gương mặt hơi biến sắc. Đây là bị phản phê, chuyện kinh khủng hơn chính là khí vận bảo khí, vậy mà lại vỡ nát. Đây chính là một trong những trí bảo của Tô Gia, mặc dù chỉ có cấp bậc bảo khí, nhưng đây chính là khí vận bảo khí, phàm là bảo vật có liên quan tới khí vận, đều được xem là trí bảo có thể trấn khí vận đã xảy ra chuyện gì vì sao ngươi lại bị cắn trả gia chủ tô gia cũng chạy tới thần sắc trên mặt của hắn cũng rất khó coi không ngờ khí vận bảo khí đã bị hủy tô gia đã mất đi bảo khí trấn áp khí vận một khi gặp phải kiếp nạn tổn thất sẽ rất nặng nề làm sao mà ta biết được thanh niên xấu xí chỉ biết hết thảm ta sẽ đưa ấn quay về đại càn cung để chữa thương trước khi lão giả đi lại nói một câu thiên kim của tô gia chủ, chỉ sợ đã gặp được đại cơ duyên. Thần sắc tô gia chủ lộ ra vẻ âm trầm, bèn nói, khí vận bảo khí bị hủy, đại càn cung của ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Nếu không tô gia sẽ có lựa chọn khác, thân hình lão giả hơi ngừng lại, bèn trả lời, việc này ta sẽ bẩm báo cho thánh tử. Đợi đến lúc lão giả rời đi, thì mấy vị tộc lão tô gia cũng ùa tới, nhìn thấy khí vận bảo khí bị vỡ vụn trên mặt đất, nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt khó coi bây giờ thì tốt rồi khí vận bảo khí đã bị hủy trong đó có một vị tộc lão trừng mắt cả giận nói mượn khí vận bảo khí làm cái chó gì đoạt khí vận của nha đầu kia ép nạt trở về hiện tại các ngươi sáng mắt chưa không những khiến khí vận bảo khí bị hủy còn khiến nha đầu kia tức giận nữa gia chủ như ngươi thật sự là càng ngày càng thất trách ngay cả khí vận bảo khí được truyền thừa của giả tộc cũng bị mất Tên tộc lão kia sau khi quát mắng mấy câu, liền tức giận phất tay đi mất. Một màn này ở Tô Gia, hai người sở huyền cùng Tô Tiên Nhi cũng không hay biết. Nhưng sở huyền lại đoán được, người cố tình quấy nhiễu khí vận của Tô Tiên Nhi. Tuyệt đối sẽ không an lành, bị khí vận cắn trả, tiếp theo sẽ luôn gặp vận rủi. Thậm chí bởi vì vậy mà chết toi, nửa tháng sau, rốt cục, ngày hôm nay, tầm đạo kính đã tìm được một vị đạo cảnh. Bên trên mặt kính xuất hiện một điểm trắng, dần dần hóa thành hình dáng một con hổ. Sở Huyền khẽ giật mình, lần này tìm được cường giả đạo cảnh, cũng không phải là nhân tộc. Yêu tộc, hơn nữa, còn là hồ tộc, bắt lấy một đám khí tức của đối phương, thả vào Nguyên Sơ Đạo Tinh, trước tiên Sở Huyền cũng không cho đối phương vào đại đạo giao lưu hội. Chương 251: Tiểu lão hổ đáng yêu, mà chuyện đầu tiên hắn cần làm là phải tìm hiểu một chút về đối phương tại một địa phương xa xôi trên một ngọn núi có một đầu mãnh hồ cho dù nó chỉ đang nằm sấp khí thế thu liễm thế nhưng loại khí tức hung hãn bá đạo trên người nó vẫn tràn ngập xung quanh bộ dáng uy phong lẫm liệt chẳng qua là cái đầu của nó hơi béo vừa ngẩng đầu lên đã tạo cho người nhìn một cảm giác rất ngu ngơ gào bỗng nhiên mãnh hồ tỉnh lại từ giấc ngủ phát ra một tiếng gầm vang trời là ai hổ thái hung ác đưa mắt quét bốn phương bộc lộ khí thế bá đạo, móng vuốt cũng xòe ra ngoài, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Vừa rồi hắn cảm thấy bị người khác thu lấy một đạo khí tức. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đạo vận của mình, tựa hồ đã thành lập liên kết với vật gì đó. Nhưng mà, bất luận hắn có tìm kiếm ra sao, vẫn không thể nào dò xét ra kết quả. Gặp được cường giả, bất quá hổ thái cũng không hoảng sợ, thậm chí hắn còn khinh bỉ đối phương, chỉ dám dở trò sau lưng, nó vẫn nằm im không động đậy. Hổ thái ta chính là lão hổ uy mãnh vô địch, tiểu lão hổ, bỗng nhiên, có tin tức truyền đến, xuất hiện dòng chữ từ trong đạo vận. Hổ thái nhìn thấy tin tức truyền tới, mới chịu cử động, giờ phút này nó nâng chân lên, xem tin tức ở phía trên. Tức giận đến mức rít gào, ta, hổ thái, chính là lão tổ thiên hổ tộc, tuyệt thế bá chủ đạo cảnh 16 quan, ngươi là chuột nhát phương nào, giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện thân nói chuyện hổ thái tức giận trả lời ha ha thì dưng là một tiểu lão hổ thiên hổ tộc có thể tham gia đại đạo giao lưu hội cũng là cơ duyên của ngươi gào hổ thái tức giận đến mức dùng chân đập mạnh dưới đất mở ra một lỗ hổng hắn rất tức giận đối phương dám coi thường mình gọi mình là tiểu lão hổ ghê tởm không biết đã bao nhiêu năm tháng chưa từng có ai dám gọi hắn là tiểu lão hổ lộ mặt đi ta muốn xé xác ngươi thật sự chỉ là một tiểu lão hổ nóng này thật sự là chất phác đáng yêu, gừ. Hổ thái giống một tiếng, móng vuốt không ngừng cua loạn, hai mắt hổ trừng to, lộ ra sát ý mãnh liệt. Sở huyền đối với uy hiếp từ hổ thái, chỉ xem như trò đùa. Lão tổ thiên hổ tộc, cường giả đạo cảnh 16 quan. Hắn cảm thấy ứng không có chút tội nghiệp, chỉ sợ hắn lại tiếp tục làm người xếp chót trong hội. Không để ý đến hổ thái, đưa hắn vào trong đại đạo giao lưu hội. Trợt phát ra một tin tức thông báo, Hổ Thái đến từ Thiên Hổ Tộc, may mắn gia nhập hộ chúng ta, mọi người làm quen một chút. Hắn lại giới thiệu một chút về tu vi cảnh giới của Hổ Thái. Ứng không yên lặng nhìn thông báo, trong lòng cảm thấy đau xót, đã xuất hiện một người mới, nhưng mà người này lại mạnh hơn hắn. Quá đau lòng rồi, Hổ Thái tiến vào Đại Đạo Hội, vẫn tiếp tục gào thét, hơn nữa còn chửi mắng thậm tệ. Đại Đạo Hội cái khỉ gì? các ngươi là ai, giấu đầu hở đuôi, dám xưng là đại đạo. Có gan thì đi ra, hổ ra sẽ xé xác các ngươi. Khóe miệng sở huyền hơi run rẩy, lão hổ này, quả là một kẻ ngây thơ nóng này. Chỉ mong sẽ không bị khác đè chết, bản thân mình không biết vị trí của bọn họ ở đâu, nhưng mà những người còn lại thì rất có thể. Tu vi đạo cảnh 16 quan, ở trong đại đạo hội, chỉ được xem là hạng ba từ dưới đếm lên thôi chắc chắn người xếp cuối là sở Huyền rồi, ngay cả đạo cảnh hắn cũng chưa tới. Hổ thái, tiểu lão hổ cáo kỉnh này vẫn chưa bị đánh chết ư. Người đầu tiên lên tiếng là Phiêu Nhược Vân, là một vị đại đệ tử của Hồng Nguyên Sơ, là nữ. Nghe giọng điệu này, hình như là có quen biết hổ thái. Hổ thái giận đến sôi máu, móng vuốt liên tục quất tới tấp trên đỉnh núi, khiến cho cát bay đá chạy. Lại có người gọi mình là tiểu lão hổ, xem ra bản thân đã ngủ quá lâu, không có đi ra ngoài, khiến cho mọi người đã quên hổ uy của mình. Gào, muốn chết, mau xưng tên ra, hổ ra sẽ bóp chết ngươi. Ô, tiểu lão hổ này, vẫn nóng nảy như trước. Tâm tình phiêu nhược vân cũng không tệ, bèn đáp, ta là phiêu nhược vân, người có nhớ chăng? Phiêu nhược vân, ai vậy? Cái tên này nghe có hơi quen, hổ thái đang muốn tiếp tục đập phá, bỗng nhiên giật thoát một cái. Vô ý thức mà đứng bật dậy móng vuốt nó đã thu lại, đôi mắt hổ đã trợn trừng, nó nuốt một ngụm nước bọt, ửng ức. Một đoạn trí nhớ trước kia dần dần hiện ra, hắn nhớ một nữ tử nhân tộc khí chất lạnh lùng, nắm lấy cái đuôi của nó, cười hì hì nói, tiểu lão hổ, đừng có mà hung ác như thế, bằng không thì tỉ tỉ sẽ lột da của ngươi. Nàng giơ những ngón tay trắng mịn, lướt trên cái bụng béo của nó, nhìn bộ dáng ngây thơ mập mạp của ngươi. Rất là đáng yêu, sợ tới mức cong đuôi lông trên người hổ thái dựng ngược, không ngờ chính là nữ nhân đáng sợ kia. Ta không phải là hổ thái, ta là hổ thái, ta là hổ tộc, ta là một tiểu hổ ly, không phải tiểu lão hổ. Hổ thái vội vàng rũ bỏ thân phận của mình, bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.